Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 80. Cuồng, thô bạo. Cho dù đối mặt mấy triệu người, Diệp Thần lại vẫn là không có phân nửa lui bước, đây là như thế nào một loại tâm cảnh? Đây thật là cuồng đến trong xương. Được, hy vọng ngươi biểu hiện, có thể xứng với ngươi nói. Triệu Linh Tiêu nhàn nhạt nói, một bước, đạp phá 900 mét ngưỡng cửa. Hơn nữa, hắn không có dừng lại, vẫn còn tiếp tục tiến về trước. Triệu Linh Tiêu và Diệp Thần như nhau, mục tiêu là trên thăng tiên đại đạo cuối, nhưng hắn phát hiện, mình vẫn là muốn được quá đơn giản. 900 mét sau đó, mỗi một mét, đều tựa như rãnh trời. Triệu Linh Tiêu khóe miệng tràn ra máu tươi, Linh Tiêu đạo thể dẫn động thiên địa lực gia trì, đối với hắn mà nói là một không nhỏ gánh vác, bất luận là linh lực lên vẫn là trên thân thể. Triệu Linh Tiêu lúc này cưỡng ép suy trì đạo thể, đã kinh bị nội thương, nhưng là, hắn không có dừng lại. 910 mét, cái này 10 mét, hắn đi rất chậm, một thế kỷ như vậy rất lâu, nhưng là, lại không có người bất kỳ dám nói Triệu Linh Tiêu đi chậm rãi. Mà Triệu Linh Tiêu, hiển nhiên vậy tới cực hạn, hắn trong da thịt mơ hồ lưu chuyển ánh sáng tím, hỏng mất. Oanh, ánh sáng tím bạo tán, mất đi ánh sáng tím gia trì. Triệu Linh Tiêu ngay tức thì bị vô cùng trọng lực đè được bắp thịt nổ tung, xương cốt bể đoạn. Nhưng là, Triệu Linh Tiêu, vẫn là bước ra một bước. Triệu Linh Tiêu, 911 mét, lên trời trên bia, ra một cái vô cùng huy hoàng ghi chép. Hạ cái ngay tức thì, Triệu Linh Tiêu bị truyền tống ra ngoài trên thăng tiên đại đạo, nhìn như vô cùng là chật vật, Âu Dương Giác ngay tức thì tiếp nhận Triệu Linh Tiêu, trách cứ. Ngốc nghếch, làm bậy như vậy. Vạn nhất bị thương căn nguyên, đối với người tu hành, có mạc ảnh hưởng lớn. Nhưng hắn nhìn Triệu Linh Tiêu ánh mắt, nhưng tràn đầy vui vẻ yên tâm. Triệu Linh Tiêu đã hôn mê, Âu Dương Giác vội vàng cho ăn hắn một viên đan dược, thượng cổ đan dược. Triệu Linh Tiêu thương thế, lập tức khôi phục hơn nửa, chậm rãi mở mắt ra, trong mắt, nhưng tràn đầy không cam lòng. Sư tôn, ta phụ lòng ngươi, ta không có đi đến cuối. Âu Dương Giác kinh ngạc nhìn Triệu Linh Tiêu một mắt, sau đó cười, phát ra từ nội tâm cười, cái đứa nhỏ này, thật là không tệ. Tiểu tử ngốc, ta đã rất hài lòng, thật tốt dưỡng thần đi. Không, Triệu Linh Tiêu vùng vẫy đứng lên, thân hình lay động, ánh mắt cũng rất kiên định, hắn nhìn Diệp Thần. Ta muốn đích mắt, nhìn hắn. Mà giờ khắc này, sốt cuộc, đến phiên Diệp Thần. Và Diệp Thần đồng thời leo lên trên thăng tiên đại đạo. Còn có Lăng Long Thành, Long Huyền các người. Lăng Long Thành cả người cổ đồng sắc da thịt, vóc người to lớn, quanh thân tràn đầy cuồng bạo lực. Mà Long Huyền, mặt mũi anh tuấn, tản ra cấp trên hơi thở, ở hắn trần lộ ra ngoài nơi cổ, da thịt trắng noãn hạ, lại tựa như còn có một tầng như ẩn như hiện xăm. Phảng phất là một con rồng. Bất quá, cái này vốn được nhìn chăm chú hai người, lúc này lại ngược lại thành nên. Tất cả mọi người sự chú ý đều tập trung vào Diệp Thần trên mình. Thằng nhóc, người tiếp theo cuồng à? Thằng nhóc, người không phải côn bằng sao? Người ngược lại là bay à? Ta xem người có thể hay không so Triệu Linh Tiêu cái này chim yến tước bay được cao hơn. Không biết sẽ hay không và mới vừa rồi tên phế vật kia như nhau, đi cái 400 mét, liền mất đi ý thức. Một người đến từ thấp võ thế giới người lại dám gọi nhịp công nhận thiên tài. Cái này sợ rằng là hôm nay chuyện cười lớn nhất đi. Đám người cười ầm. Diệp Thần lúc này lại không để ý, ở trong lòng cùng Tiêu Diêu Thần Quân trao đổi nói, Tiêu Diêu Thần Quân, một lát nên như thế nào luyện huyết đan nhập tùy. Vĩnh Hằng Thánh Vương cho hắn giọt kia máu tươi, hắn phải hoàn toàn luyện hóa. Nhập tùy mới có thể phát huy tinh huyết này toàn bộ lực lượng. Tiêu Diêu Thần Quân nói, ngươi trước chạy về phía trước, ta kêu ngươi ngừng, ngươi liền ngừng. Diệp Thần gật đầu một cái. Bây giờ hắn đã quản không là cái gì. Luân hồi huyền bia đầu mối còn chưa có xuất hiện. Nhưng là hắn có một loại dự cảm. Đó chính là muốn bắt lần này tranh tài thứ nhất. Chỉ có thứ nhất, mới có thể chạm được luân hồi huyền bia chân chính tung tích. Thi đấu chính thức bắt đầu. Các thăng tiên giả cũng như mũi tên rời cung vậy về phía trước bắn ra. Mọi người đang chuẩn bị mở miệng cười nhạo Diệp Thần tốc độ rùa lúc. Lại đột nhiên nán lại, bởi vì, bọn họ không tìm được Diệp Thần bóng người. Có ba đạo thân ảnh, đồng thời thoát khỏi đội ngũ,
Tề Đầu Tịnh tiến, ngay tức thì đem những người khác phùng ở sau lưng. Các khán giả ở đó chút lạc hậu thăng tiên giả bên trong tìm, tự nhiên không tìm được. Bởi vì Diệp Thần, là cái này ba đạo thân ảnh một trong. Điều này sao có thể? Các khán giả không dám tin tưởng. Một cái thần vương cảnh kỳ võ giả, có thể cùng Long Huyền, Lăng Long Thành, loại này hợp đạo kỳ cao cấp thiên tài cũng giá tể khu. Nhất định là mình ánh mắt xảy ra vấn đề. Dừng lại, Tiêu Diêu thần quân quát lên. Diệp Thần, nhanh xông lên thế, bỗng nhiên dừng lại, dừng ở 635 mét chỗ. Long Huyền và Lăng Long Thành, đều là hơi kinh ngạc, ánh mắt về phía sau quét tới, tên này có thể đuổi kịp bọn họ tốc độ, tại sao lại ở chỗ này liền ngừng. Bất quá bọn họ vậy không để ở trong lòng, quét về phía Diệp Thần ánh mắt mang theo khinh miệt, hiển nhiên, vốn là không cầm cái này tiểu tử cuồng vọng làm đối thủ. Mà các khán giả, ánh mắt nhưng sáng. Diệp Thần mới vừa rồi không kém gì Lăng Long Thành và Long Huyền biểu hiện, quả thật làm cho bọn họ có một tia dao động, nhưng bây giờ, nhưng yên tâm, cái này thần vương cảnh rác dưới, quả nhiên là một cái chính cống phế vật. 635 mét, mặc dù coi như là một cái tốt thành tích, nhưng, xa xa không đủ. Xa xa không đủ Diệp Thần nói ra như vậy huênh hoang. Nếu như Diệp Thần không có ở đây Triệu Linh Tiêu trước mặt như vậy cuồng ngữ, có lẽ mọi người còn sẽ hoảng sợ cái thành tích này. Nhưng là bây giờ, Diệp Thần không có vượt qua Triệu Linh Tiêu, liền tương đương với vô tình phiến mình mặt. Tiếng giễu cợt, vang lên lần nữa. Này, người tại sao bất động? Mới hơn 600 mét thì có áp lực, người không phải côn bằng sao? Liền yến tước cũng không bằng. Còn đằng thượng Vân Tiêu, người trên đất bò còn thiếu không nhiều. Người loại rác dưới này, cũng dám coi rẻ Triệu Linh Tiêu. Trên bầu trời thế lực lớn các đại biểu, cũng lớn đều thần sắc thất vọng lắc đầu, hiển nhiên, Diệp Thần biểu hiện, quá kém. Mà Diệp Thần, lúc này lại làm ra một cái ngoài dự liệu cử động, hắn lấy ra một chai đan dược, ngửa đầu một cái, toàn bộ đổ vào trong miệng. Âu Dương Giác thấy vậy, nhíu mày, trong ánh mắt vậy mang theo vẻ thất vọng, Diệp Thần ăn, là hắn luyện huyết đan. Âu Dương Giác nhãn lực tự nhiên không giống tầm thường, nhìn ra được Diệp Thần dừng lại. Cũng không phải là bởi vì đến cực hạn, có thể Diệp Thần lúc này lại cầm ra luyện huyết đan ăn vào, muốn dựa vào dược lực tiến hơn một bước. Chẳng lẽ là hắn sợ, đã biết được mình tiềm lực không cách nào vượt qua Triệu Linh Tiêu, cho nên dự định mượn ngoại lực. Cái này, quả thật làm cho người thất vọng, đặc biệt là ở Diệp Thần một phen cuồng ngôn sau đó. Giống như một cái vận động viên đầu tiên là nói mình một tay là có thể cầm vô địch thế giới. Thì đấu lúc nhưng len lén uống thuốc kích thích như nhau. Người này, bất quá như vậy. Triệu Linh Tiêu trong mắt, lại là vô tận khinh thường. Hắn vốn cho là Diệp Thần có tư cách trở thành hắn đối thủ, bây giờ nhìn lại, cái thằng nhóc này liền ở hắn dưới háng quỷ bái tư cách đều vô dụng. Trái đất, Côn Lôn hư. Thế gian tại sao có thể có như vậy địa phương rác dưới? Mà cùng lúc này, các khán giả, lần nữa bộc phát. Uống đan dược. Nhất định là đến cực hạn. Ha ha ha, thằng nhóc này lại dùng đan dược. Rác dưới, 600 mét sẽ dùng đan dược, còn không biết xấu hổ miệng ra cuồng ngôn. Hắn nếu là có điểm mặt, cũng sẽ không làm loại này chuyện. Diệp Thần nhưng tựa như bịt tai không nghe, hắn uống thuốc, bất quá là dựa theo Tiêu Diêu thần quân phân phó mà thôi. Tiêu Diêu thần quân thanh âm vang lên lần nữa, thằng nhóc, tiếp theo, người đem thân thể một số giao cho ta. Ta sẽ đem máu tươi lực lượng, toàn bộ teo lại tới, cũng chỉ có ta, mới có thể làm được loại chuyện này. Mà ngươi, phải dựa vào mình thân xác lực, từng bước một, về phía trước, vì thích ứng cái này trọng lực, ở luyện huyết đan dược lực xúc tiến hạ, máu tươi, sẽ bị bách luyện nhập ngươi xương tủy trong huyết mạch. Được, Diệp Thần biết, bằng mình vốn là thân xác lực, sẽ đi rất khổ cực, nhưng là, hắn vẫn tự tin. Vậy ta bắt đầu rồi. Ngay tức thì, Diệp Thần mặt liền biến sắc, hắn cắn chặt hàm răng, bước về phía trước. Ha ha ha, động, và con rùa đen như nhau chậm. Ăn đan dược, còn đi được như thế khổ cực, đây chính là cái gọi là không cách nào đo đạc. Có thể người ta đã qua 900 mét, là chúng ta trong mắt quá nhỏ, xem không thấy hắn bóng người. Liền liền Âu Dương Giác, Tử Ngưng các người, lúc này trong mắt đều là vô cùng là nồng đậm vẻ thất vọng.
nếu như mới vừa rồi Diệp Thần còn có thể nói là chủ động dừng bước lại, bây giờ, thật sự là đem hết toàn lực lại đi. Mà bên kia, Lăng Long Thành và Long Huyền, cũng dễ dàng đột phá 800 mét. Hai người hình thể, cũng ở đây qua 800 mét sau đó, đồng thời biến hóa. Lăng Long Thành quanh thân xông ra một cổ vô cùng là tinh thuần ma khí, thân hình dương cao đến 3 mét, màu da hóa là đỏ tươi, giống như ma thần hạ xuống. Mà Long Huyền, trên mình đột nhiên trải rộng một tầng mịn vải đen, hơi thở càng kinh khủng hơn. Biến thân sau đó, hai người cho dù đến 800 mét, tốc độ tiến tới, còn chưa chậm. So Triệu Linh Tiêu và Vô U nhanh hơn. Dĩ nhiên, Vô U hiển nhiên không có nghiêm túc thi đấu. Mà Diệp Thần, cắn chặt hàm răng, chĩa vào vô cùng to lớn trọng lực, và ùn ùn kéo đến giễu cợt, từng bước, đi về phía trước. Mặt hắn lên, cũng không gặp chút nào nổi giận, ngược lại, mang tí ti vui mừng. Hắn cảm giác được, mình thể xác, đang từ từ trở nên mạnh mẽ. Hắn mỗi vượt mức quy định bước ra một bước, liền tăng cường một phần. Lúc này, có một đôi mắt, nhìn Diệp Thần, tràn đầy sảng khoái, chính là Hoàng Sán. Diệp Thần phế vật này, cuối cùng muốn thua. Thằng nhóc này trước vậy một phen huênh hoang, bây giờ lại là như vậy biểu hiện, tông môn nào sẽ muốn hắn. Thu như vậy một người học trò, nhất định chính là cho tông môn bôi đen. Mất đi tông môn che chở, Diệp Thần còn không phải là một con tiện tay có thể nắn bóp con kiến hôi. Hoàng Sán đã bắt đầu suy tính, như thế nào hành hạ Diệp Thần. À, chấm, Âu Dương Giác lắc đầu một cái, đã không muốn nhìn, ăn mình luyện huyết đan vẫn là tài nghệ này, mình thật đúng là nhìn lầm. Hắn bây giờ đều có chút mình thương không hết luyện huyết đan. Bất quá, kỳ quái chính là, Triệu Linh Tiêu trước nói qua, 600 mét sau này, muốn dựa vào đột phá cực hạn tiếp tục tiến về trước, là không thể nào, Âu Dương Giác cũng kém không nhiều là như vậy cho rằng, có thể Diệp Thần đâu. Mỗi một bước đều tựa như tới cực hạn, mỗi một bước nhưng lại đột phá cực hạn, hắn đi được mặc dù rất chậm, nhưng vẫn đi. Nhưng là, người cực hạn, lại đột phá, đều có hạn độ, người còn có thể đột phá đến 900 mét đi. Rốt cuộc, Long Huyền và Lăng Long Thành, tới 880 mét. Lăng Long Thành nhanh một bước. Oanh! Huyết diễm ngút trời, Lăng Long Thành một quyền đánh ra, cự lực vô cùng, trực tiếp đánh vỡ vô hình kia trọng lực bình phong che chở, theo quyền kính, vượt qua 900 mét. Lúc này người xem, đối với qua 900 mét, đã có chút chết lặng, lần này thăng tiên thi đấu thật là thăng tiên giả tư chất cao nhất một lần, yêu nghiệt nhiều vô số kể. Lăng Long Thành trước một bước qua 900 mét, Long Huyền ánh mắt trầm xuống, hắn biết, hắn thua, hắn thiên phú so với Lăng Long Thành, kém một nước. Lăng Long Thành chân trước vừa qua khỏi, Long Huyền vậy là chân khí bùng nổ, liều mạng tiến về trước. Cuối cùng, Long Huyền, vậy qua 900 mét. Đến 900 mét sau đó, động tác của hai người, lập tức chậm. Bắt đầu giống như Diệp Thần vậy, từng bước tiến về trước. Nhưng là, đồng dạng là chậm, bọn họ chậm và Diệp Thần chậm, là một cái trời, một chỗ. Có thể nhưng vào lúc này, trên bầu trời, Tử Ngưng đột nhiên kinh ngạc nói, không đúng, cái này đến từ Côn Lôn hư tiểu tử có cổ quái. Thế nào, hắn hẳn không có ẩn giấu thực lực à, ta nhìn ra được hắn hết toàn lực. Một người nhị lưu thế lực đại biểu nghi ngờ nói. Tử Ngưng cười nói, nhưng mà ngươi có phát hiện hay không? Diệp Thần mặc dù một mực đang toàn lực đột phá cực hạn, có thể hắn đi về phía trước tốc độ, nhưng là càng lúc càng nhanh. Nói xong, nàng đáy mắt, lại mơ hồ có vẻ vui mừng, lúc này nhìn chằm chằm Diệp Thần, cầm Long Huyền đặt ở một bên. Thật là như vậy, chuyện gì xảy ra? Vô Cực Tử và Tiết Hoàng hai mắt nhìn nhau một cái, trong mắt đều có khiếp sợ, mà đạo công pháp và máu đạo công pháp, cũng có một ít rèn luyện huyết cốt pháp môn, và lúc này Diệp Thần biểu hiện rất giống. Bất quá, bọn họ cũng âm thầm lắc đầu một cái, làm sao có thể có người, có thể ở thăng tiên thi đấu bên trong rèn luyện huyết cốt đâu. Rèn luyện huyết cốt đầu tiên cần khổng lồ thần niệm, còn muốn vô cùng là đặc biệt tiến hành. Trọng yếu hơn là, vậy máu tươi nguồn phải vô cùng thuần túy. Bây giờ linh võ đại lục yêu thú, rất khó có loại này thuần túy máu tươi. Trừ phi cự thú viễn cổ. Có thể cự thú viễn cổ khoảng cách quá mức xa xôi, căn bản không có thể có máu tươi bảo tồn được.
cho dù có, cũng bị thế lực cao cấp nắm trong tay. Diệp Thần hành động bây giờ ở mọi người nhìn lại có chút hoang đường. Ở thăng thiên thi đấu, chịu đựng thần niệm công kích và tâm ma đầu độc, còn có thể rèn luyện huyết cốt ngu si, kết quả chỉ có tẩu hỏa nhập ma hoặc là chết. 697, 698, 699. Diệp Thần muốn đột phá 700 mét. Có thể một đạo khảm này, nhưng thật khó vượt qua. Phía trước Long Huyền và Lăng Long Thành, lúc này lại đã phá vỡ Triệu Linh Tiêu ghi chép. Long Huyền 919, Lăng Long Thành 921. Hắn hai người chúng ta, lúc này trong tay cũng cầm hợp đạo cảnh tiên khí, điên cuồng đánh trước người không khí, ý đồ tiến hơn một bước. Diệp Thần trong tay, vậy nhiều hơn một cái đao. Kim sát, một đao chém. Diệp Thần mãnh quát một tiếng, một đao mang vô cùng sắc bén hơi thở và mờ mịt đao ý một đao, chém về phía trước, Diệp Thần, thành công bước qua 700 mét. Diệp Thần tay cầm nặng đao, mặt vô thần sắc, đao thế cuồng bạo, gió cuốn mây tan, ở ngang dọc đao khí bên trong, từng bước một tiếp tục về phía trước, ở hắn xem ra, qua 700 mét, chuyện đương nhiên. Nhưng mà cái này không đáng kể hành vi nhưng để cho cả thế giới vào giờ khắc này yên tĩnh. Vô cùng yên tĩnh. Các khán giả kinh sợ. Triệu Linh Tiêu kinh sợ. Một đám thế lực và tông môn đại biểu, cũng kinh sợ. Diệp Thần mỗi đi một bước, bọn họ cũng lấy là, Diệp Thần muốn dừng lại, nhưng mà, Diệp Thần không có. Không ngừng đánh thẳng vào thần kinh của bọn họ. Coi như là kẻ ngu, lúc này cũng có thể nhìn ra được, Diệp Thần, tuyệt không phải đơn giản đột phá cực hạn mà thôi. Trong đó, sắc mặt nhất khó coi, đương kim hoàng sán. Cái này đáng chết Diệp Thần, con mẹ nó làm sao còn không cho lão tử dừng lại à? Rõ ràng là một tên phế vật đồ, tại sao có thể không ngừng ra mình ý liệu à? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nói thật, hoàng sán luống cuống, Diệp Thần nếu như có như vậy từng tia có thể đến 800 mét, cho dù hắn cuồng, nói ra thiên đại cuồng ngôn, những đại thế lực kia cũng có thể xem ở hắn tư chất lên, đem hắn thu làm môn hạ. Hoàng Sán thậm chí có chạy trốn xung động. Nhưng mà, cho dù Diệp Thần không có hy vọng bắt được thứ nhất, linh khế không cách nào có hiệu lực, hắn và Diệp Thần tại sòng bạc đánh cuộc, nhưng là quá rõ ràng, thăng thiên các nếu như truy cứu tới, hắn có thể trốn đi nơi nào. Đột nhiên, Diệp Thần đem đao thu hồi, bước chân tiến tới, vậy càng lúc càng nhanh. Diệp tiểu tử, cảm giác thế nào? Tiêu Diêu Thần Quân cười nói. Thoải mái, quá đã. Ầm một tiếng, Diệp Thần, đạp qua 800 mét chi khảm. Hơn nữa, xem hắn thần sắc, lại không có chút nào ngưng trọng, còn mang chút hưởng thụ. Thật giống như so với trước đó ở 700 mét chỗ lúc đi lại, hơn nữa được ung dung. Điên cuồng, đây hoàn toàn là điên cuồng, phá vỡ các khán giả suy nghĩ suy luận, trên thế giới, làm sao có thể còn có loại người này. Mà Diệp Thần, đang đột phá 800 mét trong nháy mắt, trên mặt, tất cả đều là vẻ mừng rỡ như điên. Tiêu Diêu Thần Quân cười nói, thành công, Diệp tiểu tử, cảm thụ một chút, người hiện tại thân thể lực lượng đi. Bây giờ Diệp Thần, đem máu tươi luyện tận xương tủy, cảm giác, và quá khứ hoàn toàn không phải một tầng thứ, không chỉ có hắn linh thức cường đại cơ hồ gấp đôi, hắn thân thể tố chất, đan điền, 6 cái thần vương đại đạo, đều có tăng lên không nhỏ. Trong cơ thể thậm chí có một đầu cự thú viễn cổ đang gầm thét. Hắn bây giờ, tựa như chính là một đầu chân chính thừa kế viễn cổ máu tươi huyết mạch mãnh hổ. Tinh huyết này ở trong cơ thể hắn dung hợp trình độ, thật là khủng bố. Thậm chí, tinh huyết này, lại bắt đầu mơ hồ bị luân hồi huyết mạch hấp thu. Hắn quanh thân hiện lên cực kỳ yếu ớt căn nguyên ánh sáng. Luân hồi lực. Đây là huyết mạch có một tia thức tỉnh dấu hiệu. Cái này mới là thần ma luân hồi quyết, chân chính mạnh mẽ chỗ. Các ngươi nghe kỹ cho ta, phế vật cái này hai chữ, không phải ai cũng có thể sử dụng, nghe hiểu sao? Diệp Thần lời vừa nói ra, phần lớn người xem đều là mặt liền biến sắc, bởi vì, bọn họ mới vừa rồi, đều mắng qua Diệp Thần phế vật, nhưng không ai phản bác. Mà Diệp Thần, khi nói xong một câu nói này sau đó, bước chân đạp một cái. Ma khí và huyết khí lại đang Diệp Thần trên mình ngưng tụ ra một đầu uy phong lẫm lẫm hung thú. Một đầu tới từ viễn cổ hổ khổng lồ. Một người một con hổ,
tựa như che khuất bầu trời. Cho mọi người cực lớn cảm giác bị áp bách. Cái kế tiếp ngay tức thì, Diệp Thần thân hình động một cái, hướng phía trước nhào tới, sát khí ngất trời, nhìn Diệp Thần nhào lên uy thế, rất nhiều người, đều cảm giác thân thể run lên, tựa như một khắc sau, liền sẽ bỏ mạng vậy gan bàn tay. Oanh, cực nhanh. Cùng mọi người thấy rõ Diệp Thần bóng người lúc, hắn, đã đứng ở 900 mét vị trí. Cái này không thể nào. Hoàng Sán gầm thét, gần như điên cuồng. Hắn chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Thần bóng người. Hắn đánh đáy lòng xem thường Diệp Thần, chán ghét Diệp Thần, nhưng mà, Diệp Thần biểu hiện ra hết thảy, đều ở đây nói cho hắn sai rồi, cho dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng, cũng bị bách đón nhận một sự thật Diệp Thần, là xứng đáng không thẹn thiên tài. Chỉ cần cho Diệp Thần thời gian, hắn nhất định sẽ trở thành dài là mình cần ngưỡng mộ tồn tại. Thậm chí, Hoàng Sán trong lòng đã mơ hồ cảm thấy, Diệp Thần, thật có thể đoạt được đệ nhất. Ở Diệp Thần sáng lập vô số kỳ tích sau đó, cưỡng bách mình không nghĩ như vậy, đều khó. Có thể mình đâu, mình sẽ là một cái kết quả gì? Hắn hối, sợ hãi, cơ hồ đều muốn cho Diệp Thần quỳ xuống, cầu xin hắn tha thứ. Nhưng là, Diệp Thần sẽ tha thứ hắn sao? Nghĩ đến mình đối với Diệp Thần giễu cợt, Hoàng Sán cả người run rẩy. Không thể nào, hắn làm thật là quá đáng, không thể nào bị tha thứ. Hoàng Sán tâm cảnh thuộc về sụp đổ bên bờ, đột nhiên, hắn vậy thất thần cặp mắt bỗng nhiên gian tỏa sáng sạch bóng, tựa như nhìn thấy hy vọng, tựa như chộp được một cây rơm giả cứu mạng. Còn có biện pháp có thể cứu mình. Hoàng Sán thành tựu thăng tiên các tiếp đón sứ giả, có đặc biệt vị trí khác xem thi đấu, chỉ gặp hắn vội vã hướng thăng tiên các chủ nói những gì sau đó, liền rời đi thăng tiên các chỗ ngồi. Mà lúc này, Diệp Thần sắc mặt, cũng đã ngưng trọng, thần ma luân hồi quyết vận chuyển tới trình độ cao nhất, cả người tản mát ra uy áp kinh khủng, từng tia vô cùng là bén canh kim khí cắt không khí quanh thân, trong tay đao chém liên tục, kim sát khí ngang dọc, mỗi bước ra một bước, đều tựa như muốn đem hết toàn lực. Chủ nhân, có cần hay không chúng ta hỗ trợ? Vừa lúc đó, Diệp Thần bên tai vang lên hai đạo thanh âm. Một đạo long ngâm, một đạo cự thú gầm to. Huyết Long và Tiểu Hoàng. Diệp Thần lắc đầu một cái, trực tiếp về tuyệt nói, không cần các ngươi ra tay, các ngươi ở luân hồi mộ địa, không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt không thể đi ra. Diệp Thần dĩ nhiên có thể mượn Huyết Long hư ảnh và Tiểu Hoàng lực lượng. Dẫu sao Tiểu Hoàng còn có một cái đặc thù thần thông, không sợ bất kỳ uy áp. Nhưng là Diệp Thần không sẽ làm như vậy. Cái này đăng thiên thành cực kỳ đặc thù, không giống với Tây Vực, nơi này cất giấu rất nhiều cường giả. Trên bầu trời lại là có linh võ đại lục rất nhiều đại tông môn đại biểu. Những người này, nếu như nhận ra được Huyết Long và Tiểu Hoàng hơi thở, tất nhiên nguy hiểm. Cho nên, ở đăng thiên thành, Diệp Thần tuyệt không thể vận dụng Huyết Long và Tiểu Hoàng. Thậm chí còn luân hồi mộ địa, cũng phải giấu giếm à. Nếu là bị cường giả phát hiện, vô cùng hậu hoạn. Cùng thời khắc đó, Long Huyền và Lăng Long Thành quay đầu nhìn lại, trong mắt nhưng là vô cùng là vẻ khiếp sợ. Bởi vì, Diệp Thần đi về phía trước tốc độ, so bọn họ hai cái, mau hơn. Hống, chấm than, một tiếng không thuộc về mình gầm thét vang lên, nhưng không phải tới từ Diệp Thần, mà là đổi sau lưng Long Huyền. Theo tiếng này gầm thét, một đầu dao long màu đen hư ảnh từ Long Huyền sau lưng bay vút lên, dương nanh múa vuốt về phía trước nhào tới, mang ngút trời uy thế. Long Huyền bước ra hai bước, chẳng biết tại sao, sau lưng Diệp Thần khí tức trên người, lại làm hắn dâng lên một tia thần phục ý niệm. Vậy giao long hư ảnh lại đang run rẩy. Đây là sợ hãi. Đây là trấn áp. Long Huyền kinh hãi, bọn họ long nhà thừa kế một tia hắc giao huyết mạch. Giao loại mặc dù xa không có chân long mạnh mẽ, nhưng giao loại thừa kế một tia chân long huyết mạch nhưng là không cho phép nghi ngờ. Cho nên, giao loại vẫn là một loại vô cùng là kinh khủng sinh linh. Ở linh võ đại lục như vậy trình độ vị diện, giao loại, đã có thể gọi là giao long, tính là long tộc một trong, mà Long Huyền huyết mạch đặc biệt là tinh thuần, nhưng là, hắn cũng rất thiếu thi triển huyết mạch biến thân, bởi vì niềm kiêu ngạo của hắn. Huyết mạch hắn, làm hắn kiêu ngạo, thậm chí tôn kính. Cho nên, hắn sẽ không dễ dàng vận dụng, cho tới,
rất nhiều người cũng không biết hắn phải chăng ủng có long tộc huyết mạch, nhưng mà, bây giờ, hắn nhưng sinh ra một tia thần phục tâm. Đó là xuất xứ từ tại huyết mạch áp chế. Thấy Diệp Thần quanh thân bao trùm vậy đạo hư ảnh lúc, hắn liền có thể khẳng định, Diệp Thần cùng mình như nhau, huyết mạch tuyệt không bình thường. Nhưng là, Long Huyền bắt đầu cũng không có để ý, bởi vì, có thể so giao long cường đại dị loại, thật không nhiều. Nhưng lúc này, huyết mạch hắn bị áp chế. Hắn không phục. Hắn tuyệt đối không thể thua cho Diệp Thần. Mắt gặp Diệp Thần ép tới gần, Long Huyền đem huyết mạch hoàn toàn kích thích, cùng Lăng Long Thành đặt song song. Có thể nhưng vào lúc này, Lăng Long Thành lại là đi tới một bước. Hắn cả người bắp thịt ứ máu phồng lên, quanh thân hắc khí lượn lờ, cắn chặt hàm răng, mới vừa bước ra bước này, liền tựa như mệt mỏi phải hơn mệt lả vậy. Diệp Thần, 911, Long Huyền, 921, Lăng Long Thành, 922. Các khán giả lúc này lòng cũng quấn quýt thành một đoàn, chàng này đấu võ, làm động tới tất cả mọi người tâm tư. Bọn họ đều hy vọng có thể nhanh lên một chút quyết ra hạng nhất, nhưng lại không hy vọng cái này ba tên thăng tiên giả nhanh như vậy liền dừng lại. Bây giờ, lại không có người nào dám nhục mạ Diệp Thần, khinh thị Diệp Thần. Bỏ mặc kết quả cuối cùng như thế nào, Diệp Thần đã chứng minh, mình là tuyệt thế thiên tài. Mà Linh Võ Đại Lục, người mạnh là vua, người có thực lực, người chỉ đáng giá được tôn kính. Không biết là ai khởi đầu, kêu một tiếng, Diệp Thần, cố gắng lên. Nghe, là một cái cô gái trẻ tuổi, trong thanh âm, còn mang ba phần ngượng ngùng. Sau đó, là cái người thứ hai hô, Long Huyền, cố gắng lên. Tiếp theo, liền là cả hội trường. Tất cả mọi người, đều ở đây gieo hò mỗi người ủng hộ đối tượng. Triệu Linh Tiêu, lúc này lại tựa như mất hồn vậy, ánh mắt ngây ngốc nhìn gắng sức đi về phía trước Diệp Thần, bởi vì, Diệp Thần đã vượt qua mình, nhưng mà, hắn còn không có dừng lại. Lần này thua, là hắn Triệu Linh Tiêu. Tại sao, hắn có Linh Tiêu đạo thể mạnh mẽ, mọi người đều biết, có thể vẫn bại, hắn nhìn ra được Diệp Thần huyết mạch phi phàm, nhưng là, từ chưa từng nghĩ máu này mạch so đạo của mình thể mạnh hơn. Khó khăn mang là mình sai rồi. Đúng như Diệp Thần nói như vậy, lấy mình tầm mắt căn bản không cách nào đo đạc hắn thực lực. Triệu Linh Tiêu cả người đổ xuống, lẩm bẩm nói, sư tôn, là ta, sai lầm rồi sao? Âu Dương Giác hai tay chắp sau lưng, ánh mắt cực kỳ phức tạp, nói, có lẽ đi, nhưng là, cường giả chân chính, có cường giả dè đặt, sai rồi cũng không sao cả, bọn họ, nhưng vĩnh viễn sẽ không nhận thua. Triệu Linh Tiêu nghe vậy, toàn thân chấn động một cái, ngưng mắt nhìn Diệp Thần bóng người, trong mắt, dần dần thiêu đốt lên vô cùng chiến ý. Sư tôn, ở ta sau khi đột phá, hy vọng cùng Diệp Thần đánh một trận. Ta sai rồi, hắn không phải phế vật, mà là một cái đáng ta tôn trọng đối thủ. Âu Dương Giác nhìn về phía ánh mắt kiên định Triệu Linh Tiêu, vui mừng gật đầu một cái. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tiếng reo hò nhưng không có chút nào yếu bớt, bởi vì lúc này, Long Huyền, Lăng Long Thành và Diệp Thần đã hiện ra mấy chục ngàn năm không gặp kỳ tích. Đặc biệt, là Diệp Thần. Lúc này, Lăng Long Thành đi tới 932 mét, hắn trong đôi mắt tràn đầy điên cuồng vẻ, ước chừng có một tia lý trí, về phía trước bước vào, bất quá, rơi vào loại trạng thái này Lăng Long Thành, hiển nhiên cường đại hơn, mặc dù hắn cả người đã là máu tươi đầm đìa, nhưng mà nhìn ra được, hắn còn có tiếp tục đi tới dư lực. Mà Long Huyền, lúc này vậy nhìn đột phá 930 mét, giống vậy khắp người máu tươi, sắc mặt lại là tái nhợt đáng sợ, nhìn như, đã là nỏ mạnh chi cung. Nhưng là, Long Huyền lại không có buông tha, hắn trong mắt đã có sợ hãi. Cũng không phải là bởi vì đi về phía trước khó khăn, mà là bởi vì Diệp Thần. Diệp Thần đuổi theo tới, lúc này Diệp Thần đã tới 927 mét. Đông, một bước, 928 mét, Long Huyền lòng, lạnh hơn liền một phần, hắn gào thét liều mạng kích thích tiềm năng, phải tiếp tục tiến về trước, nhưng mà, tạm thời nhưng không cách nào làm được. Đông, 929 mét. Khốn kiếp, ta không thể thua. Long Huyền gầm thét, nhưng vào lúc này, Long Huyền quanh thân hư ảnh lại có thể khổng lồ một phần. Thậm chí dần dần thực chất. Long Huyền huyết mạch, lại đang đây là tiến hóa. Ha 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 ha. Long Huyền mặt đầy vẻ mừng rỡ như điên,
lại về phía trước bước ra một bước. Diệp thần, cảm ơn ngươi, là ngươi, để cho ta tiến hơn một bước. Long Huyền cười mỉa quay đầu nhìn một cái sau lưng Diệp thần, dùng cao cao tại thượng giọng nói, ngươi khẳng định rất muốn vượt qua ta chứ. Bây giờ, ngươi vĩnh viễn không có cơ hội. Diệp thần không nói một lời, chỉ là quơ múa trong tay đao, yên lặng đi tới trước, cái này xem ở Long Huyền trong mắt, không thể nghi ngờ là đã tuyệt vọng biểu hiện. Long Huyền phát ra một tiếng vui sướng cười to, khí thế không ngừng phóng thích, tiếp tục tiến về trước. Nhưng mà, hắn cao hứng thời gian, rất ngắn. Bởi vì hắn phát hiện, cho dù huyết mạch của mình tăng lên một cấp bậc, vẫn là không cách nào hất ra Diệp thần. Long Huyền cơ hồ muốn sụp đổ, tên này rốt cuộc là quái vật gì à? Tên này thật là tới từ thấp võ thế giới. Trái đất và Côn Lôn hư, linh khí như vậy mỏng manh, làm sao có thể uẩn dục cường giả loại này? Không thể nào, không thể nào như vậy. Long Huyền điên cuồng lắc đầu, nhìn chật vật đi tới bên người mình Diệp thần, lạnh lùng nói ta không thể nào thất bại. Long Huyền cả người tuôn ra một đoàn xương máu, hiển nhiên là cưỡng ép vận chuyển linh lực kết quả, hắn không tiếc tự thương, cũng phải tiến hơn một bước. Hắn thành công, nhưng là, hơn nữa tuyệt vọng. Bởi vì, Diệp thần, vẫn là một bước tiến lên trước, một như thường lệ yên lặng, kiên định. Long Huyền còn đang giãy giụa, quanh thân xương máu nồng hơn, nhưng là, nhưng thủy chung không có cách nào bước ra bước kế tiếp. Rốt cuộc, hắn con người rung động, mắt thấy Diệp thần bóng người, vượt qua mình, đi ở mình trước mặt. 943 mét, Long Huyền. 944 mét, Diệp thần. 945 mét, Lăng Long Thành. Long Huyền tâm cảnh, dao động, cũng chỉ ở hắn tâm khí tan rã trong nháy mắt, bị truyền tống ra ngoài trên thăng thiên đại đạo. Lên trời trên bia sáng lên một cái tên, Long Huyền, 943 mét. Vô cùng chói mắt, vô cùng sáng chói. Các khán giả cũng là hắn hoan hô, nhưng là Long Huyền nhưng tựa như mất đi hồn phách vậy, thẫn thờ đứng. Tử Ngưng than thở một tiếng, đi tới Long Huyền bên người, vỗ nhẹ nhẹ một cái Long Huyền bả vai. Long Huyền phục hồi tinh thần lại, hướng về phía Tử Ngưng cười khổ nói, Tử Ngưng tiền bối. Tử Ngưng khích lệ nói, người đã rất tốt, thằng nhóc kia lai lịch tuyệt không đơn giản, người cũng không cần quá như đưa đám. Long Huyền thõng xuống ánh mắt, để cho ta bị đả kích, không phải hắn so ta mạnh, mà là ở hắn vượt qua ta trong nháy mắt, ta lại có một loại thần phục xung động, đó là phương diện huyết mạch chèn ép, cho dù ta huyết mạch tiến hóa, vẫn không bằng hắn. Tử Ngưng hơi ngẩn ra, như có điều suy nghĩ nhìn Long Huyền. Long Huyền nói, ta một mực lấy huyết mạch của mình là kiêu ngạo, nhưng là, bây giờ ta mới rõ ràng, ước chừng dựa vào huyết mạch, là không thành được tuyệt thế cường giả, không chỉ là huyết mạch, tâm tính của hắn, ý chí, cũng so ta xuất sắc hơn. Ta thật không nghĩ tới, hắn là làm sao cùng nhau đi tới. Hắn mới thần vương cảnh à, thậm chí căn cốt mới tới tuổi 20. Vừa nói, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, cho nên, ta muốn thắng được hắn, thì nhất định phải so tâm tính của hắn vững chắc hơn, ý chí cường đại hơn. Tử Ngưng cười, lần này thiên tài, thật là một người so với một người ưu tú. Bất quá, nàng ánh mắt nhìn về phía Diệp thần hình bóng, tấm lưng kia chung quanh, có ánh sáng nhàn nhạt mang bao trùm. Đã từng cũng có một cái bóng lưng, xem Diệp thần hình bóng như nhau sáng chói. Để cho vô số thiên tài cũng chỉ có thể nhìn cái bối cảnh kia, từ cam tịch mịch. Là cái bối cảnh kia, để cho nàng lần đầu tiên trong đời động tình, để cho nàng không muốn xa rời, để cho nàng tâm trí hướng về. Cái đó bị mình chôn ở đáy lòng bóng người, lại một lần nữa xuất hiện ở mình trước mắt, Tử Ngưng trong con ngươi xinh đẹp hòa hợp một tia hơi nước, nhìn dần dần cùng Diệp thần hình bóng chồng lên nhau bóng người, Tử Ngưng dù gì nói, sư đệ. Tử Ngưng tiền bối. Ngươi thế nào? À, Tử Ngưng đột nhiên tỉnh hồn lại, không có sao, ta đi về trước. Nói xong, thân hình chớp mắt biến mất. Trên thăng thiên đại đạo lên, chỉ còn lại có Diệp thần và Lăng Long Thành. Không thể không nói, Lăng Long Thành ma tộc huyết mạch, quả thật cũng là vô cùng mạnh mẽ, lớn mạnh như vậy ma huyết, cho dù ở chân chính ma tộc bên trong, chỉ sợ cũng coi như là hiếm thấy. Nhưng mà, yên lặng, như chết yên lặng. 951 mét chỗ, Diệp thần, vượt qua Lăng Long Thành. Vô số người cũng cảm thấy, mình trên mặt đau rát,
những cái kia châm chọc qua Diệp Thần người, đã không có mặt lại tiếp tục xem so tài, rối rít rời sân đi, mà chung quanh các khán giả, không một không đối với những người này đầu đi châm chọc ánh mắt, còn ở lại chỗ ngồi người trên rất vui mừng. Bọn họ bên trong, mặc dù vậy có rất nhiều người xem thường Diệp Thần, nhưng là, lại không có mở miệng giễu cợt, bây giờ, bọn họ đều được Diệp Thần người ủng hộ, cùng có vinh yên. Trong đó vui vẻ nhất, đương kim một ít không cách nào nhịn được tỷ số bồi cám dỗ, đặt Diệp Thần đệ nhất người xem. Bọn họ thật là cười được cầm đều phải rớt. Lăng Long Thành, rốt cuộc vậy tới cực hạn, biến mất ở trên thăng thiên đại đạo lên. Lên trời bia sáng lên, Lăng Long Thành, 954m. Trên đường lớn, chỉ còn lại có một người tiếp tục đi tới bóng người. Diệp Thần bóng người. Liền liền những tông môn kia đại biểu, vậy toàn bộ vô cùng khiếp sợ nhìn về phía Diệp Thần, trong lòng bọn họ cũng sinh ra một cái mình cũng không dám tin tưởng ý tưởng, chẳng lẽ Diệp Thần thật có thể lên đỉnh. Trong đó, cao hứng nhất, đương kim vô cực tử, dựa theo đánh cuộc, Thiên Ma giáo có thể ưu tiên mời Diệp Thần gia nhập. Không biết là ai khởi đầu, lúc này thi đấu hội trường, vô số người xem cũng đang kêu một cái tên. Diệp Thần, Diệp Thần, Diệp Thần. Xa xa, Tây vực tông môn thế lực khu vực. Mấy vị tiên tôn cấp bậc ông già nhìn chằm chằm Diệp Thần, trán bây giờ toát ra vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới Côn Lôn hư như vậy địa phương rác rưởi, lại có thể ra đời loại thiên tài này. Nếu như ta nhớ không lầm, Côn Lôn hư hẳn bị huyết linh tộc bị diệt đi, theo lý mà nói không thể nào có cường giả. Bọn họ mấy tháng trước liền trước thời hạn chạy tới Đăng Thiên Thành, tự nhiên không biết Diệp Thần ở Tây vực hành động đã thực hiện. Hơn nữa Đăng Thiên Thành và ngăn cách ngoại giới liền phần lớn tin tức. Không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ tự nhiên không thu được tin tức của ngoại giới. Một cái trong đó áo bào đen tiên tôn ông già mở miệng nói, bỏ mặc nói thế nào, tên này tiềm lực kinh người, coi như ra đời không tốt, nhưng là thắng ở thiên phú. Cùng sau khi kết thúc, chúng ta ngược lại là có thể thử một chút mời người này. Bất kể là chúng ta tông môn nào có được tên này, đối với Tây vực mà nói, cũng là một chuyện tốt. Tây vực ở linh võ đại lục một mực quá mức thế yếu, chỉ có ra đời một cái cao cấp thiên tài, mới có thể phá dưới mắt bế tắc. Tây vực cũng nên quật khởi, đây cũng là chúng ta trước thời hạn tới nơi này nguyên nhân lớn nhất. Ông già áo bào đen sau lưng mấy người giống vậy gật đầu một cái. Bọn họ trong mắt nóng bỏng thêm nghiêm túc. Đột nhiên, một cái ông già nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, nếu như cái này Diệp Thần không muốn gia nhập chúng ta Tây vực tông môn làm thế nào. Dù sao lấy hắn thiên phú, những đại thế lực kia vậy sẽ đối với hắn đưa ra cảnh ô liu. Ông già áo bào đen con người đông lại một cái, kiêu ngạo nói, bất kể như thế nào, chúng ta cho người này nhiều nhất chỗ tốt. Chỉ cần hắn muốn, chúng ta cũng cho hắn. Nếu như, hắn vẫn là cự tuyệt, lựa chọn gia nhập tông môn khác. Ông già áo bào đen dừng lại chốc lát. Đột nhiên, sát ý phóng thích. Nếu như không thể là chúng ta nắm trong tay, vậy chúng ta liền bóp chết đi. Cho dù hắn kinh tài diễm diễm, chúng ta cũng không cho hắn trưởng thành tiếp. Lấy thực lực của chúng ta, giết hắn, không người phát hiện. Huống chi, người này cuồng ngông, đắc tội quá nhiều người. Cũng sẽ không có người muốn đến chúng ta trên mình. Ngay tại lúc này, một giọng nói vang khắp. Oanh! 970m. Diệp Thần cả người bộc phát ra một đoàn xương máu, hắn, vậy đến cực hạn. Ngay tại xương máu xuất hiện trong nháy mắt, Tiết Hoàng bên cạnh Vô U hít mũi một cái, vậy trầm tĩnh không sóng trong con người đột nhiên lóe lên vẻ hưng phấn. Nàng hướng về phía Tiết Hoàng hô, Tiết tiền bối, ta muốn người này, cầm hắn cho ta. Trên bầu trời những cường giả khác nghe vậy, cũng hướng Vô U nhìn. Nghe nói huyết tộc nếp sống mở cửa, bất quá, cô gái này nói được cũng quá lộ liễu liền chứ. Mặc dù cô gái đều thích loại thiên tài này thiếu niên, bất quá, dầu gì vậy kín đáo một chút à. Chỉ có Tiết Hoàng hơi híp mắt, hắn thân là máu đạo võ giả, đối với huyết dịch nhạy cảm nhất, hắn biết Vô U ý nghĩa, Diệp Thần máu, rất cường đại. Vô U muốn phải chiếm đoạt Diệp Thần máu, tăng lên mình. Trên thăng thiên đại đạo lên, Diệp Thần cả người run rẩy, tựa như máu thịt đều phải tan vỡ, nhưng hắn vẫn là bước ra một bước, 971m. Bước này, trực tiếp để cho trên người hắn vết thương chồng chất.
chật vật đến mức tận cùng. Nếu không phải là có 6 cái thần vương đạo hộ thể, nếu không phải là có luân hồi huyết mạch, nếu không phải hắn đã đem bạch hổ linh huyết luyện tận xương tủy, hắn có thể đã không cách nào kiên trì. Tiểu tử, ngươi trạng thái bây giờ, có thể không tốt lắm à, liền Tiêu Diêu thần quân cũng không nhịn được khuyên nhủ. Một cái không tốt, Diệp thần thật có thể chết ở trên thăng tiên đại đạo lên. Diệp thần dĩ nhiên biết mình lúc này tình huống, có thể hắn không có buông tha, nếu như người bình thường, có thể đi tới Diệp thần bây giờ vị trí, phỏng đoán đã mừng rỡ như điên, đây cơ hồ là mấy chục ngàn năm tới kỷ lục cao nhất. Có thể Diệp thần, nhưng vẫn là không hài lòng, mấy chục ngàn năm tới kỷ lục cao nhất thì như thế nào? Hắn muốn thành là từ nay về sau, toàn bộ trong lịch sử người thứ nhất. Cho nên, Diệp thần chỉ là lạnh nhạt nói, ta nói qua, ta mục tiêu là cuối, ta, liền muốn làm. 980 mét, lúc này Diệp thần, cơ hồ đã thành một cái người máu. Ta thật giống như đi không nổi. Tiêu Diêu thần quân yên lặng chốc lát, mở miệng nói, ta vốn nên khuyên ngươi dừng lại, nhưng mà, ta biết ngươi sẽ không nghe, ngươi muốn tiếp tục đi xuống, vậy không phải là không có biện pháp, ta có thể giúp ngươi. Dựa vào Tiêu Diêu thần quân lực lượng, sử dụng hàn băng kiếm quyết, lúc không kiếm quyết, kim sát đồ thần chém, cho dù trên thăng tiên đại đạo áp chế được lợi hại hơn nữa, cũng có thể ngay tức thì nhảy vào một lớn đoạn khoảng cách. Chỉ là làm như vậy, Tiêu Diêu thần quân cũng không dám bảo đảm, sẽ hay không tiêu tán. Nhưng là, Tiêu Diêu thần quân trong lòng, là thật thích Diệp thần thằng nhóc này, cùng nhau đi tới, hắn ở Diệp thần trên mình nhìn thấy mình năm đó bóng dáng. Nếu không lấy hắn tính cách, nếu như Diệp thần không thể để cho mình hài lòng, hắn thậm chí cũng không biết phản ứng thằng nhóc này. Cho nên, hắn nguyện ý giúp Diệp thần, giúp hắn đi tới trên thăng tiên đại đạo cuối, giúp hắn tạo kiên định đạo tâm. Nhưng mà, Diệp thần nhưng lắc đầu nói, không được, ta phải dựa vào chính mình lực lượng tiến về trước. Hắn không muốn bởi vì mình mục tiêu sẽ để cho Tiêu Diêu thần quân tiêu tán. Đồng thời, hắn cũng muốn chứng minh, bằng mình, có thể. Hắn nhưng mà luân hồi huyết mạch, coi như không có hoàn toàn thức tỉnh. Luân hồi hai chữ, đủ để cho mọi người ngửa mặt trông lên. Người thằng nhóc này, thật là thật quật cường. Tiêu Diêu thần quân cười khổ nói, trong tiếng cười lại có vui vẻ yên tâm. Diệp thần không nói, hàn băng kiếm quyết, lúc không kiếm quyết, kim sát một đao chém tiếp chém liên tục ra, một bên miễn cưỡng tiến về trước, bất quá, lấy hắn hùng hậu chân khí, vậy sắp không có cách nào tiếp tục. Diệp thần phát hiện, hắn nắm giữ hết thảy võ, ở chỗ này lộ vẻ được miểu nhỏ. Chỉ có kim sát một đao chém có chút đặc thù. Có thể là bởi vì hàm chứa canh kim cùng với xa như vậy cổ hung thú máu tươi lực lượng cuồng bạo. Ở nơi này hai đạo lực lượng trước, cái này trên thăng tiên đại đạo lại coi là cái gì? Tiêu Diêu thần quân hiển nhiên vậy phát giác cái gì, lại đột nhiên nói. Thằng nhóc, thật ra thì, người có thể dung hợp ra vậy đao pháp, đủ để gặp được ngươi năng lực cao, nếu như, ngươi có thể mượn cái này trên thăng tiên đại đạo, đem chiêu này võ mài được tinh xảo hơn, chưa chắc không thể một lần hành động đột phá, đi tới cuối. Dĩ nhiên, ta cũng sẽ từ cạnh chỉ điểm. Nhưng là võ mài loại chuyện này, chủ yếu, vẫn là xem chính ngươi thể ngộ, nếu như không có thể bắt được cảm giác, nói được lại hơn, đều là nói nhảm. Diệp thần nghe vậy ánh mắt sáng lên, có cách hướng, thì dễ làm. Nhưng lúc này để lại cho hắn thời gian, nhưng không nhiều lắm, trên thăng tiên đại đạo lên, mỗi một người có thể dừng lại thời gian, là có hạn chế. Mà dưới đài, đã khôi phục nguyên thân Lăng Long Thành, vừa ý Diệp thần ánh mắt, vô cùng là phức tạp. Từ hắn ra đời dậy, hắn chính là gia tộc bọn họ hy vọng, cho nên, hắn bất luận làm gì, đều phải thành là thứ nhất. Hắn muốn cho tất cả mọi người biết, Bắc Minh Thánh tộc nhân khẩu mặc dù thiếu, nhưng, tuyệt không thể khinh thị, cũng không thể làm nhục. Hắn phải đem các tộc thiên tài, xa xa vùng ở sau lưng. Nhưng mà, mình nhanh như vậy, liền đánh bại, vẫn là thua ở một cảnh giới không bằng mình thần vương cảnh đỉnh cấp võ giả trên tay. Mặc dù Triệu Linh Tiêu, Long Huyền bị đả kích, đều rất lớn, nhưng phải nói bị đả kích nhất, vẫn là Lăng Long Thành. Hắn đột nhiên bắt đầu hoài nghi, mình, thật có thể dẫn gia tộc, cường đại lên sao? Mình thật xứng với, các tộc nhân tín nhiệm sao? Hắn vốn là xem thường Diệp Thần, không có đem hắn làm đối thủ, Diệp Thần cuồng ngôn,
Diệp Thần ngay từ đầu biểu hiện, Diệp Thần cảnh giới, để cho Lăng Long Thành đều không cầm hắn coi ra gì, nhưng mà, chính là một cái người như vậy, thắng được mình. Cao ngạo Lăng Long Thành, hỗn loạn, mê mang. Nguyên lai tự tin của hắn, niềm kiêu ngạo của hắn, không chịu được như vậy nhất kích. Diệp Thần lúc này, rốt cuộc, ngừng lại, hắn thân thể, máu tươi một mực đang chảy xuôi. Còn dư lại thời gian, cũng không nhiều, hắn đỉnh đầu, xuất hiện một cái đồng hồ cát chảy quang ảnh, làm xa lậu trung kim xa toàn bộ lậu hạ, hắn cũng sẽ bị cưỡng chế truyền đưa đi. Có thể hắn, vẫn là dừng lại, nhắm hai mắt lại, cái gì cũng không làm, cái gì cũng không muốn, chỉ là vì mình lắng xuống. Tất cả người xem, cũng lấy là Diệp Thần muốn buông tha, cũng chuẩn bị xong sẽ Diệp Thần sáng tạo thần tích mà hoan hô, nhưng là, nhưng chậm chạp không gặp Diệp Thần bị truyền tống rời đi. Chẳng lẽ, Diệp Thần còn có lá bài tẩy? Ngay tại lúc này, Diệp Thần mở mắt ra, trong mắt, chỉ có bình tĩnh. Cuồng bạo huyết khí và ma khí bao trùm toàn thân. Bao phủ hết thảy. Giờ khắc này Diệp Thần, giống như đến từ cửu địa ngục ma thần. Dù là ác ma mắt ngủ say, hắn khí tức trên người, vậy cực kỳ khủng bố. Từ Hoa Hạ rồi đến Côn Lôn Hư, rồi đến Linh Võ Đại Lục, dọc theo con đường này, chỉ có Diệp Thần biết gian khổ của hắn. Hơi lơ là, tất nhiên chết. Hắn là từ trong đống người chết bò ra. Hắn vung đao, cái này một đao, uy lực so với trước kia đao ý, uy lực nhỏ được hơn, trước Diệp Thần mỗi chém ra một đao, trên thăng thiên đại đạo lên kim quang cũng sẽ lóe lên. Có thể cái này một đao, lại không có tung lên một tia gợn sóng. Các khán giả thở dài, Diệp Thần, đến cực hạn. Nhưng là, Diệp Thần cứ như vậy vung đao, đổi lại bất đồng phương thức vung đao, có lúc, đao thế ác liệt một ít, có lúc, lại yếu đến đáng sợ. Trên bầu trời một đám cường giả, vậy mặt lộ vẻ nghi ngờ, không biết Diệp Thần là đang làm gì vậy. Vô Cực Tử đột nhiên ánh mắt chớp mắt, có chút không dám tin tưởng nói cái này Diệp Thần. Không phải là ở hiểu võ đi. À, Tiết Hoàng lắc đầu một cái, trên thăng thiên đại đạo lên, là đáng sợ dường nào thần niệm đánh vào à, bây giờ hiểu võ, không phải muốn chết sao? Âu Dương Giác cau mày, thật giống như thật sự là ở hiểu võ, thằng nhóc này thật giống như có thủ đoạn gì chống cự tinh thần công kích. Mọi người nghe vậy, đều là mặt hiện vẻ kinh sợ, cái này còn là người sao? Giống vậy thiên tài, có thể tới vị trí này. Chỉ là tinh thần áp lực là có thể để cho bọn họ nổi điên, tẩu hỏa nhập ma, người còn ở chỗ này tham ngộ võ. Không, một cái vui vẻ giọng nữ vang lên, là Tử Ngưng, hắn không phải ở hiểu võ. Vậy hắn là đang làm gì vậy? Có người hỏi. Hắn, Tử Ngưng hô hấp qua một tia phập phồng, ở cải tiến võ, rèn luyện võ, ngưng tụ ý cảnh. Cái gì, ở thần vương cảnh, thì phải ngưng tụ ý cảnh. Đây chính là rất nhiều hợp đạo cảnh võ giả, đều không cách nào làm được à, phải biết, ý cảnh nhược hiện, thật ra thì đã dính vào phép tắc bên. Nếu có thể ngưng tụ ý cảnh, cho dù tu vi lên không có thay đổi, người tu hành chiến lực, cũng sẽ có một người vô cùng lớn thăng hoa. Mượn cái này trên thăng tiên đại đạo đánh vào, mài thần niệm, lĩnh ngộ đao hồn, chảm phá một ít lung tung. Coi như cùng là qua 900 mét thiên tài, như Lăng Long Thành, Long Huyền các người. Làm như vậy, cũng là cực đoan nguy hiểm, hơi lơ là, đưa tới cắn trả, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, biến thành ngu si, nặng hơn, có thể trực tiếp hồn phi phách tán à. Cái này Diệp Thần, chẳng lẽ là người điên sao? Thật chẳng lẽ một chút cũng không sợ chết sao? Coi như vậy, cũng phải đạt tới mình mục tiêu sao? Rung động, cho dù là những cường giả này, cũng bị Diệp Thần quyết đoán rung động. Theo Diệp Thần một đao đao chém ra. Hắn vốn là cực tĩnh trong con ngươi, dần dần có biến hóa. Hắn ánh mắt, sáng, tựa như một chuôi xuất khiếu bảo đao, sắc bén chói mắt. Mà đồng hồ cát chảy kim sa, cũng đã chưa đủ một phần mười. Oanh! Một cổ ác liệt đao ý, phóng lên cao. Ngay tức thì vét sạch toàn bộ thi đấu hội trường. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy trong lòng run lên, tựa như bị một chuôi lưỡi dao sắc bén gác ở trên cổ. Thật là khủng khiếp. Thật tốt khủng bố, đây mới thật sự là đạo ý, chỉ là ý niệm, sẽ để cho mình cảm thấy sinh mạng uy hiếp. Mà Diệp Thần, chậm rãi giơ tay lên, nhìn như chất phác không màu mè chém ra một đao. Phốc suy, một tiếng vang nhỏ, tiếng như nứt ra rực rỡ,
tựa như vô hình chung, có cái gì trở ngại bị một đao hai đoạn. Ngay sau đó, nhiều người mắt người trợn to, còn người có rúc lại, chỉ gặp một đạo kim sắc đao khí, tựa như cả ngày tiếp đất vòi rồng vậy, gào thét ra, càn quét hết thảy. Đao thế như rồng, mà Diệp Thần thân hình, theo cái này đao ý đung đưa, lại, tựa như cùng cái này kinh thiên đao thế, cùng trong tay chém ra một đao đao hòa làm một thể vậy, theo đao thế, đi về trước phương ép tới. Quá kinh diễm, cái này một đao, đặt ở Diệp Thần cái tuổi này, đủ để kiêu ngạo. Những cái kia trên bầu trời cường giả, không một không phải xuất thân thế lực lớn, những người này, trong cuộc đời, thấy qua vô số kinh tài tuyệt diễm nhân vật thiên tài, nhưng mà, có thể ở Diệp Thần cái tuổi này, xây được như vậy ý cảnh người, ít chi lại càng ít. Hơn nữa, bọn họ nhớ rõ ràng, Diệp Thần trước khi đao pháp, mặc dù vô cùng ác liệt, nhưng cũng không có ở bọn họ trong lòng giật mình quá sóng lớn, bởi vì Diệp Thần ra tay, vẫn là lộ vẻ được khá là sần sùi. Nhưng mà, bây giờ Diệp Thần, lại có thể đem đao ý, luyện đến như vậy bước. Có thể nói chỉ có nửa bước tạo hóa tiên tôn, mới có thể như vậy thi triển à. Nếu không phải chính mắt nơi gặp, bọn họ khẳng định không thể tin. Loại tiến bộ này kinh người nghe. Mặc dù trên lý thuyết có thể, nhưng là, nếu thật có người làm được, liền gần như thần tích. Bọn họ bây giờ, liền chứng kiến một cái thần tích ra đời, một cái võ đạo. Trong tu hành thần tích, Diệp Thần, bất luận đặt ở lúc nào đời, đều là xứng đáng không thẹn thiên tài, ước chừng cái này năng lực, cũng đủ để tiếu ngạo cổ kim. Một đao thế tất, Diệp Thần người đã đột phá 980 mét. Hắn sắc mặt vô cùng thương trắng, không chỉ là trên thân thể, về tinh thần, cũng là cực lớn tiêu hao. Nhưng là, Diệp Thần khóe miệng, nhưng mang nụ cười, trong mắt, thiêu đốt điên cuồng. Diệp tiểu tử, người thân thể, chỉ có thể lại chém ra một đao, nếu như cái này một đao, ngươi không thể thành công đến cuối. Ta sẽ chết, Diệp Thần nhàn nhạt nói, hắn cả người đều run rẩy, nếu không phải quanh thân còn có ma khí và đao khí bảo vệ, bây giờ, hắn đã bị ép vỡ. Hắn mặc dù toàn thân đều run rẩy, cầm đao cái tay kia, cũng rất ổn, ổn cũng không có một tia một hào dao động, giống như hắn ánh mắt vậy. Hắn hít sâu một hơi, cái này một đao. Muốn so với mới vừa rồi vậy đao mạnh hơn, nếu không, hắn sẽ thất bại. Hắn trong đầu, đem tự mình ra tay quá trình, hồi ôn một lần, điều chỉnh trong đó chỗ thiếu sót. Tiêu Diêu thần quân, nếu như ta thành công đi tới cuối, sẽ phát sinh cái gì? Cái này, chấm, Tiêu Diêu thần quân giọng vậy có chút không dám khẳng định, thông thường mà nói, người thứ nhất đến cuối người, sẽ bị cái này thượng cổ chi bảo người chế tạo, dành cho một phần giải thưởng lớn. Ít nhất có thể ngay tức thì chữa người thân thể và thần hồn, nhưng là, ta vậy không dám khẳng định. Cũng hoặc là có thể là như bánh xe hồi huyền bia. Nếu như Diệp Thần thành công đi tới cuối sau đó, không có gì phát sinh, như vậy, Diệp Thần kết quả, sẽ rất thảm, hắn chi nhiều hơn thu được thật lợi hại, bây giờ hắn còn chưa chết, Tiêu Diêu thần quân cũng cảm thấy Diệp Thần vận khí tốt tới cực điểm. Diệp Thần gật đầu một cái, sau đó, bính trừ hết thảy nghĩ bậy. Bất kể là có phải hay không luân hồi huyền bia, hắn đều phải đi tới cuối cùng. Hắn không có tư cách đánh cuộc. Lần này Vĩnh Hằng Thánh Vương để cho hắn tới nơi này, chính là vì luân hồi huyền bia. Đây là duy nhất cơ hội. Đao, lại chém. Cái này một đao, lại mơ hồ huyễn hóa ra bạch hổ và huyết long chi hình, đao ý bên trong, lại mang một loại lên chức sinh mạng uy thế. Viễn cổ oai. Được. Diệp Thần cái này một đao, liền Tiêu Diêu thần quân cũng không nhìn được khen ngợi một câu, đồ thần chém ý cảnh, Diệp Thần đã mò tới một tia, tốt, thật tốt vô cùng, nếu đổi lại là hắn, Tiêu Diêu thần quân mình sợ rằng cũng rất khó xem Diệp Thần tiến bộ được nhanh như vậy. Bạch hổ ra, huyết long ngâm, Diệp Thần động. Hắn cùng cái này đao ý, dung hợp được hơn nữa hoàn mỹ. Nhưng lập tức khiến cho như vậy, ở đi về phía trước trong quá trình, Diệp Thần thân thể vẫn là nhận chịu tổn thương thật lớn. Máu hắn thịt, hắn xương cốt, lại bắt đầu nứt nẻ. 995, 996, 997, 998. Diệp Thần thân thể trọng thương, chỉ có thể ở đao thế dưới sự dẫn động, tiếp tục về phía trước. 999, Diệp Thần trong tay đao,
lại không cách nào bị qua tại cường đại đao khí mà nổ tung. Tất cả mọi người lòng đều xoắn. Chẳng lẽ, Diệp Thần muốn ở khoảng cách này điểm cuối chỉ có một bước chi diêu địa phương, chết sao? Đó đúng là biết bao không cam lòng, biết bao làm người ta thương tiếc kết quả à? Vậy đao ý bạch hổ, thân hình bắt đầu mơ hồ, tựa như thật thì phải tiêu tán. Đao ý như tán, người hẳn phải chết. Liền ở tất cả mọi người đều lấy là, Diệp Thần, cái này vô địch cổ kim thiên tài, phải nuốt hận nơi này lúc. Chỉ gặp đang chậm rãi hạ xuống Diệp Thần, đột nhiên ngẩng đầu lên, trong đôi mắt kim quang nổ bắn ra ra, nghiêm túc quát một tiếng, lấy thân hóa đao, đổ sát. Thần, chém. Vậy bạch hổ đao ý, dung nhập vào Diệp Thần thân thể, canh kim sát khí từ Diệp Thần trong cơ thể gào thét ra, mơ hồ hóa thành hình đao, chém về phía trước. Mà Diệp Thần, cũng ở đây chém ra cái này lấy thân hóa đao sau một kích, còn sót lại máu thịt nhanh chóng suy thoái. Không chỉ có đã tiêu hao hết chân khí, thần niệm, thậm chí cả người sinh mạng tinh hoa, cũng tiêu hao không còn một mống, có thể nói là chân tránh đèn cạn dầu. Oanh, Diệp Thần thân thể, về phía trước đánh tới, bùng nổ vang lớn. Kim quang, vô biên vô tận kim quang. Diệp Thần thân thể, theo cái này dũng động kim quang, về phía trước đè đi. Rốt cuộc, ở kim quang tan hết trước một khắc cuối cùng, hắn, xông qua 999 mét. Diệp Thần hơi thở, nhanh chóng suy yếu, trên bầu trời các cường giả, đồng thời liền muốn ra tay cứu giúp, nhưng mà, đã không còn kịp rồi. Diệp Thần vậy gầy gò trên gương mặt, hiện lên một cái kiêu ngạo nụ cười. Hắn, Diệp Thần, làm được, nhưng là, hắn cảm giác, mình ý thức thì phải tiêu tán. Một khắc sau, một đạo thất thải chói lọi phá vỡ chân trời, bao phủ Diệp Thần. Diệp Thần thân thể, đắm chìm trong chói lọi bên trong. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, thật nhanh gây dựng lại. Mấy hơi thở công phu, Diệp Thần thân thể, đã hoàn hảo như lúc ban đầu, hơn nữa xem ra khí huyết dồi dào, không có phân nửa thiếu hụt dáng vẻ, hơn nữa, ở thất thải trói lọi bên trong, Diệp Thần ra, xương cốt, cũng càng phát ra trong suốt đứng lên. Thất thải định thần quang, Tiêu Diêu thần quân vui vẻ nói, lại là thất thải định thần quang. Ha ha ha, thằng nhóc. Ngươi hiểm không có trắng bốc lên, có thể nói, ngươi không chỉ có đánh cuộc đúng, hơn nữa, được lợi lớn. Diệp Thần lúc này đã khôi phục thanh tỉnh, bất quá thất thải trói lọi còn không có tiêu tán, đắm chìm trong đó Diệp Thần, cảm giác vô cùng sảng khoái, nghe vậy hiếu kỳ nói cái này thất thải định thần quang, là thứ gì? Thất thải định thần quang, có thể chui luyện người sử dụng thân thể, là số ít mấy loại, có thể chút nào không tác dụng phụ. Nâng cao tinh thần người sử dụng tiềm lực, lớn mạnh căn cơ bảo bối. Vốn là không nên xuất hiện ở đây nho nhỏ đăng thiên thành, coi là thằng nhóc ngươi đi đại vận, ngươi vốn là căn cơ cũng đã vô cùng là mạnh mẽ, có cái này thất thải định thần quang, chỉ phải đi về sau đó củng cố một phen, trong tương lai, căn cơ liền sẽ ngưng tụ vô cùng. Cho dù hấp thu đan dược, linh huyết những vật này để đề thăng tu vi, tác dụng phụ vậy có thể so với võ giả tầm thường nhỏ rất nhiều rất nhiều. Thậm chí phổ thông võ giả không cách nào hấp thu một ít linh vật, người đều có thể không có cố kỵ trực tiếp hấp thu, người nói, người có phải hay không được lợi lớn. Diệp Thần nghe vậy, cũng là mặt hiện vẻ mừng rỡ như điên. Chỗ tốt này, quá lớn, cho dù để cho hắn lại hợp lại một lần mệnh, hắn đều nguyện ý. Lúc này, ánh sáng bảy màu rốt cuộc tan hết, mà Diệp Thần trên thân thể, vậy loại bỏ rất nhiều màu đen uế vật. Thằng nhóc! Cái này là chủ yếu nhất chỗ tốt, người cảm giác một chút, người bây giờ tình trạng thân thể. Diệp Thần sững sốt một chút, còn có chỗ tốt khác. Hắn ngưng thần nội thị, đột nhiên, trên mặt lại là vẻ vui mừng. Đầu tiên, hắn tu vi, đã đạt đến trình độ cao nhất đỉnh cấp, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể đột phá hỗn nguyên cảnh. Thứ nhì, là hắn thân thể lực lượng. Đi qua luyện huyết đan nhập tủy, lại có thất thải định thần quang chui luyện thân thể. Hắn bây giờ tùy ý một quyền, liền có thể dung chuyển bất kỳ hỗn nguyên cảnh. Bằng vào lực lượng này, thật là cũng có thể ở hợp đạo cảnh dưới cảnh giới bên trong hoành hành. Sau đó, là hắn thần hồn và thân thể. Vốn là, hắn thần hồn liền cường đại dị thường, bây giờ, càng cường đại hơn ngưng luyện, như hắn thi triển thần hồn công kích, có thể so với trước kia hơn nữa ác liệt. Sau đó là hắn thân thể, bền bỉ, cường thịnh, khí huyết vô cùng hùng hậu.
càng là có điên cuồng năng lực khôi phục. Nếu như kết hợp độ hóa thần vương đạo, tuyệt đối khủng bố. Cái này tăng vào thực lực, thật là làm cho hắn cảm giác quá tuyệt vời. Đột nhiên, Diệp Thần phát giác cái gì? Tia sáng chói mắt bên trong, một cái chìa khóa trôi lơ lửng ra. Chậm rãi rơi vào Diệp Thần trên tay. Phía trên thậm chí có một tia luân hồi lực. Chẳng lẽ đây chính là luân hồi huyền bia chỗ bí mật? Chìa khóa này chính là mở đăng thiên thành vậy cái luân hồi huyền bia duy nhất phương thức. Diệp Thần vội vàng thu vào. Dẫu sao, giá này trị giá quá lớn. Tuyệt đối không thể bị những cường giả kia phát hiện. Mà ở ánh sáng bảy màu tiêu tán ngay tức thì, lên trời trên bia, vậy xuất hiện một cái vô cùng to lớn tên chữ, Diệp Thần, 1000 mét. Cư tại đứng đầu bảng. Hoan hô, sơn hô hải khiếu hoan hô vang lên. Lúc này, đăng thiên thành còn ai dám xem thường Diệp Thần. Diệp Thần sắc mặt mang nhàn nhạt mỉm cười, sủng nhục bất kinh, bất quá, hắn ánh mắt nhưng càng phát ra ác liệt, là thời điểm, nên thu nợ. Đột nhiên, bốn danh tiếng tức mờ ảo cường giả xuất hiện ở Diệp Thần trước người, mặt mỉm cười nhìn hắn. Bọn họ hơi thở sâu không lường được, chỉ là như thế đứng sẽ để cho Diệp Thần có cảm giác sợ hết hồn hết vía, cái này mấy người hiển nhiên đến từ linh võ đại lục đại tông môn. Cố nhiên không tính là cao cấp tông môn, nhưng là những thứ này đại tông môn cũng là vô số thiên mới muốn tiếp xúc tồn tại. Diệp Thần hướng mọi người gật đầu một cái, không nói gì. Một người mặc thanh bào, nhìn như chừng 30 tuổi, mặt mũi ôn hòa thư sinh cười nói, Lá tiểu đạo hữu, chúng ta mấy người, cũng đến từ linh võ đại lục một ít đại tông môn, ta là thiên ma giáo vô cực tử, vị này là huyết thần tông Tiết Hoàng, vị này là huyền nguyệt tông Tử Ngưng, vị này là linh tiêu phái Âu Dương Giác. Người này lại chính là thiên ma giáo cường giả, vô cực tử. Hắn hiện ra hình dáng cùng Diệp Thần gặp nhau, có thể gặp hắn trịnh trọng. Vô cực tử nói, ta thiên ma giáo, lấy ma công nghe vậy, không tư chất, tâm tính tuyệt đỉnh người, không thể tu hành, bây giờ, ta muốn mời ngươi gia nhập chúng ta thiên ma giáo, chuyện ngươi, giáo ta bên trong mấy vị thái thượng trưởng lão đã rõ ràng, trong đó một người thái thượng trưởng lão, ý muốn đem ngươi thu là quan môn đệ tử, ngươi ý như thế nào? Đổi người bình thường, nếu như vô cực tử mở ra như vậy điều kiện, nào còn có phân nửa do dự? Có thể Diệp Thần. Nhưng trầm tư chốc lát, công pháp, hắn không thiếu. Sư phụ, hắn lại càng không thiếu. Hơn nữa, ở Trần Chi Phàm cho hắn trong tài liệu, cũng có thiên ma giáo tin tức, thiên ma giáo ở linh võ đại lục bên trong, vậy coi là so với là cường đại. Hơn nữa, thiên ma giáo môn nhân, so sánh những thứ khác nhất lưu thế lực, coi như là cực ít, tương đối, mỗi một đệ tử trong môn, cũng sẽ có được nhiều tài nguyên tu luyện. Nếu như hắn trở thành thái thượng trưởng lão đệ tử quan môn, lại là như vậy. Bất quá, hắn không có lập tức trở về phục, mà là nhìn về phía những thứ khác mấy người. Huyền Nguyệt Tông, Linh Tiêu Phái, Huyết Thần Tông. Huyền Nguyệt Tông thích thu nhận các loại có đặc thù tư chất, linh thể, huyết mạch đệ tử. Huyền Tháng Kỳ Danh, lấy chi không cho mượn ánh nắng, còn lấy căn nguyên ý, chủ trương xưa nay vạn sự quý trời xanh. Có thể đem dị bẩm thiên phú tiềm năng hoàn toàn phát huy, lấy này tu thành đại đạo. Bên trong cửa những cao thủ, đều có chỗ độc đáo riêng. Hơn nữa, Diệp Thần theo bản năng nhìn Huyền Nguyệt Tông Tử Ngưng một mắt. Hắn có thể cảm giác được Tử Ngưng trong cơ thể có một cổ đặc thù lực lượng. Thậm chí hắn có thể cảm giác được luân hồi mộ địa bên trong có một tòa mộ bia đang chấn động. Túi đá màu đen giờ phút này vậy tản ra nóng bỏng cảm và ánh sáng. Chẳng lẽ luân hồi mộ địa bên trong có một tòa mộ bia đến từ Huyền Nguyệt Tông? Vô cùng có thể. Lấy Tử Ngưng tu vi làm sao sẽ không cảm giác được Diệp Thần ở xem mình, lúc này nghiền ngẫm cười một tiếng, đối với Diệp Thần nói, nhìn như vậy tỷ tỷ làm gì? Ngay trước nhiều người như vậy, tỷ tỷ sẽ ngượng ngùng, ngươi nếu như muốn xem, buổi tối, tới tỷ tỷ trong phòng, tỷ tỷ để cho ngươi xem cái đủ như thế nào? Tử Ngưng lúc nói chuyện, mơ hồ tản mát ra mị hoặc lực, tại chỗ mấy tên cường giả ngược lại không có gì, có thể bọn họ đồng thời trong lòng căng thẳng, Diệp Thần bất quá là thần vương cảnh võ giả, làm sao chịu được cái này. Giống vậy hợp đạo cảnh võ giả ở chỗ này cũng sẽ bị Tử Ngưng mê được chết đi sống lại. Vô cực tử lại là hơi biến sắc mặt, quát lên, Tử Ngưng, cho ta dừng tay. Nhưng mà ngoài dự liệu của mọi người,
Diệp Thần trên mặt cũng không có gì dị thường, chỉ là không biết làm sao cười nói, tiền bối đừng mang ta ra đùa giỡn, ta có người thương. Lần này, Liên Liên Tử Ngưng đều là mặt hiện vẻ kinh dị, cái này Diệp Thần, quả nhiên không thể giữ lẽ thường đối đãi. Diệp Thần mặc dù không có bị Tử Ngưng mị hoặc, nhưng là cũng là đầu óc hôn mê, thất thường, trong lòng ngầm lẫm nói, thật là cường đại mị hoặc lực, nếu không phải mình thần hồn đi qua thất thải định thần quang chui luyện, vô cùng ngưng tụ, phỏng đoán đều phải trúng chiêu. Bất quá hắn cũng không dám lại xem Tử Ngưng, mà là đưa ánh mắt chuyển hướng Âu Dương Giác, cái đó cho mình luyện huyết đan ông già tóc trắng. Âu Dương Giác gặp Diệp Thần nhìn về phía mình, vậy mỉm cười nói, thằng nhóc, chúc mừng ngươi, ta vậy không ra hồn học trò, có mấy lời muốn đối với ngươi nói, có thể không? Diệp Thần nghe vậy, nhìn về phía Âu Dương Giác bên cạnh Triệu Linh Tiêu, gật đầu một cái. Triệu Linh Tiêu đi tới Diệp Thần trước người, sắc mặt khá là lúng túng, chề miệng một cái cũng không biết như thế nào mở miệng, do dự một lát sau, rốt cuộc nói, Diệp Thần, là ta mắt chó coi thường người, ta Triệu Linh Tiêu nhận, thật xin lỗi, là ta sai rồi. Cái này vô cùng kiêu ngạo, đối mặt lúc sinh tử vẫn mặt không đổi sắc thiên tài, giờ phút này, lại là đỏ cả mặt, vẻ mặt vặn nặn. Bất quá, ta mặc dù sai rồi, nhưng ta còn không có thua. Triệu Linh Tiêu tiếp tục lớn tiếng nói, người tư chất tốt vô cùng. So ta tốt, nhưng là, sư tôn đã nói, có thể vọt tới 900 mét, đều là thiên phú cao cấp, thiên phú ta mặc dù không như ngươi, nhưng là ta tiềm lực to lớn giống vậy. Ta chưa chắc sẽ trở thành lớn lên so ngươi kém, Diệp Thần, ta muốn ở sau khi đột phá, khiêu chiến ngươi một lần, mặc dù ngươi cự tuyệt ta, rất bình thường. Nhưng là, ta vẫn là hy vọng ngươi có thể tiếp nhận. Triệu Linh Tiêu ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Diệp Thần, trong mắt, là chiến ý. Diệp Thần nhìn tựa như thay đổi người giống vậy Triệu Linh Tiêu, mỉm cười nói, có thể. Triệu Linh Tiêu tựa như thở phào nhẹ nhõm vậy, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, vậy mang theo một phần thân thiện. Triệu Linh Tiêu nói xong, lần nữa đứng ở Âu Dương Giác sau lưng, Diệp Thần hướng về phía Âu Dương Giác thi lễ nói, đa tạ tiền bối luyện huyết đan, nếu không, ta có thể không cách nào đạt đến bây giờ thành tích. Âu Dương Giác khoát khoát tay, đó bất quá là Linh Tiêu thất lễ mới cho ngươi đồ, nếu ngươi không so đo, lại có cái gì tốt cảm ơn. Diệp Thần nghe vậy cười một tiếng, đối với Âu Dương Giác làm người, vẫn là rất có hảo cảm. Linh Tiêu phái là chính thống đạo môn lưu phái, nhất nổi tiếng, chính là kỳ đạo ý. Cái gọi là đạo ý, cùng Diệp Thần lĩnh ngộ đạo ý ý cảnh tương tự, bất quá càng là tinh thâm bác đại, là đối với đạo ý cảnh thể ngộ. Cho nên, Linh Tiêu phái thu học trò, trừ tư chất, vậy so tầm thường môn phái càng coi trọng đệ tử năng lực và tâm tính. Thậm chí một ít năng lực tâm tính cực cao, tư chất hơi kém đệ tử, vậy nguyện ý thu vào nội môn. Linh Tiêu phái đệ tử có cái đặc điểm, so sánh võ giả tầm thường, bọn họ đột phá tạo hóa cảnh hơn nữa ung dung, sau khi đột phá thực lực cũng càng mạnh mẽ, chính là bởi vì bọn họ ở đạo ý lên tu hành, khiến cho bọn họ đối với đại đạo quy luật có sâu hơn thể ngộ. Lấy Diệp Thần năng lực, như muốn nhanh chóng tăng lên chiến lực, gia nhập Linh Tiêu phái, ngược lại cũng là một lựa chọn tốt. Cuối cùng, Diệp Thần nhìn về phía Huyết Thần Tông Tiết Hoàng. Máu đạo công pháp, Diệp Thần vậy giống vậy khá là cảm thấy hứng thú, hơn nữa do với mình luyện hóa máu tươi, lại đi qua thất thải định thần quang chui luyện, mình máu tươi xa so với người bình thường mạnh mẽ, nếu như có thể kết hợp máu đạo tu phải, nói không chừng có thể đi ra một cái bất đồng đường, bất quá. Nhìn bị Tiết Hoàng đè lại thiếu nữ, đang cặp mắt như con mồi vậy nhìn chằm chằm mình, Diệp Thần dùng mình một cái này Huyết Thần Tông, quá mức cổ quái. Tiết Hoàng gặp Diệp Thần xem hướng mình ánh mắt khá là quái dị, không khỏi cười khan hai tiếng, che giấu nói, xin lỗi, vô u nàng. Ừ, có chút bệnh tật cũ phạm vào. Mọi người nghe vậy đều là đầu đầy hắc tuyến, cái này Tiết Hoàng sống không biết đã bao nhiêu năm, nói láo còn nói được dở như vậy. Tổng thể mà nói, cái này bốn cái tông môn có ưu thế, đổi thành người bình thường, đều không cách nào cự tuyệt, thậm chí lập tức đáp ứng. Nào có bây giờ Diệp Thần như vậy dáng vẻ. Mấy giây sau đó, Diệp Thần mở miệng nói, chư vị ý tốt ta tâm lĩnh, nhưng là ta sẽ không gia nhập bất kỳ tông môn nào. Lời này vừa nói ra, cả thế giới tựa như an tĩnh lại. Tiết Hoàng khẽ nhếch miệng, con người phóng đại.
Âu Dương Giác lại là thân thể đang run rẩy. Tử Ngưng mắt đẹp cũng là thoáng qua một vẻ kinh ngạc. Tất cả mọi người chung quanh đều ngơ ngẩn. Vạn năm tới một cái, vô số người tham gia thăng tiên thi đấu, không phải là vì bị đại tông môn và thế lực xem trọng. Cho tới bây giờ không có một người sẽ cự tuyệt. Cho tới bây giờ không có. Hơn nữa, một người đến từ thấp võ thế giới người, không có bối cảnh, làm sao ở linh võ đại lục còn sống. Không có chỗ dựa vững chắc, dù là yêu nghiệt đi nữa người, vậy sẽ nhanh chóng chết à. Nhưng mà, Diệp Thần thời khắc này trả lời nhưng là kinh bạo tất cả mọi người tại chỗ con ngươi. Người điên. Triệt triệt để người điên. Như cơ duyên này cũng không cầm. Ở mọi người khiếp sợ lúc đó, Diệp Thần thần niệm sớm liền tiến vào luân hồi mộ địa. Tiêu Diêu thần quân, ngươi định thế nào những thế lực này? Ta tới Đăng Thiên Thành có thể không là vì cái gì gia nhập tông môn, ta chỉ muốn luân hồi huyền bia, Diệp Thần hỏi. Nói thật, làm một người đàn ông và người tu luyện, ta đây là hy vọng ngươi gia nhập Huyền Nguyệt Tông. Tiêu Diêu thần quân không chút do dự nói. Cái này Tử Ngưng, nhưng mà trong truyền thuyết thiên hương bảo thể. Tiêu Diêu thần quân, ngài có thể hay không đứng đắn một chút? Diệp Thần cười khổ nói. Ai cùng ngươi không đứng đắn? Tiêu Diêu thần quân hừ lạnh nói, cái này linh võ đại lục, chỉ có số lượng không nhiều có thể tăng lên tiềm lực, lại chút nào không tác dụng phụ bảo vật. Cái này thiên hương bảo thể, chính là một cái trong số đó. Cái gì? Diệp Thần nghe vậy bộ dạng sợ hãi, chẳng lẽ, ngươi muốn ta ăn nàng? Hắn mặc dù quả quyết sát phạt, có thể cũng không có ăn thịt người yêu thích à? Ngươi ngu si à? Chấm, Tiêu Diêu thần quân cười mắng, bất quá phải nói ăn. Cũng coi là ăn, bất quá, không phải dùng miệng ăn chính là, hì hì hắc. Tiếng cười dần dần thô bỉ, Diệp Thần đã rõ ràng Tiêu Diêu thần quân ý. Tiêu Diêu thần quân tiếp tục nói, theo ta xem xét, cái này Tử Ngưng nhìn như phóng đãng, thật ra thì vẫn còn thân xử tử, có đồng trinh thiên hương bảo thể người có, ở có nhiều chỗ, có cái tên khác là, nhân đan. Cái này Tử Ngưng tu vi chỉ cần tiến thêm một bước, nhân đan sức lửa coi như chân, có thể hái. Thông qua một loại đặc thù phương pháp cùng chi song tu, liền có thể để cho ngươi lần nữa tăng lên một lần tiềm lực, hiệu quả thậm chí so thất thải định thần quang tốt hơn. Còn có loại chuyện này, Diệp Thần nghe vậy, cũng là rung động không dứt, tu hành một đạo, mình biết quả nhiên vẫn là quá thiếu. Nhưng mà, dù vậy, ta cũng không sẽ gia nhập Huyền Nguyệt Tông, loại tu luyện này ta không có hứng thú. Chấm, Diệp Thần thầm nghĩ. Tiêu Diêu thần quân khôi phục một tia nghiêm túc nói, ta sở dĩ để cho ngươi gia nhập Huyền Nguyệt Tông, trừ cái này cái Tử Ngưng, còn bởi vì ta phát hiện một cái đại bí mật. Bí mật gì? Diệp Thần hứng thú. Tiêu Diêu thần quân ngưng trọng nói, ngươi không phải người. Cái gì? Ngươi căn bản không phải người. Tại sao mắng ta? Ta không có mắng ngươi, Tiêu Diêu thần quân khoan thai nói, chỉ ít ngươi không phải người bình thường, ngươi qua trên thăng tiên đại đạo lúc. Ta thì có cảm giác, ngươi lai lịch khẳng định không đơn giản, liền ta cũng không nhìn thấu lá bài tẩy của ngươi, cho nên, gia nhập cái này Huyền Nguyệt Tông, có thể có giúp cho ngươi rõ ràng mình chân thực lai lịch. Ngươi thật lấy là luân hồi mộ địa bình trắng vô cớ lựa chọn ngươi. Huyết Long và Tiểu Hoàng cũng là như thế cơ duyên xảo hợp lựa chọn ngươi. Ngươi lai lịch tuyệt không đơn giản. Chí ít không phải ta có thể suy đoán. Duy nhất kỳ quái chính là, ngươi có luân hồi huyết mạch. Vì sao sẽ ra đời ở Hoa Hạ Ninh Ba cái này địa phương nhỏ? Ta chân thực lai lịch, chấm, Diệp Thần trầm ngâm chốc lát, rơi vào trầm tư. Tiêu Diêu thần quân tiếp tục nói, còn nữa, ta hoài nghi luân hồi huyền bia liền cùng Tử Ngưng có liên quan. Dẫu sao hết thảy chỉ dẫn đều ở đây cái này Đăng Thiên Thành. Mà Đăng Thiên Thành thế lực như vậy rất nhiều, chỉ có Huyền Nguyệt Tông, hàng năm trú ở chỗ này, thậm chí ta còn phát hiện một chút không phải đồ. Đem người vậy chìa khóa tùy ý một vung, chỉ phương hướng đều là Tử Ngưng. Diệp Thần hơi ngẩn ra, vội vàng đem vậy trên chìa khóa ném. Một lần, hai lần, ba lần. Quả nhiên, chỉ phương hướng đều là Tử Ngưng. Chẳng lẽ luân hồi huyền bia ở Tử Ngưng trên mình? Giờ khắc này, Diệp Thần tròng mắt nóng bỏng, thậm chí trở về đến thực tế bên trong. Mà bên ngoài, mọi người vậy tỉnh hồn lại. Tiểu đạo hữu. Ngươi thật muốn cự tuyệt mọi người chúng ta. Tiếp tục như vậy, ngươi có thể sẽ chọc cho nhiều người giận. Dẫu sao tham gia thăng tiên thi đấu,
nhất định phải lựa chọn một cái tông môn mới có thể rời đi, đây cũng tính là đăng thiên thành một cái bất thành văn quy củ. Gia nhập ta tông môn, ta có thể cho ngươi hết thảy mong muốn. Vô cực tử tranh thủ nói. Tử ngưng cũng là nháy mắt, ẩn tình đưa mắt nói, những cái kia người đàn ông thúi tông môn có cái gì tốt đi, không bằng tới tỷ tỷ nơi này, người muốn cái gì, tỷ tỷ cũng có thể thỏa mãn ngươi nha. Vô cực tử thấy vậy, nổi nóng không dứt, vừa định tức giận tử ngưng. Diệp thần nhưng là lên tiếng. Nếu nhất định phải chọn một tông môn, ta cũng không có thể phá hư quy củ, xin lỗi, vô cực tử tiền bối, vãn bối một phen cân nhắc sau đó, vẫn là quyết định gia nhập Huyền Nguyệt Tông. Mọi người nghe vậy đều là sững sốt một chút, theo bản năng hướng tử ngưng nhìn, chỉ gặp tử ngưng tuyệt đẹp trên gương mặt tươi cười tràn đầy vẻ vui mừng, cũng theo bản năng nghĩ đến, chẳng lẽ Diệp thần thằng nhóc này, thật được bị tử ngưng thể xác dẫn dụ. Vô cực tử thần sắc buồn bã, xem ra cái này cái gọi là thiên tài vậy phải bỏ mạng. Tham đồ sắc đẹp thiên tài, cuối cùng vẫn là sẽ hủy ở trên bụng nữ nhân. Bất quá hắn vẫn là mỉm cười nói, được. Nếu lá tiểu đạo hữu đã có quyết định, ta cũng không nhiều lời nữa. Tử ngưng thì trực tiếp chạy tới đây, cười duyên nói, tiểu đệ đệ, ngươi thật thật tinh mắt nha, nếu ngươi lựa chọn gia nhập Huyền Nguyệt Tông, tỷ tỷ nhất định sẽ không để cho ngươi hối hận. Ta sư phụ là Huyền Nguyệt Tông Thái Thượng Trưởng Lão, giống vậy đối với ngươi rất có hứng thú, ngươi nhập môn sau này, ta sẽ đem ngươi tiến cử cho nàng, như quả không ra ngoài dự liệu. Ta chính là sư tỷ của ngươi rồi, ngươi có thể phải ngoan ngoãn nghe lời của sư tỷ nha. Đồng thời, tử ngưng trong lòng không khỏi tránh qua một cái ý niệm, sư đệ, lại là sư đệ, chẳng lẽ, đây cũng là duyên phận. Diệp thần hít sâu một hơi, miễn cưỡng tránh thoát tử ngưng ôm ôm, tử ngưng còn không cách nào khống chế mình thiên hương bảo thể, lại bị nàng như thế ôm vào đi, diệp thần cũng không có lòng tin có thể giữ bình tĩnh. Hắn không hề đối với tử ngưng cảm thấy hứng thú, hắn chỉ đối với luân hồi huyền bia cố ý. Dưới mắt, hắn phải nghĩ biện pháp từ tử ngưng trên mình lấy được luân hồi huyền bia sự việc. Tử ngưng cân nhắc nhìn Diệp thần nói, được rồi, không chọc cười ngươi, nếu ngươi trở thành ta sư đệ, sư tỷ vậy đưa ngươi một kiện nho nhỏ lễ ra mắt đi, tiếp theo. Tử ngưng nói xong run tay một cái, một đạo quang hoa rơi vào Diệp thần trong tay. Ánh sáng rực rỡ liếm hết sức, hiện ra một cái phong cách cổ xưa đen nhánh trường đao, trên thân đao có một đạo lóe lên hồng quang huyết tuyến, vừa xuất hiện liền tản mát ra cổ xưa, mênh mông, bá đạo, ác liệt tuyệt cường khí tức. Cực kỳ khủng bố, thậm chí vượt xa hợp đạo tiên khí. Cái này đều có thể làm hơi yếu một chút thế lực chấn phái, gia truyền chi bảo. Thanh đao này, sợ rằng giá trị ở mấy trăm thậm chí còn hơn 10 triệu cực phẩm tiên đá. Không đúng, là bảo vật vô giá. Cái này, chấm, Diệp thần do dự nói, ta không thể muốn. Âu Dương Giác cười nói, vật này mặc dù quý giá, nhưng là cùng tiềm lực của ngươi so sánh, ngươi không cần quá để ý. Tử ngưng vậy gật đầu nói, ta không có thói quen dùng đao, đưa ngươi vừa vặn. Diệp thần nghe vậy cười khổ đem trường đao thu hồi, những thứ này nhất lưu thế lực cường giả, xuất thân chân thực khó có thể tưởng tượng. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, Diệp thần đột nhiên sắc mặt một nghiêm túc nói, các vị tiền bối, thứ cho vãn bối thất lễ, muốn rời đi trước, xử lý một ít chuyện riêng. Lúc này, thăng tiên các chỗ ngồi, Lý Ngọc đang cùng thăng tiên các chủ nói gì, thăng tiên các chủ đột nhiên thần sắc đại biến nói, cái gì? Lại có chuyện này, Hoàng Sán đâu, cầm Hoàng Sán cho ta tìm ra. Lúc nói chuyện, đã là mồ hôi lạnh tân tân. Hoàng Sán đắc tội Diệp thần. Một cái không tốt, thăng tiên các nhưng là phải gặp tai họa ngập đầu. Mà Diệp thần lúc này, khổng lồ thần niệm xông ra, tìm kiếm Hoàng Sán hơi thở, đột nhiên, hắn thần sắc biến đổi, hướng một phương hướng nhanh xông lên đi. Rất nhanh, hắn đi tới thăng tiên thi đấu bên ngoài hội trường một xó xỉnh, nơi đó dựa vào tường chỗ, té một bóng người. Ngô huynh, Diệp thần trầm giọng nói, sát khí lộ ra, người trước mắt ảnh, chính là Ngô Uy. Hắn bị người đả thương, tổn thương rất nặng, cũng may còn có một hơi thở ở. Tử ngưng ngay tức thì xuất hiện ở Diệp thần bên người, hỏi, bạn ngươi. Diệp thần gật đầu một cái, nhìn về phía tử ngưng, lúc này chỉ có thể hy vọng tử ngưng ra tay, nếu không Ngộ Uy sẽ rất nguy hiểm. Tử ngưng cười một tiếng, vung tay lên một viên thuốc đưa vào Ngộ Uy trong miệng, đồng thời một đạo chân khí đánh vào trong cơ thể hắn.
Ngay tức thì, Ngộ Uy liền mở mắt ra, khuôn mặt tái nhợt có một tia huyết sắc, hơi thở vậy dần dần ổn định. Vừa mở ra, hắn liền kích động kêu lên, Hạnh Nhi. Ngô huynh, người trước bình tĩnh, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngộ Uy thấy rõ là Diệp Thần, mới dần dần bình phục, thở hổn hển lo lắng nói, Diệp Thần. Mau cứu Hạnh Nhi, hắn bị hoàng sán xúc sinh kia mang đi. Cái gì? Chấm hỏi, Diệp Thần thần sắc biến đổi, một khắc sau, sát khí ngút trời bùng nổ, hoàng sán. Hắn giận quát một tiếng, thì phải phát động linh khế, trực tiếp đem hoàng sán thần hồn mất đi. Nhưng vào lúc này, một đạo ánh sáng phóng lên cao, quát to, Diệp Thần. Ngươi như giết ta, người phụ nữ kia nhất định phải chết. Diệp Thần con ngươi co rúm một cái, xem hướng bầu trời bên trong đạo thân ảnh kia, chính là hoàng sán. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới hoàng sán vì uy hiếp mình, lại đối với người bên cạnh hắn động thủ. Hắn căn bản không nghĩ tới à. Hoàng sán lúc này hành vi, đã coi như là trái với linh khế, mặc dù Diệp Thần không có chính thức phát động linh khế, nhưng mà hắn vậy đã bị ảnh hưởng, sắc mặt thảm trắng, hơi thở không yên. Cảnh giới tu vi lại rơi xuống hợp đạo cảnh sơ kỳ, mơ hồ có triệt phá hợp đạo cảnh khuynh hướng. Đây cũng là linh khế oai. Bất quá, hoàng sán lúc này, nhưng mặt đầy hưng phấn cùng điên cuồng, Diệp Thần không có giết hắn. Hắn đánh cuộc đúng. Ngươi dự định chết như thế nào? Diệp Thần gắt gao nhìn chằm chằm không trung hoàng sán, gần từng chữ một, giọng nói như vạn tái hàn băng vậy lạnh lùng thấu xương, lộ ra sát cơ. Ha ha ha, Diệp Thần, ngươi tiếp tục phách lối à? Phát động linh khế giết chết ta à? Ta dự định chết như thế nào? Bổn tôn cũng không dự định chết à. Ngươi quả nhiên là một phế vật, thiên tư xuất sắc đi nữa thì thế nào? Ngươi lại bởi vì một con chó mẹ mà không dám giết ta. Ngươi loại phế vật này tư chất cao hơn nữa, cũng không có dùng, vĩnh viễn, chỉ có thể là một cái rác rưởi mà thôi. Ngươi xem, ngươi bây giờ một cái ý niệm là có thể giết chết ta, nhưng mà đâu? Nhưng mà ngươi vẫn là không có động thủ. Chó chết đắc chí liền ngông cuồng. Ngươi thật lấy là, Diệp Thần đột nhiên bình tĩnh lại, nhàn nhạt nói ta không dám lấy mạng ngươi. Hoàng sán cặp mắt ngay tức thì giấy lên hừng hực lửa giận, khuôn mặt tái nhợt một chút đỏ lên, lúc này đại đa số người xem còn không có tản đi, ở trước mặt nhiều người như vậy bị Diệp Thần mắng chó chết. Thử nghĩ một chút, đó là giường nào khuất nhục, mất thể diện. Người phụ nữ kia mệnh rõ ràng đã cầm ở trên tay mình, vì sao vẫn là không cách nào ép Diệp Thần yếu thế? Vì sao hắn vẫn là như vậy cuồng, như vậy cường thế? Bất quá, hoàng sán dám cùng Diệp Thần đối chọi tương đối gay gắt sao? Hắn không dám, Diệp Thần động niệm bây giờ, là có thể để cho hắn hình thần câu diệt, đành phải bên ngoài mạnh bên trong yếu nói, ngươi có ý gì? Miệng chó của ngươi bên trong lại sủa ra một người để cho ta khó chịu chữ, Diệp Thần đưa mắt nhìn hoàng sán cặp mắt, ta phải giết ngươi. Diệp Thần biết, như lúc này yếu thế. Đối với Ngô Hạnh Nhi, hơn nữa bất lợi. Hoàng sán nghe vậy, sắc mặt một hồi đỏ một hồi trắng, hắn cắn chặt hàm răng, muốn bùng nổ, muốn cùng Diệp Thần liều mạng. Nhưng mà cuối cùng, hắn còn là sợ, kinh sợ, Diệp Thần cho tới nay biểu hiện, đều là cuồng được không thay đổi, cuồng được vượt quá tưởng tượng, hắn kết quả ra mình ý liệu bao nhiêu lần. Cho nên, hắn nhìn Diệp Thần ánh mắt mặc dù oán độc cực kỳ, hận không được đem Diệp Thần bằng thây vạn đoạn. Nhưng là, lại không có dũng khí lại giễu cợt Diệp Thần, dẫu sao, ở hắn trong lòng, một người phụ nữ, chết thì chết, hơn nữa lấy Diệp Thần thiên tư, muốn cái gì người phụ nữ chưa? Hắn sợ mình cầm Diệp Thần kích thích tàn nhẫn, hắn thật sẽ không để ý hết thảy trực tiếp đem mình tiêu diệt. Ta ở Ngô Hạnh Nhi trong cơ thể gieo đồng mệnh khóa, chỉ cần ta vừa chết, nàng hẳn phải chết, tại chỗ cao nhân tiền bối thần thông quảng đại, ta tin tưởng bọn họ đã biết Ngô Hạnh Nhi chỗ. Nhưng là, ta phát động đồng mệnh khóa, chỉ cần 0,1% giây, các vị tiền bối có lòng tin, ở ta phát động trước, phá đồng mệnh khóa sao? Diệp Thần nghe vậy, nhìn về phía Tử Ngưng, chỉ gặp Tử Ngưng hơi nhíu mày, khẽ lắc đầu một cái, có lẽ nàng có thể làm được, nhưng là, nàng không có 10 phần chắc chắn. Diệp Thần hít sâu một hơi, áp chế lửa giận, nhìn về phía Hoàng Sán nói tiếp. Hoàng sán khóe miệng nâng lên một cái nụ cười đắc ý, hết thảy các thứ này, đều cùng mình dự trù như nhau. Ta mà, chấm,
Hoàng Sán mặt đầy vẻ trào phúng nhìn Diệp Thần nói, không có gì đặc biệt yêu cầu, chính là muốn cùng ngươi tới một tràng cuộc chiến sinh tử. Hắn rất rõ ràng, hôm nay chỉ có giết Diệp Thần, mới có thể làm việc xuống. Lúc này, quần chúng vây xem càng ngày càng nhiều, nghe được Hoàng Sán nói, cũng không khỏi mặt hiện vẻ khinh thường. Cái này Hoàng Sán, quá vô sỉ, quá không biết xấu hổ. Một cái hợp đạo cảnh võ giả muốn cùng thần vương cảnh võ giả cuộc chiến sinh tử. Cố nhiên Diệp Thần thiên phú nghịch thiên. Nhưng là trên thăng tiên đại đạo nhìn là tiềm lực, mà không phải là thực lực. Bàn về thực lực, Diệp Thần thần vương cảnh căn bản không địch những thiên tài kia. Đây không phải là trọng yếu nhất. Trọng yếu chính là, tại chỗ rất nhiều người đều biết Hoàng Sán có 102 bí pháp, có thể tăng lên tới hợp đạo cảnh đỉnh cấp. Nếu không cũng sẽ không ở thăng tiên các có địa vị như vậy. Thua thiệt hắn nói cho ra miệng. Coi như Diệp Thần là 1000 tỷ năm khó gặp yêu nghiệt, cũng không khả năng vượt qua hai cái đại cảnh giới chiến đấu đi. Xem Diệp Thần loại thiên tài này, làm sao có thể đáp ứng. Điều kiện đâu, nhưng mà, ra mọi người ý liệu, Diệp Thần hoàn toàn không có trực tiếp cự tuyệt. Tất cả mọi người không tưởng tượng nổi nhìn về phía Diệp Thần, hắn. Lại thật giống như đáp ứng Hoàng Sán. Điều này sao có thể? Hoàng Sán nghe vậy, lại là mặt hiện lên vẻ mừng rỡ như điên, cái này ngu si mắc câu, mình thắng. Mình có thể sống được, chết, là Diệp Thần. Liền một bên Tử Ngưng cũng hơi có vẻ lo lắng đối với Diệp Thần nói, Diệp Thần, ngươi không thể đáp ứng hắn, còn có những biện pháp khác. Nàng mặc dù biết Diệp Thần có thể có đánh chết hợp đạo cảnh võ giả hậu thủ, nhưng mà ngày đó cùng Tiêu Lãng đánh một trận sau Diệp Thần hiển nhiên vậy chi nhiều hơn thua nghiêm trọng. Hơn nữa, thắng được cũng không thoải mái. Bất quá dù vậy, vậy đủ để gặp được Diệp Thần kinh khủng, thần vương cảnh giết hợp đạo cảnh, toàn bộ linh võ đại lục có thể không tìm được so Diệp Thần mạnh hơn thần vương cảnh võ giả. Nhưng là, cho dù có 0,1%, một phần vạn có thể, Diệp Thần vậy sẽ gặp nguy hiểm, Tử Ngưng cũng không muốn để cho Diệp Thần mạo hiểm. Diệp Thần, đối với Huyền Nguyệt Tông mà nói, quá trọng yếu, hơn nữa, nàng cũng không có phát hiện, cho dù bỏ qua một bên Huyền Nguyệt Tông không nói, mình nội tâm, cũng không nguyện ý để cho Diệp Thần xuất chiến, nàng không muốn Diệp Thần bị bất kỳ tổn thương. Diệp Thần nhưng lắc đầu một cái, hắn biết, những cường giả này có rất nhiều biện pháp có thể cứu Ngô Hạnh Nhi, nhưng là, hắn không muốn để cho Ngô Hạnh Nhi mạo hiểm, tình nguyện, mình mạo hiểm. Dẫu sao? Nếu như không phải là mình, Ngô Uy và Ngô Hạnh Nhi bây giờ cũng sẽ không rơi được kết quả như thế này. Điều kiện, rất đơn giản, bất luận thắng thua, ta cũng sẽ thả người, giải trừ đồng mệnh khóa, mà nếu là ta thắng, trước chúng ta đánh cuộc, toàn bộ hủy bỏ. Ngươi cũng phải thề, ngươi, bao gồm ngươi biết những người khác, sau này sẽ không trả thù ta. Như thế nào, công bằng chứ? Tiểu tử, ngươi sẽ không cự tuyệt chứ? Đi tới trên thăng tiên đại đạo cuối thiên tài hẳn không biết làm con rùa đen rút đầu. Đối mặt ta phổ thông như vậy người, chẳng lẽ không có can đảm và ta đánh một trận? Ha 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 ha. Hoàng Sán mới vừa rồi mặc dù bị Diệp Thần chấn nhiếp, nhưng lúc này, lại có kéo hồi liền thành khoái cảm. Công bằng, hợp đạo cảnh đối với thần vương cảnh, tại sao công bằng có thể nói? Tất cả mọi người có chút đồng tình nhìn về phía Diệp Thần. Vốn là trở thành tuyệt thế thiên tài, một bước lên trời, hết thảy cũng không có so hoàn mỹ, có thể không nghĩ tới đột nhiên nhảy ra một cái thằng hề, phá hư hết thảy. Bọn họ cũng cho rằng, cái đó Ngô Hạnh Nhi, chết chắc, mà Diệp Thần, mặc dù là tuyệt thế thiên tài, nhưng là lại vẫn không có thể bảo vệ tốt bạn mình, đối với hắn mà nói, chắc cũng là một cái đả kích không nhỏ. Bọn họ đến bây giờ, cũng sẽ không cho rằng, Diệp Thần sẽ thật đáp ứng Hoàng Sán, dẫu sao. Vậy quá điên cuồng, Diệp Thần như vậy thiên tài, sinh mạng vì sao kỳ chân quý, làm sao sẽ tùy tiện lấy thân phạm hiểm. Ta đáp ứng, Diệp Thần nhàn nhạt trả lời, cực kỳ bình tĩnh. Cái này bình thản thanh âm, nhưng ở trong đám người nhấc lên vạn trượng gợn sóng. Ta không nghe lầm chứ. Diệp Thần mặc dù tư chất tuyệt thế, nhưng mà tâm tính vẫn là cần chui luyện à. À, mặc dù Diệp Thần tư chất rất nghịch thiên. Có thể vậy dẫu sao là tư chất, không phải thực lực à, chẳng lẽ là bởi vì mình sáng lập kỳ tích mà sinh ra không gì không thể ảo giác. Mà Hoàng Sán trên mặt, chính là lại cũng không cách nào che giấu mừng như điên. Thật đáp ứng,
Thằng nhóc này lại thật đáp ứng. Diệp thần, người rất giỏi, là ta Hoàng Sán nhìn lầm, nhưng ta có một chút không có nhìn lầm, ngươi, đúng là một cái ngốc nghếch, ngày hôm nay, ngươi sẽ là ngươi ngu xuẩn trả giá thật lớn. Hoàng Sán giương tay một cái, sử dụng một tấm trang sách, đồng dạng là linh khế, phẩm cấp so với Diệp thần đã từng sử dụng vậy tấm cao hơn. Hắn muốn cùng Diệp thần đặt linh khế, hắn không thể thật giết chết Diệp thần, nếu không, liền không cách nào ngăn trở nhất lưu thế lực lửa giận. Nhưng là, đem hắn trọng thương, cắt đứt tứ chi, chấn vỡ đan điền, hủy tổn kinh mạch, vẫn là có thể. Tông môn nhất lưu có biện pháp giúp Diệp thần khôi phục, bất quá, Diệp thần vậy không tránh được nằm trên giường mấy mươi trên trăm năm. Nghĩ đến Diệp thần thê thảm kết quả, Hoàng Sán trong lòng một hồi sảng khoái. Diệp thần, là ngươi ép ta. Tử Ngưng nghiêm túc nhìn về phía Diệp thần nói, Diệp thần ngươi có nắm chắc không? Nếu như định cái này linh khế, liền ta đều không cách nào xuất thủ can thiệp các ngươi quyết đấu, ta biết ngươi ngày đó giết Tiêu Lãng, nhưng mà, chính ngươi cũng không nhẹ nhõm chứ. Nếu như xảy ra điều gì bất ngờ. Sư tỷ, Diệp thần đột nhiên lộ ra một cái ôn nhã nụ cười nói, tin tưởng ta. Trong một cái chớp mắt này, Tử Ngưng sững sốt một chút, tiếng kia sư tỷ, cái đó nhìn như ôn nhã, nhưng mang vô cùng nụ cười tự tin, hết thảy các thứ này. Cũng để cho nàng nhớ lại đã từng là cái đó giống vậy tươi đẹp thanh niên. Ngay tại Tử Ngưng sửng sờ thời điểm, Diệp thần khí tức quanh người đông lại một cái, ầm một tiếng, phóng lên cao, lại dễ dàng đột phá đến hỗn nguyên cảnh. Đồng thời, một cái phong cách cổ xưa trường đao rơi vào trong tay, mũi đao hướng linh khế một chút, linh khế lên ánh sáng chớp mắt, khế ước chính thức thành lập. Ha 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 ha, Hoàng Sán cười, gần như điên cuồng cười. Diệp thần, ngươi tự tìm chết, có thể không oán được ta. Con kiến hôi, ta sẽ để cho ngươi sâu sắc cảm nhận được, hợp đạo cảnh võ giả cường đại. Hắn mặc dù vi phạm khế ước, bị linh khế ảnh hưởng, cảnh giới không yên, nhưng là hắn dẫu sao còn không có rơi xuống hợp đạo cảnh, chỉ cần vẫn là hợp đạo cảnh võ giả, cho dù Diệp thần lên cấp hỗn nguyên cảnh, cũng là một ngày đầy đất. Huống chi, hắn còn có thể dùng bí pháp cưỡng ép tăng lên tới hợp đạo cảnh đỉnh cấp. Hoàng Sán linh lực lưu chuyển, quanh thân khí thế bùng nổ, bầu trời biến sắc, trong tay hắn giống vậy nắm một cái đao, đao mang ác liệt, phẩm cấp không thấp. Hiển nhiên, Hoàng Sán mặc dù ngoài miệng giễu cợt Diệp thần, nhưng mà ra tay cũng không so chỉnh trọng, muốn động dùng toàn lực, thi triển một kích mạnh nhất, không chút nào nương tay dự định. Diệp thần nhìn không chung Hoàng Sán, ánh mắt không có một tia chập chờn, tựa như... căn bản không có cảm nhận được một chiêu này tản ra mất đi vạn vật khí tức kinh khủng. Thằng nhóc, người có lòng tin sao? Thật trông cho mượn dùng ta lực lượng, Tiêu Diêu thần quân nói. Diệp thần ở trong lòng cười nói, giết gã yên dùng châu đao, cái này Hoàng Sán mặc dù vẫn là hợp đạo cảnh, bất quá cũng chỉ là hợp đạo cảnh đội sổ mà thôi. Ban đầu mượn ác ma mắt lực lượng, chém chết hợp đạo cảnh Tiêu Lãng, hôm nay ta cường đại như thế nhiều. Nếu như vẫn không thể lấy hỗn nguyên tu vi chiến thắng Hoàng Sán, lại có vì sao vốn kiêu ngạo. Tiêu Diêu thần quân cười nói, thằng nhóc giỏi, hợp ta khẩu vị, lên đi, Tây vực liên quan tới ngươi tin tức phỏng đoán cũng nên truyền tới. Dung động cái này đăng thiên thành đi, lấy máu hắn, hướng đăng thiên thành tuyên cáo. Cái đó ác ma, chính thức trở về. Quy Nguyên, Hoàng Sán trầm giọng quát lên một đao chém. Đây chính là cháu hắn Hoàng Nguyên đã từng thi triển võ. Hoàng Nguyên nếu như chỉ có thể bùng nổ trong 1% lực lượng, vậy Hoàng Sán là có thể bùng nổ 1% lực lượng. Hoàng Sán biết, mình sống chết, liền do trận chiến này quyết định, áp lực hóa là động lực, hắn tinh khí thần cũng đạt tới trước mặt trạng thái đỉnh cấp lúc, chém ra một đao, đao ý ngang dọc, khai thiên tích địa. Tốt đao! Cái này một đao, Hoàng Sán mình, cũng là hài lòng cực kỳ. Bởi vì hắn cảnh giới hạ xuống, cho nên một lòng yêu cầu đao pháp lên trình độ cao nhất, mơ hồ, lại có đột phá. Mọi người vây xem cũng là hơi biến sắc, cái này Hoàng Sán, mặc dù làm người không chịu nổi, thực lực, nhưng không thể khinh thường, cái này một đao, cực mạnh. Diệp thần ngưng mắt nhìn chém hướng đao khí của mình, mặc dù đồng dạng là quy nguyên một đao chém, nhưng Hoàng Sán chí ít đã đem đao pháp tu luyện đến khó khăn lắm đại thành cảnh giới. Mặc dù khoảng cách viên mãn cảnh còn rất kém xa, nhưng vậy xa xa không phải Hoàng Nguyên có thể so sánh. Trọng yếu hơn chính là, Hoàng Sán tu vi. Nếu như là hỗn nguyên cảnh,
là được để cho vô cùng ngưng luyện linh lực sinh ra biến chất, do thực nhập hư, mỗi một tia linh lực đều là vô cùng ngưng luyện, lại tựa như vô hình vậy tồn tại, vậy vì vậy, võ giả có thể thu nạp thiên địa linh khí, to lớn hơn. Mà hợp đạo cảnh, chính là cho dù đem linh lực do thực hóa hư, cũng đạt tới cực hạn, không thể không khắc ích thiên địa, từ đây, võ giả linh khí, long trời lở đất biến hóa, tựa như có thể cùng thiên địa tương dung vậy. Hoàng Sán tu vi hợp đạo cảnh, cái này một đao, dẫn động số lượng cao thiên địa linh khí. Đem hợp đạo cảnh võ giả khủng bố, hiện ra không bỏ sót. Nhưng mà, Diệp Thần cũng không có hoảng, hắn bước ra một bước, kinh người lực lượng ở trong người mãnh liệt. Tiếp theo, hắn giơ lên tử ngưng đưa hắn đao, trên thân đao lóe lên kim, đỏ lưỡng sắc quang mang. Kim sát một đao chém, Diệp Thần nhàn nhạt nói, nhìn như tùy ý chém ra một đao, thanh thế lên xa xa yếu hơn Hoàng Sán. Mọi người thấy vậy, cũng than thở một tiếng, Diệp Thần, phải thua. Chỉ có Tử Ngưng trong mắt lóe lên thưởng thức ánh sáng, Diệp Thần cái này một đao, đã xu hướng tại trình độ cao nhất. Một khắc sau, đạo ý, cực kỳ đạo ý hiện lên giữa trời đất, lướt qua lòng của tất cả mọi người, một ít tu vi yếu hơn, tâm trí không kiên võ giả lại bị cái này đạo ý một xông lên, liền cả người như nhũn ra, linh lực ngưng trệ một cái, mất đi chiến lực. Cái này đạo ý, cùng Diệp Thần thi triển canh kim khí, dung hợp cao nhất thần thông đồ thần chém mà luyện thành kim sát chém đao khí giao hợp, ngay tức thì hóa thành một con cả người vòng quanh kim đỏ lưỡng sắc quang mang, uy thế thông thiên hổ khổng lồ hư ảnh. Hướng Hoàng Sán chém ra vậy đạo tựa như cả ngày tiếp vậy to lớn đao khí nhào tới. Lúc này, Diệp Thần ánh mắt hơi có chút cân nhắc nhìn về phía tự tin vô cùng Hoàng Sán, kịch hay, lập tức sẽ diễn ra. Nháy mắt tức thì, lóe lên kim đỏ lưỡng sắc quang mang hổ khổng lồ hư ảnh, liền đụng phải vậy kinh thiên đao mang, tựa như bay nga tấn công hỏa nhất vậy, tất cả mọi người đều tựa như đã thấy hổ khổng lồ bị đao mang đánh nát một màn kia. Nhưng, một màn kia, cũng không có xuất hiện. Hổ khổng lồ đụng vào đao mang ngay tức thì, vậy vô cùng khổng lồ đao mang, lại, giấy vậy, bị đụng được nghiền. Yên tĩnh, thậm chí không có tiếng hít thở. Tất cả mọi người thấy cảnh tượng trước mắt, cũng khiếp sợ được không cách nào hô hấp. Lấy đao đối với đao. Diệp Thần, lại thắng. Lấy hỗn nguyên tầng trời một tu vi, vượt qua chín cảnh giới, thắng hợp đạo cảnh Hoàng Sán. Đây không phải là kỳ tích, cái gì là kỳ tích? Mà Hoàng Sán, lại là không chịu tin tưởng, kinh hoàng được tột đỉnh, thẳng đến lúc này, hắn mới cảm giác được liền Diệp Thần đao ý khủng bố. Không thể nào, không thể nào, không thể nào. Không thể nào. Chết âm ảnh đem Hoàng Sán hoàn toàn bao phủ, hắn cặp mắt đỏ tươi, khí huyết kích động, trong miệng kinh hoàng giống to, không để ý hết thảy liền huy động liên tục đao, chém về phía ép tới gần hổ khổng lồ đao khí. Oanh! Đao mang cùng hổ khổng lồ đụng vào nhau, kinh ngày trời mang bùng nổ, hư không bể tan tành, liền không khí đều bị mạnh mẽ đao ý nghiền thành hư không. Làm ánh sáng liễm hết sức lúc, mọi người không kịp chờ đợi hướng Hoàng Sán nhìn. Sắc mặt lại là biến đổi. Hoàng Sán, tên này đăng thiên thành bên trong nổi tiếng đã lâu hợp đạo cảnh võ giả, ở Diệp Thần đao pháp dưới, lại thê thảm như vậy. Lúc này, Hoàng Sán trong tay chuôi này phẩm cấp cực cao trường đao, đã hoàn toàn vỡ vụn, liền liền Hoàng Sán phần lớn thân thể, đều hóa thành phấn vụn, lúc này, chỉ còn lại tan tành thân thể, miễn cưỡng còn có thể hô hấp. Hắn khinh thường. Hắn thậm chí không kịp thi triển tăng lên thực lực bí pháp. Một chiêu liền đánh bại. Diệp Thần, từng bước một đi về phía Hoàng Sán, mà Hoàng Sán nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, vô cùng sợ hãi. Ở hắn trong lòng, thanh niên trước mắt căn bản cũng không phải là người, tuyệt đối là cửu u ác quỷ hóa thân. Hắn muốn gọi kêu, nhưng không phát ra được một tia thanh âm, hắn muốn phát động đồng mệnh khóa giết chết Ngô Hạnh Nhi. Lại bởi vì linh khế ràng buộc mà không cách nào làm được. Hắn chỉ có thể tuyệt vọng nhìn Diệp Thần, từng bước, chậm rãi đi về phía mình. Diệp Thần mang trên mặt mỉm cười, là máu mà mỉm cười tàn nhẫn, hắn một cái tay nhắc tới Hoàng Sán thân thể không lành lặn, ở Hoàng Sán hoảng sợ mau muốn khóc lên trong ánh mắt, nặng nề đem Hoàng Sán đầu đập về phía mặt đất. Bành, 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 mặt đất lại bị đập ra một cái hố to. Diệp Thần cười nói, ta nói qua, muốn ngươi cho ta dập đầu nói xin lỗi, ngươi còn nhớ không? Mà Hoàng Sán mặt cốt,
ở Diệp Thần cự lực hạ, sớm bị đập nghiền, máu thịt mơ hồ, vô cùng thê thảm. Diệp Thần nhìn trong tay Hoàng Sán, mặc dù Hoàng Sán mặt đã tồi tệ, nhưng hắn vẫn là có thể cảm nhận được Hoàng Sán kinh hoàng. Dễ nghe, bất quá ba cái vang đầu, làm sao đủ đây? Diệp Thần nụ cười càng sáng lạn hơn, chuẩn bị xong chưa? Phải tiếp tục. Bành, 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 bành. Từng tiếng vang lớn, vang vọng ở trong lòng của mọi người, bọn họ nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, cũng mang theo một tia kính sợ. Diệp Thần người này, quá kinh khủng. Ngay tại Diệp Thần thủ thắng thời điểm, Tử Ngưng nhẹ khạc ra một hơi, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, hơn nữa rực rỡ, chói mắt. Mới vừa đột phá liền cảnh giới, liền một đao giết hợp đạo cảnh. Dù là Hoàng Sán khinh địch, vậy chưa đến nỗi như vậy à? Bước ngang qua một cái cảnh giới lớn. Cái này người thanh niên quá chói mắt. Diệp Thần không chỉ là thiên tư hơn người, liền thực lực, vậy giống vậy vượt xa cùng cấp, cơ hồ không phải cùng một tầng thứ. Người như vậy, định trước sẽ trở thành là một viên từ từ dâng lên ngôi sao mới. Một khắc sau, Tử Ngưng thân hình chớp mắt, hoàn toàn biến mất, rất nhanh, mang một người cô gái, trở lại Diệp Thần bên người, chính là Ngô Hạnh Nhi. Hạnh Nhi, ngươi không có sao chứ? Diệp Thần đem Hoàng Sán đầu lâu miễn cưỡng đụng bạo sau đó, thu hồi Hoàng Sán túi đựng đồ, thấy Tử Ngưng đem Ngô Hạnh Nhi mang về, vội vàng ân cần hỏi. Ngô Hạnh Nhi lúc này tựa như chưa tỉnh hồn, thấy Diệp Thần lại cũng không khống chế được, thật thấp khóc thút thít nói, Hoàng Sán, Hoàng Sán hắn. Diệp Thần nhẹ vỗ nhẹ Ngô Hạnh Nhi gánh, an ủi, tốt lắm, không sao, bạn của ta, không có ai có tư cách động. Đồng thời hắn thần niệm quét Ngô Hạnh Nhi thân thể, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, xem ra Hoàng Sán chồng cái này đồng mệnh khóa thời gian khá là vội vàng, không kịp tổn thương Hạnh Nhi, Hạnh Nhi trừ bị kinh sợ ra, thân thể cũng không đáng ngại. Ngô Hạnh Nhi rốt cuộc bình phục lại, lệ quang lập lòe về phía Diệp Thần hỏi, cha ta đâu? Ngô huynh hắn không có chuyện gì, đang điều dưỡng. Ngô Hạnh Nhi lúc này mới hoàn toàn yên tâm bên trong, nhìn một cái Hoàng Sán tàn thi, trong bụng hơi kinh ngạc nói, đây là... Diệp Thần cười nói, đây là Hoàng Sán, đã chết được không thể chết lại. Nhưng mà, chấm, Ngô Hạnh Nhi nghi ngờ nói, Hoàng Sán không phải nói ở trong cơ thể ta gieo đồng mệnh khóa sao? Ta làm sao một chút việc cũng không có. Diệp Thần đem trước phát sinh hết thảy, và Ngô Hạnh Nhi giải thích một lần. Ngô Hạnh Nhi nghe xong, trong mắt tràn đầy rung động vẻ, trừ rung động, còn nữa, nồng nặc ngạc nhiên mừng rỡ. Nàng chưa từng nghĩ qua, phụ thân mang về lại là như vậy thiên kiêu. Diệp Thần, thăng tiên thi đấu đã kết thúc, đăng thiên thành vậy không có gì hay ngây ngô, chúng ta lên đường đi Huyền Nguyệt Tông đi, Tử Ngưng đối với Diệp Thần nói. Sư tỷ, ta còn có một số việc phải xử lý, chẳng biết có được không dừng lại lâu một ngày. Tử Ngưng tự nhiên đồng ý, một ngày thời gian, đối người tu hành mà nói không coi vào đâu. Còn có một việc, chấm. Diệp Thần nhìn một cái Ngô Hạnh Nhi sau nói, không biết có thể hay không mang Hạnh Nhi cùng nhau gia nhập Huyền Nguyệt Tông. Đây cũng là Diệp Thần là Ngô gia đưa một đạo cơ duyên. Dẫu sao hắn không xác thực định Hoàng Sán có hay không đồng đảng hoặc là bằng hữu. Hắn một khi rời đi, Ngô Uy và Ngô Hạnh Nhi sợ rằng sẽ bị điên cuồng trả thù. Nếu như Ngô Hạnh Nhi gia nhập Huyền Nguyệt Tông, chỉ sợ cũng không người nào dám động đăng thiên thành Ngô gia. Trọng yếu hơn chính là, Diệp Thần sẽ không ở Huyền Nguyệt Tông lưu lại, hắn còn muốn đi và Lương Tuyết Nguyệt cùng với Kỷ Lâm hội hợp. Tử Ngưng nghe vậy, đưa tay đặt ở Ngô Hạnh Nhi đầu vai, linh lực vào cơ thể, dò xét một phen sau lắc đầu nói. Hạnh Nhi cô nương tư chất, cũng không thích hợp ở Huyền Nguyệt Tông bên trong tu hành. Tư chất mặc dù ở nơi này đăng thiên thành coi là có thể, nhưng mà còn chưa đủ tư cách gia nhập Huyền Nguyệt Tông, vừa không có thể chất đặc thù huyết mạch. Coi như thật gia nhập, cũng chỉ có thể làm đệ tử tạp dịch. Ngô Hạnh Nhi nghe vậy, mắt đẹp ngay tức thì ảm đạm xuống. Bất quá, chấm, Tử Ngưng lại nói, mặc dù Hạnh Nhi cô nương không có đặc thù bẩm phú, nhưng cũng có một loại phổ thông một chút linh thể, gọi là vân linh thân thể, khá là thích hợp chúng ta Huyền Nguyệt Tông một cái chi nhánh một cái tông môn, Mây Minh Tông công pháp, Mây Minh Tông ly Huyền Nguyệt Tông không xa, ta ngược lại là có thể tiến cử Hạnh Nhi cô nương gia nhập nơi đó. Hạnh Nhi, người nguyện ý không? Diệp Thần quay đầu hỏi. Nguyện ý, nàng vốn là đối với tu luyện,
không phải như vậy để ý, nhưng là bây giờ, nàng biết, nếu muốn bảo vệ phụ thân, nếu muốn bảo vệ mình. Chỉ có mạnh mẽ. Mây Minh Tông mặc dù không bằng Huyền Nguyệt Tông, nhưng cũng không yếu. Như có thể gia nhập, Đăng Thiên Thành thế lực vậy sẽ tôn kính Ngô gia. Diệp Thần gật đầu một cái, đột nhiên xoay chuyển ánh mắt, cười mỉa nhìn về phía cách đó không xa một người trung niên, người này nửa bước tạo hóa cảnh. Chính là Thăng Tiên Các chủ. Hoàng Sán mặc dù chết, có thể hắn thiếu nợ, còn không có còn hoàn. Vậy Thăng Tiên Các chủ gặp Diệp Thần nhìn về phía mình, sắc mặt một đắng, trong lòng thật là hận chết Hoàng Sán tên khốn kia, mình chết cũng được đi, còn cầm Thăng Tiên Các nhập vào. Bất quá lúc này, cũng chỉ thật là mạnh chống đỡ nụ cười, hướng Diệp Thần đi tới, trong miệng cười nói, chúc mừng lá tiểu đạo hữu đoạt được lần này thăng tiên thi đấu hạng nhất. Bây giờ Diệp Thần, đã không phải là hắn chọc nổi. Diệp Thần cười nói, các chủ khách khí, không biết, tại hạ ở quý các sòng bạc xuống tập trung, có thể đổi phần thưởng sao? Thăng tiên các chủ ra mặt co quắp một cái, nhức nhối cầm ra một cái túi đựng đồ, đưa cho Diệp Thần nói, tự nhiên có thể, tiểu đạo hữu kiểm lại một chút số lượng đi. Diệp Thần nhận lấy túi đựng đồ, xem đều không liếc mắt nhìn liền bỏ vào trong túi, miệng nói, không phải xem, ta tin được các chủ. Hắn có tự tin, thăng tiên các cũng không dám vì 50.000 cực phẩm tiên đá đắc tội mình, đây chính là phải bị tai họa ngập đầu. Thăng tiên các chủ cười khổ nói, như vậy, lão phu cáo từ. Đi thong thả. Thăng tiên các chủ sau khi đi, lại có một người thanh niên mặt không thay đổi hướng Diệp Thần đi tới. Diệp Thần nhìn chăm chăm vừa thấy, chính là Vương Nhất Phi. Mạng ta là tài sản của ngươi, ngươi muốn như thế nào xử trí? Vương Nhất Phi ngược lại cũng có khí phách, dứt khoát nói. Hắn nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, Diệp Thần lại khủng bố đến tình cảnh này, hắn tự nhận là thiên phú không tệ, nhưng mà và Diệp Thần so với, thật là khác xa lắc xa lơ. Mà thực lực, chính mắt nhìn thấy Diệp Thần đánh bại hợp đạo cảnh võ giả. Vương Nhất Phi lại cũng không có cái gì khiêu chiến Diệp Thần ý nghĩ, tên này căn bản không phải người. Vương Nhất Phi sau lưng còn đi theo một cái tóc đỏ người trung niên, Tử Ngưng ở Diệp Thần bên người nhỏ giọng nói, cái đó tóc đỏ người là nhị lưu thế lực Xích Hồn Dậy đại biểu, Hướng Gam. Hướng Gam giống vậy cười khổ nhìn Diệp Thần, hắn đối với Vương Nhất Phi tên đệ tử này, ngược lại là khá là hài lòng, cũng không muốn chỉ như vậy thua ở Diệp Thần trong tay. Cái đó, Diệp Tiểu Hữu. Cái này mời ngươi nhận lấy, hy vọng có thể hóa giải ngươi và một bay giữa mâu thuẫn, Hướng Gam nói xong, giơ tay lên một cái túi đựng đồ rơi vào Diệp Thần trong tay. Diệp Thần đi trong đó đảo qua, mặt hiện lên vui mừng, thế lực lớn ra tay chính là rất phi phàm. Túi đựng đồ này bên trong, lại là một ít tốt đan dược, chức năng khác nhau, trong đó, còn có một quả dùng chữa thương bảo dược. Thậm chí, còn có một quả thời không chi binh. Diệp Thần hài lòng hơi gật đầu một cái, thật ra thì hắn vốn là không dự định đối với Vương Nhất Phi làm gì, Vương Nhất Phi người này mặc dù lớn lối một ít, bản chất vẫn là có thể. Mà Vương Nhất Phi, thì mặt đầy khó chịu bị Hướng Gam kéo đi. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, Diệp Thần đối với Ngô Hạnh Nhi và Tử Ngưng nói, ta có chút việc muốn tới xử lý, đi trước cáo từ. Tử Ngưng gật đầu nói, được, ngày mai đến duyệt tới quán rượu tìm ta. Diệp Thần và Tử Ngưng các người sau khi chia tay, liền đi Đăng Thiên Thành đi ra ngoài, đi tới U Ảnh Chi Sâm, lấy ra Trần Chi Phàm cho hắn ngọc phù, dựa theo ngọc trên phù chỉ dẫn đi tới một nơi hang động bên trong, đột nhiên dừng chân một cái, ở trong huyệt động một mặt vách đá trước dừng lại. Diệp Thần cau mày nhìn vách đá này nửa ngày, lấy hắn thần niệm mạnh, lại không cảm giác được phân nửa dị thường, lấy tay sờ lên, cũng cùng thông thường vách đá không khác. Không khỏi lẩm bẩm quả nhiên có chút con đường. Đột nhiên, hắn nâng lên ngọc trong tay phù, hướng về phía vách đá bắn ra một đạo thanh quang, vách đá ngay tức thì lộ ra một cái có thể cho một người thông qua khe hở. Diệp Thần đi vào trong đó, trước mắt sáng tỏ thông suốt, cái này trong động phủ linh khí vô cùng là đậm đà, tí ti sương mù lượn lờ, nhất phái tiên gia khí tượng. Diệp Thần mới vừa vào bên trong, một đạo ánh sáng liền đột nhiên hiện lên. Hiện ra một cái hư ảnh, xem hình tượng, chính là Trần Chi Phàm. Hư ảnh kia tựa hồ ký túc liền Trần Chi Phàm một tia ý thức, thấy được Diệp Thần cười nói, Diệp Thần, ngươi tới. Trần Huynh, Diệp Thần nhìn vậy đạo hư ảnh có chút nghi ngờ. Hư
Hư ảnh giải thích, ta bản thể ở phá giải cấm chế trong quá trình, lại mơ hồ chạm tới đột phá bí quyết, dứt khoát hoàn toàn bế quan đột phá, cho nên tạm thời không cách nào và ngươi gặp mặt. Hơn nữa, mượn động phủ trận pháp lực, tạo cho ta, để cho ta ở chỗ này chờ ngươi, ngươi có chuyện gì đều có thể đối với ta nói, cùng bản thể sau khi xuất quan, hắn tử sẽ biết. Diệp Thần đem thăng tiên thi đấu đi qua nói cho hư ảnh, cuối cùng nói, ngày mai, ta thì đi một chuyến Huyền Nguyệt Tông, lần đi, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại, Phàm huynh như có chuyện gì, có thể dùng khối ngọc bội này đến tìm ta. Dứt lời, liền rời đi động phủ, hướng Ngô gia nhà đi. Nhưng mà, còn không có rời đi quá xa, Diệp Thần bước chân liền ngừng lại. Hắn ánh mắt lạnh như băng nhìn lướt qua chung quanh, lạnh lùng nói, không cần phải như vậy trốn trốn tránh tránh đi. Lời nói rơi xuống, mấy đạo thân ảnh liền xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Cầm đầu là một cái ông già áo bào đen. Chính là Tây Vực Tông môn mấy người kia. Diệp Thần khẽ cau mày, hắn xác định không nhận biết cái này mấy người. Mấu chốt, trong đó mấy vị lại là tạo hóa tiên tôn. Đặt ở trong tông môn, địa vị tuyệt đối phi phàm. Có chuyện gì? Diệp Thần giọng không có bất kỳ kinh ý. Ngược lại mang một tia lạnh như băng ý. Ông già áo bào đen sờ một cái râu, sang sảng đứng lên, tiểu đạo hữu, không muốn hiểu lầm, chúng ta lần này tới tìm ngươi, không có ác ý. Thực không dám giấu giếm, lần này chúng ta vẫn là tới muốn cầu cạnh ngươi. Diệp Thần tỉnh bơ, tiếp tục nói, ta không thích vòng vo. Ông già áo bào đen có chút lúng túng, ho nhẹ một tiếng, đã như vậy, ta cũng đi thẳng vào vấn đề, ta hy vọng ngươi gia nhập chúng ta tông môn, điều kiện do ngươi xem. Dù là ngươi muốn đan dược cao cấp và vũ khí, chúng ta đều nguyện ý cho ngươi muốn tới. Diệp Thần ngẩn ra, những người này chẳng lẽ là phải đào chân tường. Hắn lắc đầu một cái, các ngươi ý tốt ta tâm lĩnh, nhưng là các ngươi hẳn biết, ta đã gia nhập Huyền Nguyệt Tông. Ông già áo bào đen nhìn một cái bên người mấy người, cười nói, cái này không ngại, ngươi bây giờ không có lên đường đi Huyền Nguyệt Tông, liền đại biểu không có thành định cục. Con đường tu luyện, do ngươi tự lựa chọn, Huyền Nguyệt Tông cũng không thể cưỡng cầu. Còn nữa, Huyền Nguyệt Tông căn bản không thích hợp ngươi, chúng ta mặc dù không bằng Huyền Nguyệt Tông, nhưng là chúng ta sẽ đem hết thảy tài nguyên đống ở trên mình ngươi. Nhưng mà, ngươi như đi Huyền Nguyệt Tông, chỉ có thể là một cái đệ tử bình thường. Còn hy vọng ngươi cân nhắc mấy phần. Nói xong, ông già áo bào đen và hắn đồng bạn ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Diệp Thần, chờ đợi Diệp Thần thay đổi chủ ý. Nhưng mà, Diệp Thần nhưng là hỏi, các ngươi tới từ nơi nào? Ông già áo bào đen trong lòng vui mừng, hiển nhiên cho rằng Diệp Thần đang suy nghĩ, vội vàng nói, tiểu đạo hữu, chúng ta đều là tới từ Tây Vực thế lực lớn, bất quá, chúng ta mấy người cũng không phải là một cái tông môn, nhưng là mấy người chúng ta tông môn sẽ không tiếc bất cứ giá nào giúp ngươi đột phá. Chúng ta hy vọng một ngày kia, ngươi có thể thay biểu Tây Vực đối kháng những địa phương khác. Diệp Thần nghe được Tây Vực cái này hai chữ, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Mình mới vừa diệt Tây Vực như thế nhiều tông môn, kết quả những tông môn này nhưng muốn tới nâng mình. Thật là buồn cười. Sợ rằng Tây Vực tin tức còn không có truyền tới. Diệp Thần không muốn cùng những người này dây dưa, trực tiếp hướng một cái đi về phía Tây Vực liền không suy nghĩ, ta đã chọn lựa Huyền Nguyệt Tông, sẽ không thay đổi. Đoạn tuyệt. Đây là Diệp Thần thái độ. Ông già áo bào đen và mấy người còn lại gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần hình bóng, ngay tức thì sinh ra một đạo sát ý. Nếu như Diệp Thần không thể gia nhập Tây Vực, vậy phải bóp chết. Nếu không, vô cùng hậu hoạn. Diệp Thần, không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, Tây Vực cố nhiên ở linh võ đại lục mấy vực bên trong thế yếu, nhưng cũng không phải ngươi có thể dung chuyển. Một mình ngươi chính là hỗn nguyên cảnh, như thế đối với chúng ta nói chuyện, có thể biết tội chết. Một giây kế tiếp, mấy đạo tiên tôn uy áp đồng loạt hướng Diệp Thần bao phủ đi. Diệp Thần bước chân đột nhiên dừng lại. Sát cơ lạnh như băng bao trùm mở. Sáu con đường đồng loạt xông ra. Thương khung vào giờ khắc này tựa như làm biến sắc. Sau đó, hắn chợt quay đầu, giống như cửu u là huyết nhãn mâu đảo qua mọi người. Làm rõ ràng các ngươi vị trí. Tây Vực, ta Diệp Thần còn không để vào mắt. Nếu như các ngươi nhất định phải chiến, ta Diệp Thần ứng chiến. Bất quá xin khuyên các ngươi, ở trước khi động thủ,
không bằng đi về hỏi hỏi đệ tử của các ngươi và trưởng lão, có biết hay không ta Diệp Thần. Giờ khắc này, Diệp Thần toát ra cực mạnh sát ý. Hoàn toàn vượt qua mọi người tại đây. Sáu con đường, giống như sáu đầu cự long, mắt nhìn xuống thiên địa. Tùy thời muốn động thủ chu diệt. Sát ý này giống như tới từ địa ngục chỗ sâu. Đây là Diệp Thần trên người thế. Vô số lần sống chết bây giờ đôi triệt thế. Đám này sống trong nhung lụa tiên tôn lại tại sao có thể tương đương. Ông già áo bào đen và tất cả mọi người bối rối. Bọn họ căn bản không nghĩ tới một người mới vừa bước vào hỗn nguyên cảnh tiểu tử lại có thể để cho bọn họ làm biết mình vị trí. Đây là tiểu bối đối với vãn bối lời nên nói. Còn nữa, cái này mới từ Côn Lôn hư đi lên tiểu tử, tại sao dường như đi qua Tây Vực vậy? Coi như đi qua Tây Vực thì như thế nào, chẳng lẽ Tây Vực còn để lại chiến tích của hắn? Cùng bọn họ phục hồi tinh thần lại, Diệp Thần đã sớm phất tay áo rời đi. Nên làm cái gì, cái này Diệp Thần chân thực thật ngông cuồng, lại dám như thế đối với chúng ta nói chuyện, xem ra thật có cần phải chu diệt. Một cái ông già mở miệng nói. Một cái khác ông già cũng là sắc mặt tái xanh, tiểu xúc sinh này thật lấy là mình tiềm lực lớn là có thể hô phong hoán vũ. Hắn còn không có tiến vào Huyền Nguyệt Tông, ta đề nghị trước lúc này, đem người này chu diệt. Sau đó, mấy đạo ánh mắt đồng loạt rơi vào ông già áo bào đen trên mình. Dẫu sao cái này ông già áo bào đen thực lực mạnh nhất. Có đầy đủ quyền phát biểu. Ông già áo bào đen thấy mọi người đều nhìn mình, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía một người trong đó, cổ trưởng lão, Tây Vực không phải mới vừa truyền có tin. Trước đây, chúng ta bởi vì phải gặp Diệp Thần, không có kịp thời mở ra. Không như bây giờ mở ra xem, ta luôn cảm giác tiểu tử này tiếng nói có cái gì không đúng. Dẫu sao. Diệp Thần đối mặt bọn họ quá không có sợ hãi. Vậy cổ trưởng lão vỗ ót một cái, vội vàng cầm ra một cái ngọc giản, nhìn ta trí nhớ này, tin tức này truyền tới cấp, ta đều không xem. Một giây kế tiếp, ngọc giản ném đi, trực tiếp trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Ngay sau đó, một nhóm hàng chữ viết và hình vẽ hiển lộ. Khi thấy hàng thứ nhất, mọi người sắc mặt thay đổi. Bởi vì Tây Vực lại đại loạn. Thậm chí vô số tông môn bị diệt, dù là Độc Cô gia tộc vậy hoàn toàn biến mất. Đây không thể nghi ngờ là bị thương nặng à. Rốt cuộc phát sinh cái gì? Tại sao sẽ như vậy? Mọi người không dằn nổi nhìn xuống tới. Nhưng là càng đi xuống xem, bọn họ sắc mặt càng phát ra khủng bố. Bởi vì, bọn họ thấy được hai cái căn bản không có thể xuất hiện chữ Diệp Thần. Càng là mấu chốt là, trên đó viết, toàn bộ Tây Vực rối loạn. Toàn bởi vì là một cái người. Huyết đồ thần vương Diệp Thần. Mọi người thân thể lạnh như băng, không tin là cùng một người. Nhưng mà, khi bọn hắn thấy trong hình kiên nghị thanh niên. Một cổ cảm giác vô lực và lạnh như băng cảm tập kích toàn thân. T. Ông già áo bào đen thậm chí còn mọi người cũng không nhịn được nữa, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bởi vì cái này Diệp Thần không chỉ bị diệt Tây Vực phần lớn thế lực. Lại là chém giết một vị tiên tôn. Thần vương cảnh là có thể chém chết tiên tôn. Cái này mẹ hắn rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt. Diệp Thần tự nhiên không quan tâm cái này mấy người, đối với hắn mà nói, chẳng qua là một khúc nhạc đệm mà thôi. Ngày thứ hai, từ biệt Ngô Uy sau này, Diệp Thần mang Ngô Hạnh Nhi, đi tới duyệt tới quán rượu, Tử Ngưng đã ở dưới lầu chờ, bên người còn đứng một người thanh niên, chính là Long Huyền. Diệp Thần đi tới lúc, khi thấy Tử Ngưng đang cùng Long Huyền nói chuyện, Long Huyền mặc dù thần hồn không có Diệp Thần như vậy ngưng luyện mạnh mẽ, bất quá hiển nhiên cũng không phải phổ thông võ giả có thể so, giờ phút này hắn sắc mặt đỏ bừng khá làm khó kham, nhưng còn chưa đến nỗi thất thố, chỉ là cúi đầu, từ đầu đến cuối không dám xem Tử Ngưng một mắt. Tử Ngưng gặp Diệp Thần hai người tới, rốt cuộc bỏ qua Long Huyền, lúc này vung tay lên, dâng trào linh lực xông ra, đem Diệp Thần các người nâng lên. Hướng một cái hướng khác đi. Cùng thời khắc đó, Diệp Thần phát hiện, rời đi Đăng Thiên Thành, túi thần bí thạch đầu và luân hồi huyền bia liên lạc, căn bản không có giảm nhanh. Nói cách khác, Vĩnh Hằng Thánh Vương ám thị một quả luân hồi huyền bia tung tích, hắn một mực tìm lộn phương hướng. Luân hồi huyền bia đúng là Đăng Thiên Thành. Nói chính xác, luân hồi huyền bia ở Đăng Thiên Thành Tử Ngưng trên mình. Diệp Thần hô hấp dồn dập,
hắn không biết nên mở miệng như thế nào. Nếu là bị Tử Ngưng biết mình gia nhập Huyền Nguyệt Tông mục đích là luân hồi huyền bia, sợ rằng phải tức giận. Mấu chốt vậy chìa khóa lại là ý gì? Chẳng lẽ Tử Ngưng trên người có một nơi bảo vật, cần chìa khóa mới có thể mở? Nói cách khác Tử Ngưng căn bản không biết là vật gì luân hồi huyền bia. Vô số nghi ngờ quấn quanh ở Diệp Thần trong lòng. Tử Ngưng tựa hồ phát hiện Diệp Thần ở xem mình, ánh mắt tiến lên đón, khá là phủ mị. Bốn mắt nhìn nhau, Diệp Thần vội vàng nói sang chuyện khác, hỏi, sư tỷ, chúng ta phải bao lâu mới đến Huyền Nguyệt Tông đâu? Tử Ngưng cười nói, trong lòng ngươi nghĩ chỉ sợ không phải cái vấn đề này đi. Sẽ hay không ngươi ở muốn như thế nào cầm ta đè ở dưới người? Diệp Thần hoàn toàn phục, quay đầu, cũng sẽ không câu hỏi. Yêu tinh này, có thể hay không có cái tránh hình? Một ngày sau, phi thuyền dừng lại, Tử Ngưng thanh âm vang lên, Lam Hy Thành đến, chúng ta đi xuống đi. Mọi người đáp xuống Lam Hy Thành bên ngoài, Tử Ngưng khổng lồ thần niệm ngay tức thì quét khắp thành, đột nhiên khẽ di một tiếng nói, trong thành lại có ta một người bạn thân ở đây, một lát vào thành, ta phải đi gặp nàng, các ngươi mấy người ở trong thành không nên gây chuyện. Vừa nói nàng nhìn một cái Diệp Thần, đặc biệt là ngươi, Diệp Thần. Tử Ngưng là Huyền Nguyệt Tông Thái Thượng trưởng lão đệ tử thân truyền, thân phận cực cao, mấy người vào thành thông báo lúc vừa không có che giấu thân phận, cho nên mới vừa vào cái này Lam Hy Thành, thì có một cái quần áo sang trọng hoa lệ, thân hình cao lớn trung niên mặt đen người ra nghênh tiếp nói. Tại hạ Lam Hy Thành chủ Phương Thiên, cung nghênh Huyền Nguyệt Tông tiền bối giá lâm bỉ thành. Tử Ngưng thần sắc nhàn nhạt gật đầu nói, cái này mấy người tuổi trẻ là ta Huyền Nguyệt Tông môn nhân, ta bây giờ có chút việc đi làm, thay bọn họ an bài khách sạn đi. Lam Hy Thành chủ Phương Thiên cung kính nói, mấy vị này Huyền Nguyệt Tông cao đồ, không bằng liền ở tạm ta phủ thành chủ như thế nào. Diệp Thần các người hai mắt nhìn nhau một cái, cũng có chút kinh ngạc, cái này Lam Hy Thành chủ khí tức cường đại xa không thăng thiên các chủ có thể so với. Nhất cử nhất động bên trong đều mang một tia kỳ diệu vận luật, hẳn là chạm tới đại đạo phép tắc tạo hóa cảnh võ giả. Nhưng mà, cho dù lấy Lam Hy Thành chủ mạnh mẽ, đối với mọi người thái độ vẫn cung kính như thế. Tử Ngưng còn dễ nói, Tử Ngưng bản thân chính là cảnh giới khủng bố, cung kính là phải, nhưng mà Lam Hy Thành chủ đối đãi Diệp Thần các người, nhưng cũng là như vậy thái độ, Huyền Nguyệt Tông mạnh mẽ, có thể tưởng tượng được. Tử Ngưng cười mỉa nhìn về phía Phương Thiên, giọng bình thản nói, khách sạn liền tốt. Nàng không muốn cùng như vậy thành nhỏ thành chủ có cái gì dính dấp, mà bất luận là Diệp Thần vẫn là Long Huyền, cũng sẽ trở thành là Huyền Nguyệt Tông đệ tử nòng cốt. Đặc biệt là Diệp Thần, Tử Ngưng giống vậy không hy vọng hắn và việc này vậy không biết bao lâu thanh niên Phương Thiên có quá nhiều đồng thời xuất hiện. Mặc dù nàng tự tin Phương Thiên không dám đối với Diệp Thần các người làm gì, có thể những ông già này tâm cơ thâm trầm, rất dễ dàng là có thể trong lúc vô tình dẫn dụ Diệp Thần, Long Huyền như vậy người tuổi trẻ. Lam Hy Thành chủ tự nhiên không dám có bất kỳ dị nghị, gật đầu nói phải. Tử Ngưng đối với Diệp Thần đám người nói, còn chưa tới Huyền Nguyệt Tông, các ngươi nghỉ ngơi trước một lát, lên đường trước ta sẽ trở về tìm các ngươi, cái này thời gian có chuyện gì có thể tìm Lam Hy Thành chủ vì các người giải quyết, nếu như gặp phải hắn không cách nào giải quyết chuyện, dùng khối ngọc này phù liên lạc ta. Nàng ngọc giơ tay lên một cái, hai khối ngọc phù phân đừng rơi vào Long Huyền và Diệp Thần trong tay, tiếp theo thân hình chớp mắt, lại trực tiếp biến mất không gặp. Bất quá Tử Ngưng người mặc dù cách mở, nhưng nàng thần niệm mơ hồ phong tỏa Diệp Thần mấy người, nếu như Diệp Thần các người đã xảy ra chuyện gì, nàng cũng có thể thời gian đầu tiên biết. Phương Thiên đối với Diệp Thần cùng người cười nói, mấy vị, mời theo ta tới. Vừa nói liền dẫn Diệp Thần mấy người đi trong thành đi tới. Đồng thời cũng cho Diệp Thần các người liên lạc dùng ngọc phù, đến một nhà sửa sang sang trọng hoa lệ, khí tương trang nghiêm trước khách sạn, Phương Thiên dừng bước nói. Mấy vị, nơi này còn hài lòng, đây là chúng ta Lam Hy Thành bên trong tốt nhất khách sạn. Diệp Thần mấy người gật đầu một cái, nơi này quả thật không tệ. Phương Thông, tới đây gặp qua mấy vị Huyền Nguyệt Tông cao đồ, Phương Thiên đột nhiên nói. Hắn sau lưng đi tới một người tuổi trẻ. 27-28 tuổi, hỗn nguyên cảnh tầng 5 thiên tu vi, hơi thở trầm ngưng, hiển nhiên là chân đạp mặt đất tu luyện mà đến cảnh giới. Phương Thông, gặp qua mấy vị Huyền Nguyệt Tông đạo hữu. Phương Thông tướng mạo anh tuấn,
lúc này lộ ra ôn hòa nụ cười, để cho người có một loại như mộc xuân phong cảm giác, mấy người đối với hắn ấn tượng ngược lại không tệ, từng cái cùng hắn làm lễ. Phương Thiên lại cười nói, lão phu còn có một chút công vụ phải xử lý, cái này mấy ngày, liền do Khuyển Tử đi theo, có cần gì đều có thể hướng hắn nói lên, các ngươi đều là người tuổi trẻ, sống chung chắc càng tự tại một ít. Hiển nhiên, hắn là muốn cho mình nhi tử nhân cơ hội và Diệp Thần mấy người leo lên quan hệ, bất quá Diệp Thần các người ngược lại không quan tâm những thứ này, tùy ý hơi gật đầu một cái, ngay tại Phương Thông dưới sự hướng dẫn đi vào nhà này tên là Bảo Xanh khách sạn. Phương Thông mang mấy người trực tiếp tìm đến khách sạn một người người quản lý, là một giữ lại để dâu dê, chỉ cao khí ngang người trung niên, tên kia người trung niên vừa thấy được Phương Thông, liền mặt hiện vẻ lấy lòng chào đón nói. Phương công tử, người tới, mấy vị này là Phương công tử bằng hữu sao? Phương Thông vẻ mặt ôn hòa và Diệp Thần mấy người nói, vị này là khách sạn quản lý, Ngô lão. Tiếp theo chuyển hướng Ngô lão nói, Ngô lão, mấy vị này là ta bạn tốt vô cùng, cầm Bảo Xanh vậy mấy gian lên cùng phòng chữ thiên gian, an bài cho ta mấy anh bạn. Ngô lão nghe vậy nhưng hơi biến sắc mặt, trong lòng kêu khổ, trên mặt vẫn còn là một bộ vẻ lấy lòng nói cái đó. Phương công tử, cái này sợ rằng có chút khó làm, thượng đẳng nhất vậy mấy gian phòng chữ thiên gian, đã bị người giữ quyết định. Ngươi có ý gì? Phương Thông sắc mặt run lên, hắn vốn là muốn ở Diệp Thần trước mặt biểu hiện một chút, nhưng lại là loại kết quả này, trong lòng đã có tức giận. Các ngươi phòng chữ thiên lúc nào có thể đặt trước? Bọn họ người còn chưa tới, bạn của ta tới trước, nhường cho bạn của ta thì như thế nào? Diệp Thần các người nhưng mà Huyền Nguyệt Tông đệ tử, mà hắn bất quá là tiểu thành thành chủ chi mà đã, cho nên đối với Diệp Thần các người, hắn nhất định phải hết sức đi kết giao. Dù là đối phương bây giờ cảnh giới tu vi không bằng mình, hắn vậy không có chút nào ỷ mình chỗ, nhưng là bây giờ lại liền khách sạn phòng chữ thiên gian cũng không cầm được. Vậy chẳng phải là muốn bị Diệp Thần các người thấp hơn liếc mắt nhìn. Phương Thông nhìn trộm nhìn Diệp Thần mấy người một mắt, gặp đối phương không có lộ ra bất kỳ vẻ bất mãn, mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Diệp Thần nhưng lạnh nhạt nói, gian phòng mà thôi, sao cũng được. Lời nói này nghe vào Phương Thông trong tai, nhưng thành khác một phen ý nghĩa, tựa như Diệp Thần nói, ngươi liền mấy gian phòng gian cũng cầm không tới, không để cho chúng ta kết giao cần thiết. Hắn vội vàng thay một bộ mặt mày vui vẻ đối với Diệp Thần nói, Diệp huynh, xin yên tâm, cái này gian khách sạn ta còn chưa nghe nói qua phòng chữ thiên tiếp nhận đặt trước, chắc là Ngô lão nghĩ sai rồi cái gì, ta và hắn đi điều tra một chút, chờ chốc lát. Vừa nói, liền trầm mặt kéo Ngô lão phải đi gặp khách sạn lão bản. Diệp Thần và Long Huyền hai mắt nhìn nhau một cái, cũng khá là không biết làm sao, thật ra thì bọn họ thật không quan tâm ở cái gì cấp bậc gian phòng. Có thể Phương Thông mới vừa đi không lâu, trong khách sạn liền truyền tới một tiếng vang thật lớn, thiên địa linh khí kích động. Hình như là Phương Thông xảy ra chuyện, Long Huyền cau mày nói, chúng ta lại xem. Đi, Diệp Thần gật đầu. Phương Thông dẫu sao là cùng bọn họ một đường tới, hơn nữa đối với mình mấy người tôn kính lễ độ, như hắn đã xảy ra chuyện gì, mình các người bỏ mặc không hỏi cũng có chút không nói lại đi. Mấy người đi thanh âm truyền tới đi về phía, rất nhanh liền thấy Phương Thông nửa quỳ xuống, trong con ngươi lấy làm kinh ngạc vẻ, mà ở trước người hắn, đứng người thanh niên, đang mặt đầy khinh thường nhìn trên đất Phương Thông. Chỉ bằng ngươi phế vật như vậy, cũng xứng và chúng ta cướp gian phòng. Thanh niên cười lạnh nói, ánh mắt hướng Diệp Thần mấy người nhìn, à. Phế vật, cái này mấy người là cùng ngươi một phe. Phương Thông nghiêng đầu hướng Diệp Thần mấy người nhìn, hơi biến sắc, để cho Diệp Thần bọn họ thấy mình chật vật như vậy dáng vẻ, mình ở bọn họ trong lòng ấn tượng khẳng định sẽ thành kém. Diệp huynh, ta nhất thời khinh thường. Khinh thường, thanh niên liều lĩnh cười lên, ngươi loại phế vật này, ta nhúc nhích một chút ngón tay là có thể cầm ngươi nghiền chết, còn nhất thời khinh thường, đừng khôi hài. Diệp Thần các người khẽ cau mày, thanh niên này vậy quá kiêu ngạo, ở mình mấy trước mặt người như thế làm nhục Phương Thông, bọn họ đều có chút không nhìn nổi. Thanh niên khinh miệt liếc Diệp Thần các người nói, và phế vật phối hợp ở chung với nhau, đơn giản cũng là một ít phế vật thôi, làm sao? Như vậy nhìn ta làm gì? Khó chịu, ngươi xác định có cái này tư cách. Diệp Thần và Long Huyền ánh mắt đều là run lên, Long Huyền hỏi, Diệp huynh, ngươi ra tay vẫn là ta ra tay.
Diệp Thần lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười, loại hóa sắc này, ta sợ không cẩn thận cầm hắn đánh chết, vẫn là giao cho Long huynh đi. Tự tìm cái chết, thanh niên nộ khí đằng đằng nhìn chằm chằm Diệp Thần, hắn không nghĩ tới cái này tu vi chỉ có hỗn nguyên cảnh tầng trời một phế vật lại dám đối với mình miệng ra cuồng ngôn. Người cái này con kiến hôi, tin tưởng ta, lập tức, người sẽ là người đã nói hối hận. Trong lúc nói chuyện, thân hình hắn động một cái, ngay tức thì bộc phát ra khí tức cực kỳ kinh khủng, liền hướng Diệp Thần phóng tới, tốc độ cực nhanh, Phương Thông lại liền thân hình của đối phương cũng bắt không tới. Mà Diệp Thần, nhưng tựa như không thấy thanh niên kia vậy, thần sắc không có một chút biến hóa, thanh niên lộ ra một nụ cười dữ tợn, trong lòng cười lạnh nói. Quả nhiên là một rác rưởi, đến bây giờ còn chưa kịp phản ứng, có lẽ chờ ta đánh nát hắn miệng lúc, hắn cũng không biết phát sinh cái gì. Nhưng là, tiếp theo một cái chớp mắt, thanh niên nụ cười, nhưng đọng lại. Bởi vì có chỉ một quả đấm, cực nhanh quả đấm, ở hắn trước mắt phóng đại, quả đấm này là từ đâu tới? Tại sao mình không có nhận ra được? Nhưng là lúc này, hắn đã không kịp muốn như vậy nhiều, vội vàng gian giơ quyền hướng vậy chỉ quả đấm nghênh đón. Hắn không có ngăn cản hoặc là né tránh, bởi vì hắn tự tin, cho dù là vội vàng gian đánh trả, mình một quyền này, cũng sẽ không thua. Hắn chính là như thế kiêu ngạo. Bành! Một tiếng rên, tiếp theo, thanh niên bóng người liền té bay ra, tốc độ lại thật giống như so hắn xông về Diệp Thần lúc nhanh hơn. Thanh niên thân thể hung hãn đụng vào khách sạn vách tường cấm chế lên, toàn bộ khách sạn đều chấn động một cái. Hắn nhìn một cái mình tay phải, máu tươi đầm đìa, xương tay lên phân bố vết nứt, mình lại bị đối phương một quyền đánh bại. Thanh niên ngẩng đầu lên, không tưởng tượng nổi nhìn phía trước, đang chậm rãi thu hồi quả đấm Long Huyền. Long Huyền trong mắt có kiêu ngạo, càng nhiều hơn, đúng là vẻ khinh miệt, đối mặt thanh niên ánh mắt, hắn khóe miệng nâng lên một cái cười nhạt. Diệp huynh nói không sai, loại phế vật này, đúng là không đáng giá được Diệp huynh ra tay, nếu là không cẩn thận giết hắn, há chẳng phải là dơ bẩn tay mình. Ngươi nói gì sao? Thanh niên kia từ trong khiếp sợ tỉnh hồn lại, hắn miễn cưỡng đứng dậy, gắt gao nhìn chằm chằm Long Huyền, trong không khí tràn ngập sát ý lạnh như băng, hắn rất kiêu ngạo, cho dù không phải Long Huyền đối thủ cũng không muốn bị làm nhục, muốn cùng đối phương liều mạng chém giết. Nửa quỳ xuống Phương Thông cũng xem ngu, người thanh niên kia thực lực vượt xa mình. Mới vừa rồi hắn và Ngô lão vốn là phải đi tìm ông chủ khách sạn, nửa đường đụng phải thanh niên này, thanh niên nghe được hắn cùng Ngô lão đối thoại, trực tiếp mở miệng khiêu khích, Phương Thông thân là Lam Hy thành thành chủ chi tử, trong ngày thường lúc nào bị người khiêu khích qua. Hơn nữa thanh niên này nhìn qua trẻ tuổi, Phương Thông ở Lam Hy thành bên trong vậy coi là cái thiên tài, căn bản không cho rằng đối phương mạnh bao nhiêu, trực tiếp ra tay. Có thể kết quả thật to ra Phương Thông ý liệu, thanh niên kia lại tiện tay nhất kích liền đem mình đánh bại, đang so mình trẻ tuổi võ giả, thậm chí trong bạn cùng lứa tuổi, thực lực mạnh, đều là hắn đời người ước chừng gặp. Vốn là, hắn lấy là Long Huyền và Diệp Thần, đối mặt thanh niên này khẳng định phải bị thua thiệt. Nhưng mà, xuất hiện ở hắn trước mắt, nhưng là thanh niên này bị Long Huyền nhất kích trong nháy mắt giết. Nhìn như so thanh niên này đánh bại mình hơn nữa ung dung, cái này Long Huyền nên có kinh khủng dường nào. Huyền Nguyệt Tông nên có kinh khủng dường nào. Hơn nữa, Phương Thông mặc dù là một cậu ấm, nhưng hắn không phải người ngu, hắn nhìn ra được, Diệp Thần cảnh giới mặc dù so Long Huyền thấp hơn, nhưng mà xem Long Huyền nói với hắn lời ý nghĩa, mơ hồ để lộ ra Diệp Thần thực lực càng ở Long Huyền trên. Diệp Thần mới hỗn nguyên cảnh nhất tầng thiên à. Long Huyền ở Phương Thông xem ra đều là ma thần vậy tồn tại, như vậy, Diệp Thần, vậy là cái gì yêu nghiệt? Đây là... Long Huyền mặt không thay đổi nhìn cái đó nhìn mình lom lom thanh niên, lạnh lùng nói. Ngươi nếu miệng ra cuồng ngôn, liền phải làm cho tốt bị người dẫm ở dưới chân chuẩn bị, làm sao? Hổn hển. Chỉ cho phép ngươi giễu cợt người khác, không cho phép người khác giễu cợt ngươi. Thực lực đủ, ầm ĩ tấm, thực lực không đủ, vậy kêu là bị coi thường. Biết chưa? Ngươi có biết ta là thân phận gì? Thanh niên điên cuồng gầm thét, ngươi im miệng cho ta. Thân hình hắn cử động nữa, khí thế bỗng nhiên leo lên, lại không để ý thương thế lại phải ra tay, hơn nữa, hắn lực lượng lại mạnh hơn. Thấy một màn này, Phương Thông con người rung động. Thanh niên một kích này vô cùng là khủng bố,
chỉ là uy thế sẽ để cho hắn cả người phát run, tựa như kinh thiên tai khó khăn hạ xuống. Nhưng mà Long Huyền vẫn còn là lẳng lặng đứng tại chỗ, thản nhiên như thường, như núi bất động, chỉ là trong mắt vẻ khinh miệt càng đậm. Phương Thông khẩn trương, muốn gọi Long Huyền nhanh chóng né tránh, không muốn khinh thường, một kích này không thể cứng rắn đụng, nhưng là lại căn bản không kịp mở miệng, thanh niên bóng người liền xuất hiện ở Long Huyền trước mặt, mắt xem liền muốn ra tay. Đủ rồi, nhưng vào lúc này, một tiếng sét vậy hét lớn ở trong tai mọi người nổ vang. Long Huyền và Diệp Thần còn không có như thế nào, trên đất Phương Thông nghe được cái này tiếng hét lớn, đột nhiên kêu thảm một tiếng, trong đầu đau nhức, ôm đầu trên đất lăn lộn. Long Huyền trước người thanh niên cũng là sắc mặt một trắng, hơi thở loạn lên, dừng lại động tác. Diệp Thần hơi cau mày, nhìn lướt qua sau lưng sắc mặt tái nhợt Ngô Hạnh Nhi, gặp nàng không có bị thương mới quay đầu hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn. Đối phương tiếng kia hét lớn, lại mang theo thần niệm công kích, hơn nữa khá là ác liệt, nếu không phải hắn kịp thời thả ra thần niệm là Ngô Hạnh Nhi đỡ được công kích, Ngô Hạnh Nhi bây giờ có thể ví dụ thông còn thống khổ hơn. Cái này người đến, không đơn giản. Chỉ gặp đường đi cuối đi tới mấy tên trai gái, và hai cái thần sắc cung khiêm người trung niên, trong đó một người chính là Ngô Lão. Lúc này Ngô Lão và tên kia người trung niên thấy được Phương Thông trên đất ôm đầu rên rỉ, không khỏi sắc mặt đại biến, Phương Thông là thành chủ nhi tử, ở bọn họ khách sạn xảy ra chuyện, bọn họ có thể đảm đương không nổi à. Ngô Lão vội vàng đi cầm Phương Thông đỡ dậy, mang hắn đi xuống chữa trị. Một người khác người trung niên thì hướng về phía Diệp Thần các người cười xòa nói, mấy vị tiểu hữu, ta là cái này gian chủ nhân của khách sạn, tên là Tiền Tiền của nhiều, không biết mấy vị xưng hô như thế nào. Nhưng mà phủ thành chủ quý khách, và Chu tiểu hữu có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Âm ỉ thế nào thành như vậy? Diệp Thần các người cũng không có để ý sẽ ông chủ này, chỉ là ánh mắt quét qua vậy mấy tên trai gái. Tới là ba nam một nữ. Nhỏ nhất một người nhìn như 20 tuổi trên dưới, lớn nhất xem ra cũng sẽ không đến 30 tuổi. Diệp Thần nhìn cái này mấy người, không khỏi ánh mắt đông lại một cái, bởi vì, những người này hơi thở, đều rất mạnh. Tu vi đều đang ở hợp đạo cảnh trên. Cầm đầu tên kia 30 tuổi nam tử lại là đạt tới nửa bước tạo hóa cảnh. Hơn nữa hơi thở vô cùng là hùng hậu, cho dù Diệp Thần đối mặt hắn vậy trong lòng kiềm chế. Sợ rằng thực lực chân thật so cảnh giới mạnh hơn. Tiền Tiền của nhiều gặp Diệp Thần các người không phản ứng mình, vậy không dám nói gì, dẫu sao xem Phương Thông đối với bọn họ thái độ, cũng biết Diệp Thần mấy người mình tuyệt đối không chọc nổi. Còn như mấy cái này mới tới trai gái, hơn nữa không chọc nổi. Lúc này đành phải lúng túng cười cười, con người loạn chuyển, cấp được đầu đầy mồ hôi. Tên kia cầm đầu thanh niên cùng Diệp Thần và Long Huyền đối mặt chốc lát. Chậm rãi mở miệng nói, Chu Xây, trở về, đừng nữa mất mặt xấu hổ, ngươi không phải bọn họ đối thủ. Thanh niên nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ không cam lòng, còn là cúi đầu, không nói một lời đi thanh niên bên kia đi quá khứ. Long Huyền thấy vậy ánh mắt chớp động một chút, cái này mới vừa rồi còn muốn cùng mình liều mạng, kiêu ngạo vô cùng thanh niên, lại liền bị cái này người thanh niên một câu nói cho gọi đi về. Tên thanh niên kia người mặc thanh bào, tuy là nam tử, mặt mũi nhìn nhưng có chút nhu mỹ, nhưng mà, cái này nhu mỹ nam tử khí tức trên người lại vô cùng uy nghiêm tôn quý, hiển nhiên xuất thân bất phàm, ở lâu lên chức. Nam kia tử mặt không thay đổi đối với Diệp Thần mấy người nói, đắc tội. Hiển nhiên coi như là nói xin lỗi. Nhưng mà, nhu mỹ nam tử bên cạnh mấy người đều là hơi lộ vẻ xúc động, hắn lại đối với Diệp Thần bọn họ nói đắc tội. Là mình lỗ tai xảy ra vấn đề sao? Lấy cái này mềm mỹ nam tử thân phận và kiêu ngạo, làm sao sẽ cùng Diệp Thần bọn họ nói xin lỗi đâu. Huống chi Diệp Thần và Long Huyền nhìn qua vậy không mạnh bao nhiêu à, nhu mỹ nam tử có bao kinh khủng bọn họ là tràn đầy nhận thức. Nếu không cho dù mềm mỹ nam tử thân phận cao hơn nữa quý, cũng sẽ không lấy hắn vi tôn, dẫu sao những người này mỗi một đều là vô cùng kiêu ngạo thiên tài chân chính. Bọn họ chỉ thừa nhận có lực lượng tuyệt đối cường giả, thân phận gì, đều là giả. Coi như mình không chọc nổi, vậy không nhất định nguyện ý nịnh nọt đi lấy lòng quyền quý. Nhưng mà, cái này nhu mỹ nam tử, lại đối với cái này mấy đứa nhỏ nói xin lỗi. Chẳng lẽ bọn họ là đáng tôn trọng cường giả sao? Mấy người đều có chút hoài nghi, có thể bọn họ nhưng không có nói gì,
Nhu Mỹ nam tử làm việc từ trước đến giờ là không cho người khác chất vấn. Nam tử nói xong, xoay người muốn mang mấy người rời đi, ông chủ Tiền thấy vậy cũng là thở phào nhẹ nhõm, có thể như vậy hòa bình giải quyết, không thể tốt hơn nữa. Đang lúc mọi người cũng lấy là chuyện này đến đây chấm dứt lúc, một cái thanh âm đạm mạc, đột nhiên ở hành lang bên trong vang lên. Các hạ bị thương bạn ta, tùy tiện một câu đắc tội, liền đi qua sao? Lần này, là Diệp Thần thanh âm. Nhu Mỹ nam tử bên cạnh mấy tên trai gái nghe vậy, chợt quay đầu, vô cùng khiếp sợ nhìn Diệp Thần. Người này là không phải là không biết chữ chết viết như thế nào à? Nhu Mỹ nam tử khó khăn được một lần nói xin lỗi, đã là Diệp Thần các người vô cùng quang vinh và may mắn, cái này không qua mới vừa bước vào hỗn nguyên cảnh giác dưới thanh niên, lại vẫn muốn truy cứu tiếp. Mà ông chủ Tiền, cũng là lập tức hoảng hồn, điên cuồng hướng về phía Diệp Thần nháy mắt ra dấu, tỏ ý cái này mấy người không chọc nổi. Nhưng mà Diệp Thần nhưng tựa như không nhìn thấy vậy. Hắn mặc dù ngoài miệng nói bị thương bạn mình, hình như là Phương Thông bất bình dùm. Trên thực tế, Diệp Thần chi sở dĩ như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì sau lưng Ngô Hạnh Nhi. Mặc dù hắn mới vừa rồi thả ra thần niệm ngăn cản mềm mỹ nam tử nhất kích, nhưng là đối phương thần niệm lực quả thật có chút bá đạo, lại vẫn là có một tia lực lượng thẩm thấu hắn phòng ngự. Cái này một tia lực lượng đối với Diệp Thần mà nói căn bản không coi vào đâu, nhưng mà đối với Ngô Hạnh Nhi nhưng không giống nhau. Ngô Hạnh Nhi hiện ở hô hấp dồn dập, sắc mặt thương trắng. Trên gương mặt tươi cười mơ hồ hiện lên một tia vẻ thống khổ. Chỉ là một tia thần niệm lực, sẽ để cho nàng cảm thấy vô cùng là khó chịu, trong đầu mơ hồ cảm giác đau đớn, tựa như phát 40-50 độ sốt cao như nhau, cũng may cũng không có đả thương được thần hồn. Diệp Thần thấy Ngô Hạnh Nhi như vậy, trong lòng tức giận dâng trào, hắn đáp ứng Ngô Uy bảo vệ tốt Ngô Hạnh Nhi, ở Đăng Thiên Thành lại là thiếu nợ Ngô gia. Làm sao có thể dễ dàng tha thứ Ngô Hạnh Nhi như vậy bị thương? Hắn nhất định phải một cái công đạo, mà không chỉ là đắc tội hai chữ. Vậy Nhu Mỹ nam tử mạnh hơn nữa thì như thế nào? Bối cảnh nghịch thiên thì như thế nào? Tổn thương người, liền phải trả giá thật lớn. Vậy Nhu Mỹ nam tử nghe vậy dừng chân một cái, lại không có xoay người, mà là nhỏ hơi nghiêng đầu, nhiều hứng thú nhìn về phía Diệp Thần nói, vậy ngươi, muốn thế nào? Diệp Thần bước chân đạp một cái, ta hy vọng ngươi thật nghiêm túc nói xin lỗi, sau đó lưu lại một ít đối với bạn ta bồi thường. Nhu Mỹ nam tử ngẩn ra, chợt khóe miệng nụ cười khinh thường, bạn ngươi là thứ gì, đáng ta nghiêm túc nói áy náy. Ta một câu đắc tội, đã coi là hết tình hết nghĩa. Thằng nhóc, làm bất cứ chuyện gì không nên quá qua, nếu không, mạng mình làm sao thất lạc cũng không biết. Uy hiếp, lạnh như băng uy hiếp. Diệp Thần nhìn một cái Ngô Hạnh Nhi gương mặt tái nhợt, còn người đông lại một cái, nói thẳng, ta xem các hạ ra tay ác liệt, đối với các hạ tu hành có chút hứng thú, người ta so tài một phen như thế nào. Ha 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 ha, lại có như vậy thứ không biết chết sống. Giờ khắc này, Nhu Mỹ nam tử bên cạnh mấy người cũng phá lên cười, so tài. Lại muốn so tài, cái này hỗn nguyên cảnh tiểu tử là tu luyện cầm đầu óc luyện hư sao? Muốn cùng Nhu Mỹ nam tử so tài, hắn cũng xứng. Trong đó một người trẻ tuổi nam tử lại là sắc mặt khinh thường trực tiếp giễu cợt nói, thằng nhóc, các ngươi đánh bại Chu Xây cái đó gã yếu liền lấy là vô địch thiên hạ. Chu Xây bất quá là trong chúng ta yếu nhất một người, mà Tư Không huynh thực lực không phải ngươi có thể tưởng tượng, muốn cùng hắn so tài. Ngươi xứng sao? Nhu Mỹ nam tử chậm rãi xoay người, vẫn là lạnh như băng nói, ta kêu Tư Không Phi Tinh. Vị này là ta sư đệ, Vu Thiếu Nguyên thay ta cùng ngươi so tài một chàng, ngươi ý như thế nào? Ta Tư Không Phi Tinh có cái nguyên tắc, đó chính là chưa bao giờ và rác dưới so tài. Lời này vừa nói ra, toàn bộ không gian tựa như động lại. Sát ý lạnh như băng tựa như đang không ngừng lên men. Hắn giọng mặc dù lạnh như băng, nhưng khi nhìn Diệp Thần, trong con ngươi nhưng mang một tia nghiền ngẫm thần sắc. Tựa hồ có chút hiếu kỳ Diệp Thần sẽ trả lời như thế nào. Chỉ gặp Diệp Thần quét Vu Thiếu Nguyên một mắt, hợp đạo cảnh, là trong mấy người đứng sau Tư Không Phi Tinh cường giả. Lúc này Vu Thiếu Nguyên cũng là mặt đầy ngạo mạn liếc Diệp Thần, nói ai, và loại phế vật này động thủ, thật là lãng phí thời gian. Hắn cảm giác, mình đối với Diệp Thần, là đối với mình làm nhục, bất quá nếu Tư Không Phi Tinh lên tiếng,
hắn cũng không dám phản bác. Diệp Thần thu hồi ánh mắt quang, lắc đầu một cái, vô cùng bình thản nói, xin lỗi, ta cũng có nguyên tắc, không cùng rác dưới so tài. Hơn nữa, hắn, liền rác dưới cũng không đủ cách. Hồi kính, Diệp Thần thái độ, giọng không có một tia chập chờn, tựa như cái này như vậy trẻ tuổi liền có hợp đạo cảnh khủng bố tu vi yêu nghiệt, và trên đất con kiến hôi vậy, cũng không thể để cho hắn hơn liếc mắt nhìn. Giờ khắc này, đám người kia cũng bối rối. Căn bản không từng nghĩ qua, lại có người so tư không phi tinh còn muốn cuồng ngông. Phu thiếu nguyên ngay tức thì đờ đẫn, thằng nhóc kia nói gì? Không đủ tư cách, hắn phu thiếu nguyên không đủ tư cách. Trong thiên hạ, ai dám tự nhủ không đủ tư cách? Liền liền tư không phi tinh như vậy đủ để ngang dọc vạn cổ nhân vật, đối với phu thiếu nguyên thực lực cũng có ít nhiều khẳng định. Cái này không qua mới vừa bước vào hỗn nguyên cảnh tầng dưới chót đống cặn bã, lại nói mình không đủ tư cách và hắn động thủ. Phu thiếu nguyên tu đạo đến nay, đồng bối bên trong, trừ tư không phi tinh ai cũng không phục qua. Thậm chí ở tư không phi tinh trước mặt, hắn đều gìn giữ cái này nhất định kiêu ngạo, cho tới bây giờ không có ai xem Diệp Thần tự nhủ như vậy nói qua, bởi vì, xem hắn loại thiên tài này, là không thể tùy tiện làm nhục. Nếu không, rất dễ dàng chết. Thật ra thì, phù thiếu nguyên quả thật có vốn để kiêu ngạo. Hắn trẻ tuổi. Hắn căn cốt bất quá tới tuổi 20, liền bước vào hợp đạo cảnh. Thậm chí tốc độ tu luyện càng lúc càng nhanh. Ở gia tộc bên trong, đều là vô số người kỳ vọng. Chúng tinh ủi tháng tồn tại. Nhưng mà, có cái hỗn nguyên cảnh rác dưới lại như vậy làm nhục. Phù thiếu nguyên tựa như một con muốn cắn người khác mãnh thú vậy thở hổn hển. Hơi thở gắt gao phong tỏa Diệp Thần, hắn giận đến cơ hồ muốn đánh mất lý trí. Hắn sở dĩ còn không có ra tay, là bởi vì là hắn ở áp chế mình xung động. Tư không phi tinh còn không nói gì, hắn không thể tùy tiện động thủ, nếu không là đối với tư không phi tinh bất kính. Ha ha, tư không phi tinh đột nhiên cười, nhàn nhạt cười, Diệp Thần rất cuồng, cuồng đến để cho hắn cũng sinh ra một chút hứng thú. Hắn muốn biết Diệp Thần cuồng là ngu xuẩn hay là thật có thực lực. Đã lâu không có ai để cho hắn sinh ra qua hứng thú, loại cảm giác này, không tệ. Cho nên, hắn cười. Thiếu nguyên, vị đạo hữu này nói ngươi không xứng, thân là Thiên Hoàng Tông đệ tử ở trước mặt người ngoài không thể rơi xuống sư môn tôn nghiêm, ngươi, biết nên làm như thế nào sao? Tư không phi tinh thanh âm rơi vào vu thiếu nguyên trong lỗ tai, tựa như âm thanh thiên nhiên. Hắn sắc mặt dữ tợn, lộ ra một cái tàn khốc nụ cười, hắn hiểu, chân thực quá hiểu. Đã từng có một người bởi vì trong lời nói tới Thiên Hoàng Tông lúc khá là khinh bạc, liền bị hắn đánh gãy tay chân, Thiên Hoàng Tông, cũng là hắn kiêu ngạo một số. Diệp Thần và Long Huyền nghe vậy ánh mắt chớp mắt. Bọn họ tự nhiên nghe nói qua Thiên Hoàng Tông. Đồng dạng là nhất lưu thế lực, thực lực càng ở Huyền Nguyệt Tông trên. Là linh võ đại lục nam vực xứng đáng không thẹn nhà giàu có thế lực. Không nghĩ tới lại có thể đá tấm sắt. Long Huyền suy tính chốc lát, muốn khuyên Diệp Thần thu tay lại, nhưng là làm hắn thấy Diệp Thần quyết nhiên ánh mắt, vẫn là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, lui về sau. Đối với Diệp Thần mà nói, Thiên Hoàng Tông lại coi là cái gì? Giờ phút này, phu thiếu nguyên khí tức cực lớn đột nhiên bùng nổ, tay cầm trường kiếm, hướng Diệp Thần một kiếm chém tới. Bảo xanh khách sạn chung quanh bỗng nhiên gió nổi mây vần, điện thiểm lôi minh. Cái này vu thiếu nguyên ra tay một cái, lại có nắm trong tay thiên địa uy thế. Liền liền tư không phi tinh nhìn về phía vu thiếu nguyên một kiếm này, cũng mặt hiện vẻ tán thưởng, cái này giận lôi long khiếu kiếm là thượng cổ đại năng lưu truyền xuống võ, vu thiếu nguyên đã luyện đến cảnh giới tiểu thành, uy lực không tầm thường. Kiếm ý vỡ đằng. Cùng cuồn cuộn kiếm khí dung hợp một đạo ẩn hiện hình rồng sấm sét, hướng Diệp Thần lướt đi. Kiếm pháp này, không kém. Phu thiếu nguyên kiếm pháp, rõ ràng đã có cường giả mới có khí tượng, hơn nữa hắn trường kiếm trong tay, cũng là một cái phẩm cấp không thấp tiên khí. Diệp Thần trong ánh mắt vậy hiện ra một phần ngưng trọng, huyết đao vào tay, trên thân đao ẩn hiện kim đỏ lưỡng sắc quang mang. Chém ra một đao, không có phu thiếu nguyên gió nổi mây vần. Điện thiểm lôi minh. Phu thiếu nguyên thấy Diệp Thần ra tay không uy thế chút nào, trong mắt, khinh thường nồng hơn. Nhưng là, phu thiếu nguyên bên cạnh tư không phi tinh, nhìn Diệp Thần chém ra cái này một đao,
trong con người bỗng nhiên bộc phát ra một đạo tinh quang. Rất mạnh, Tư Không Phi Tinh nhìn Diệp Thần, trong con người thành tựu xuất sắc liền liền, lấy hắn ánh mắt lại không có cách nào kết luận đao pháp này phẩm cấp. Nhưng là có thể khẳng định là, đao pháp này rất mạnh, mạnh hơn là, Diệp Thần ra đao ý cảnh. Phu Thiếu Nguyên đám người ở võ đạo phương diện thần thông còn không có đạt tới nhập cảnh cảnh giới, tự nhiên không nhìn ra Diệp Thần một đao này tuyệt diệu chỗ. Liền ở tất cả mọi người đều lấy là Diệp Thần phải bị Phu Thiếu Nguyên kiếm ý nuốt mất lúc, một tiếng hổ gầm mơ hồ ở trong tai mọi người vang vọng. Ngay sau đó vậy lóe lên nhức mắt điện quang nộ long chi hình bên trong chợt thấm ra một đạo sen lẫn màu máu kim quang. Ngay tức thì, vô số kim quang từ nộ long trong cơ thể xông ra. Kim quang bên trong hiện ra một đạo hổ khổng lồ chi hình, xuyên thủng lôi long hướng Phu Thiếu Nguyên nhào tới. Cái gì? Chấm hỏi, Phu Thiếu Nguyên kinh hãi, mình giận lôi long khiếu kiếm lại bị phá. Bị vậy bình thường không có gì lạ một đao. Bất quá, Phu Thiếu Nguyên hiển nhiên vậy không phải là không có kinh nghiệm chiến đấu thiếu gia, ngược lại, hắn kinh nghiệm chiến đấu có thể coi như phong phú. Mắt gặp vậy hình hổ đao khí thế tới hung hung. Hắn vừa đem trường kiếm trong tay vũ thành một đoàn sắc bén bên trong có điện mang lóe lên, long không ngừng rên rỉ, một bên thân hình bạo lui. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, kim hồng quang mang cùng màu bạc điện quang bạo tránh. Ánh sáng tan hết, Phu Thiếu Nguyên nửa quỳ, trường kiếm chống đất, trùng trùng thở dốc, trong mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Diệp Thần cái này nhìn chất phác không màu mè một đao lại cường đại đến như vậy bước, làm sao có thể? Hơn nữa, hắn vẫn là hỗn nguyên cảnh nhất tầng thiên, mình là hợp đạo cảnh, hơn nữa đã mò tới cùng thiên địa linh khí hợp nhất ngưỡng cửa, lại vẫn là thua. Mà Diệp Thần cũng là khá là kinh ngạc, hắn biết Phu Thiếu Nguyên không kém, hắn cái này một đao mặc dù không có đối mặt Hoàng Sán lúc chém ra vậy đao mạnh như vậy, khá vậy dùng 80% lực lượng, Phu Thiếu Nguyên lại có thể tiếp mà không bị tổn thương, hắn thực lực chắc còn ở cảnh giới ngã xuống Hoàng Sán trên. Bất quá Diệp Thần thế công, vẫn chưa kết thúc, hắn quanh thân ma khí và huyết khí vần quanh, một đầu hổ khổng lồ hư ảnh xuất hiện ở sau lưng, kim quang lóe lên, chân linh hơi thở mãnh liệt, tựa như thần thú hạ xuống, ngay tức thì xuất hiện ở Phu Thiếu Nguyên trước mặt, ngay đầu một đao chém xuống. Đột phá ý cảnh kim sát một đao chém đối với chân khí tiêu hao quá lớn, cho nên, Diệp Thần không có lần nữa thi triển, mà là vận dụng thiên sát hổ ma đổi, lấy thuần thân sát lực chém về phía Phu Thiếu Nguyên. Huyết đao huyết quang lưu chuyển, ở Diệp Thần khí huyết lực ra trì hạ, một đao này lực lượng, ngay tức thì vượt qua hết thảy. Chém ra một đao, gió lớn gào thét, không gian chấn động, ngay đầu chấn áp. Phu Thiếu Nguyên nhìn cái này một đao tấn công tới, rốt cuộc có vẻ sợ hãi, lật đật giơ kiếm chào đón. Một bên Tư Không Phi Tinh, nhìn Diệp Thần vung đao ánh mắt lại sáng một cái, không chỉ có lĩnh ngộ đao ý cảnh, thân xác lực lượng còn mạnh mẽ như vậy. Hắn đối với Diệp Thần càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Oanh! Đao kiếm đánh nhau, Phu Thiếu Nguyên dưới chân do đặc thù đá chế thành sàn nhà linh quang bạo tránh, nhưng vẫn là vô lực vỡ vụn tan vỡ. Diệp Thần một đao, lại trực tiếp cầm Phu Thiếu Nguyên oanh xuống lầu dưới, thân hình hắn lại động, lần nữa chém ra một đao, lại là một tiếng vang thật lớn, Phu Thiếu Nguyên đã bị đánh đến lầu một, rất nhiều ngủ lại quý khách cũng kỳ quái nhìn hai người. Mà Phu Thiếu Nguyên lúc này lại cố không là cái gì mất mặt hay không vấn đề, ngực hắn kịch liệt phập phồng, cả người đều là mồ hôi, cầm kiếm tay phải sưng lên ứ máu. Hắn biết, tay mình xương cánh tay cách và gân thịt đều đã gãy lìa, Diệp Thần nếu như chém nữa hắn một đao, hắn sợ rằng không tiếp nổi. Bành, một tiếng, Diệp Thần lần nữa rơi vào Phu Thiếu Nguyên trước người, trong mắt lóe lên thị huyết ánh sáng, nhìn về phía một cái không có động tĩnh thanh niên, nhàn nhạt nói. Không biết, bây giờ ta có không có tư cách cùng Tư Không Phi Tinh so tài. Trong lúc nói chuyện, cầm đao tay chậm rãi nâng lên, giống như là tử thần đang kêu gọi. Đủ, một cái thanh âm lạnh như băng vang lên, ầm một tiếng, kim thiết giao minh, linh khí đánh vào, đem chung quanh một ít quý khách cũng chấn động được hộc máu. Tư Không Phi Tinh ngăn ở Phu Thiếu Nguyên trước người, trong tay cầm một thanh trường kiếm, hời hợt đỡ được Diệp Thần cái này đao. Diệp Thần đột nhiên cảm giác được vô cùng là khí tức nguy hiểm mãnh liệt, thân hình bạo lui, ngay tức thì kéo ra cùng Tư Không Phi Tinh giữa khoảng cách.
đồng thời nhìn lướt qua Tư Không Phi Tinh trường kiếm trong tay, ánh mắt lẫm liệt, cái này trường kiếm thân kiếm phơi bày đen trắng hai màu, trong đó lưu chuyển vô số huyền diệu minh văn, bất ngờ là một chuôi hợp đạo thần khí, hợp đạo tiên khí. Thậm chí nếu như lại hoàn thiện, có thể nhận gần thời không chi binh. So hắn đao phẩm cấp cao không thiếu. Giá trị hẳn là Diệp Thần trong tay huyết đao 10 lần. Trừ cái này vũ khí, càng làm cho Diệp Thần khiếp sợ là Tư Không Phi Tinh lực lượng, mơ hồ lại so mình mạnh hơn một phần. Phải biết Diệp Thần nhưng mà dung hợp xa như vậy cổ hung thú máu tươi, lực lượng cực kỳ khủng bố. Cái này Tư Không Phi Tinh không có sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào, lại thì ung dung đỡ được mình một đao. Thằng nhóc, cái này Tư Không Phi Tinh không người nghĩ đơn giản như vậy, hơn nữa trên mình còn có một tia hoàng uy, chỉ sợ là hoàng tộc người, người muốn thắng hắn, tuyệt không thoải mái, Long Huyền nhắc nhở. Hắn đối với Linh Võ Đại Lục biết rõ xa ở Diệp Thần trên. Linh Võ Đại Lục năm vực, hơn nữa ma vực, mỗi một vực đều có một cái không cho coi nhẹ thế lực, đó chính là hoàng tộc. Cũng hoặc là gọi là hoàng thất gia tộc. Linh Võ Đại Lục quý tộc chân chính. Trực giác ngược lại không tệ, Tư Không Phi Tinh khuôn mặt lạnh như băng nổi lên dậy một nụ cười châm biếm, chợt quay đầu nhìn về phía Diệp Thần, nói, ngươi tên gọi là gì? Diệp Thần, đối phương thực lực đáng Diệp Thần tôn trọng, nói lên tên họ cũng là phải. Được, ta nhớ, Tư Không Phi Tinh gật đầu một cái, thần sắc ung dung nói, ngươi không phải muốn cùng ta so tài sao? Tới đi, dùng ngươi mạnh nhất chiêu thức, không nên nương tay, ta đón ngươi một chiêu sát chiêu. Hẳn đủ để cho ngươi hết giận chứ. Ngươi ta cảnh giới chênh lệch quá lớn, mặc dù trên mình ngươi cảnh giới và ngươi thực lực không hợp, nhưng, ở ta trước mặt, đều giống nhau. Buồn cười, Diệp Thần hừ lạnh nói, hy vọng ngươi đừng chết. Nói xong, Diệp Thần cả người khí thế bùng nổ, bén kim quang, ma khí và huyết khí lượn lờ quanh thân, hơi thở điên cuồng leo lên, thần ma luân hồi quyết trình độ cao nhất vận chuyển. Có ý tứ. Ngươi lại dung hợp một đầu hung thú máu tươi. Hơi thở không tệ. Tư Không Phi Tinh gật đầu một cái, tựa hồ vẫn là không có cầm Diệp Thần lực lượng coi vào đâu. Diệp Thần thân hình nhỏ tránh, ngay tức thì xuất hiện ở Tư Không Phi Tinh đỉnh đầu, trong tay huyết đao bộc phát ra chói mắt kim hồng quang mang, đao ý cuộn sạch, vây xem lữ khách đều cảm giác ngay tức thì rơi vào một cái tràn đầy lạnh như băng lưỡi đao thế giới bên trong. Một đao chém xuống, kinh khủng lực lượng gia trì. Toàn lực thi triển kim sát một đao chém, hơn nữa đao khí toàn bộ ngưng tụ ở huyết đao lên, không có một tia tràn ra. Cái này một đao, cắt rời không gian, chặt đứt hư không. Cái này một đao, so Diệp Thần một đao chém chết Hoàng Sán vậy đao mạnh hơn rất nhiều. Tư Không Phi Tinh trong mắt, rốt cuộc hiện ra vẻ trịnh trọng, không nghĩ tới Diệp Thần toàn lực bùng nổ, so mình tưởng tượng cường đại hơn. Tay hắn động một cái. Nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh giơ kiếm đánh nhau, động tác cực kỳ tự nhiên. Tư Không Phi Tinh lại không có lựa chọn phòng ngự, mà là trực tiếp hướng Diệp Thần ngực chỗ hiểm công tới. Trên trường kiếm đen trắng lưỡng sắc quang mang dạo rực, như nước kiếm ý ở trong khách sạn tràn đầy kéo dài, mới vừa rồi còn tựa như đặt mình vào phong đao thế giới các lữ khách, trong nháy mắt lại tựa như bị vô số thanh trường kiếm xuyên tim. Có thể cùng Diệp Thần đao ý bên trong sát ý mạnh mẽ không cùng, Tư Không Phi Tinh kiếm ý lại hàm chứa ngút trời uy nghiêm, tựa như thiên thần hạ xuống kiếm phạt vậy, bị Tư Không Phi Tinh trường kiếm xuyên tim, lại ngược lại dâng lên một loại thỏa mãn, thật giống như chết ở kiếm hắn hạ lại làm mình quang vinh vậy. Đao kiếm đánh nhau, ý cảnh va chạm, Bảo Lam lão bản tiền tiền của nhiều là hợp đạo cảnh tầng 8 ngày tu vi, lúc này đã toàn lực vận dụng trong khách sạn phòng vệ đại trận. Mới triệt tiêu hai người công kích dư âm đánh vào. Ầm ầm vang lớn, Diệp Thần thân hình đổ bay ra, hắn miễn cưỡng trên không trung lộn thân hình, rơi trên mặt đất, rơi xuống đất ngay tức thì, mặt đất rắc rắc một tiếng, xuất hiện vết rách chằng chịt. Diệp Thần nhìn mình cầm đao cánh tay, mặc dù hắn tay cầm đao còn rất ổn, cánh tay cũng đã máu tươi đầm đìa, nếu không phải là hắn thể chất xa mạnh hơn phổ thông võ giả, sợ rằng lúc này tay đã phế. Cái này Tư Không Phi Tinh, thật là mạnh. Mà Tư Không Phi Tinh cũng không chịu nổi. Hắn nhận Diệp Thần một đao, vậy lui về phía sau ba bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, hiển nhiên vậy bị thương. Hắn mặc dù vẫn là bộ kia mặt không cảm giác hình dáng, bất quá nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, ngược lại chẳng phải lạnh như băng.
thậm chí có một loại sợ hãi. Đã nhiều ít thời gian không có ai để cho hắn bị thương. Hắn thậm chí không dám tin tưởng, lần này mình bị thương lại có thể đến từ một cái hỗn nguyên cảnh tầng trời một tiểu tử. Thằng nhóc này rốt cuộc từ đâu tới? Diệp Thần khẽ mỉm cười, coi như hài lòng. Cuối cùng để cho đối phương bị thương. Hơn nữa hắn không có dùng luân hồi mộ địa lực lượng. Bất quá, Ngô Hạnh Nhi thù, cũng coi là báo. Tư Không huynh. Trừ Vu Thiếu Nguyên ra mấy tên trai gái đi tới Tư Không Phi Tinh bên người, ánh mắt đọng lại ở Tư Không Phi Tinh vết máu ở khóe miệng lên, khiếp sợ đến tột đỉnh. Tư Không Phi Tinh lại bị thương. Vẫn là tổn thương ở một cái hỗn nguyên cảnh tầng trời một tiểu tử trên tay, đây là thực tế sao? Bây giờ bọn họ cảm giác, giống như thấy một cái mới vừa sanh ra trẻ sơ sinh ở Quyền Anh trên trận một quyền cầm Thái Sơn đánh ngã xuống đất vậy. Lúc này bọn họ lại xem Diệp Thần, ánh mắt đã thay đổi, tựa như đang nhìn cái gì hình người quái thú vậy. Long Huyền vậy mang Ngô Hạnh Nhi đi tới Diệp Thần bên người. Mới vừa rồi Diệp Thần và Tư Không Phi Tinh chiến đấu hắn cảm ứng được rất rõ ràng, lúc này hai hàng lông mày khóa chặt. Nếu như mình đối với hai người công kích, mặc dù không còn như một chiêu bị đánh bại, nhưng lúc này sợ rằng tổn thương được cũng phải nghiêm trọng hơn, hai người này thực lực cũng so mình cao không chỉ một nước. Bất quá Long Huyền Thiên Tư cũng là vô cùng là yêu nghiệt, mới vừa rồi hai người giao thủ, ý cảnh va chạm, hắn vậy chộp được một tia luyện thành ý cảnh cảm giác. Hắn tu luyện thông thiên quyền bản cũng đã xu hướng tại viên mãn, như dung nhập vào ý cảnh thi triển, là được đột phá những ràng buộc. Tư Không Phi Tinh lau mép một cái vết máu, đối với Diệp Thần hỏi, ngươi nhưng có tông môn. Huyền Nguyệt Tông, Diệp Thần nhàn nhạt nói. Tư Không Phi Tinh gật đầu một cái, Diệp Thần, ta muốn chúng ta còn sẽ gặp mặt lại, có lẽ rất nhanh liền sẽ. Hắn lại nhìn lướt qua tựa hồ đang hiểu chút gì. Trên mình tản mát ra tí ti kỳ diệu vận luật Long Huyền. Bên cạnh ngươi người bạn kia cũng không tệ, cho hai ngươi một cái thành thật khuyên, các ngươi trong khoảng thời gian này, tốt nhất nhanh lên một chút nâng cao mình thực lực. Nếu không, rất nguy hiểm. Rồi sau đó, hắn tầm mắt lại rơi vào Ngô Hạnh Nhi và một cái khác bị thương thanh niên trên mình, nói, xin lỗi. Các ngươi đáng câu này nói xin lỗi. Diệp Thần hơi cau mày, trong đoạn thời gian này, nâng cao thực lực. Tư Không Phi Tinh là ý gì? Bất quá không cùng Diệp Thần đặt câu hỏi, Tư Không Phi Tinh đã mang mấy người kia xoay người rời đi Bảo Xanh khách sạn, gián tiếp cầm vậy mấy gian chữ thiên lên phòng thường nhường cho Diệp Thần mấy người. Diệp Thần nhẹ khạc ra một hơi, ân cần nhìn một cái Ngô Hạnh Nhi hỏi, Hạnh Nhi, như thế nào, có thấy khá hơn chút nào không? Ngô Hạnh Nhi đau lòng lướt qua Diệp Thần ngoài miệng vết máu, giận trách ta không có sao, cảm ơn. Được. Đã như vậy, chúng ta liền đi nghỉ ngơi một chút, Diệp Thần nói. Không biết tại sao, Diệp Thần tổng có một loại dự cảm xấu. Hơn nữa, loại dự cảm này hay không càng ngày càng mãnh liệt. Lúc này, Diệp Thần và Tư Không Phi Tinh các người cũng không biết, Bảo Xanh khách sạn bầu trời, có hai đạo quyến rũ thân ảnh động người đứng trước ở trong hư không. Một người trong đó, chính là Tử Ngưng, mà khác một cô gái, vóc người mặc dù vô cùng là hỏa cay mê người. Có thể trên khuôn mặt mang một quả ngọc trắng mặt nạ, cho dù lấy Tử Ngưng nhãn lực đều không cách nào nhìn thấu cái này cái, để cho người không biết cô gái này tướng mạo như thế nào. Tử Ngưng gặp Diệp Thần cũng không đáng ngại, khẽ thở phào nhẹ nhõm, có chút tức giận nói, tên này, để cho hắn không nên gây chuyện, vẫn là cùng người ra tay. Diệp Thần đám người cùng Tư Không Phi Tinh nổi lên va chạm lúc, Tử Ngưng thì có cảm ứng, bất quá chuyện giữa tiểu bối tình. Các nàng như vậy thân phận giống như là không tiện xuất thủ can thiệp. Chỉ là ẩn giấu ở Diệp Thần bọn họ vùng lân cận, nếu như xảy ra điều gì bất ngờ cũng có thể kịp thời xuất thủ cứu giúp. Hơn nữa, Tư Không Phi Tinh mấy người thân phận, nàng vậy kiêng kỵ. Nàng nhìn về phía một bên mang mặt nạ cô gái, cười khổ nói, Hiểu Huyên, các ngươi Thiên Hoàng Tông đệ tử, có phải hay không đều cùng ngươi như nhau phách lối à? Tư Không Phi Tinh bọn họ đúng lúc là mình bạn tốt Diêm Hiểu Huyên môn nhân hậu bối, Diêm Hiểu Huyên mặc dù là cô gái, nhưng trời xanh tính hiếu chiến, Diệp Thần đám người và Tư Không Phi Tinh bọn họ động thủ, nàng phản mà hứng thú, rất nhiều e sợ cho thiên hạ không loạn thế. Diêm Hiểu Huyên hừ một tiếng nói, Tư Không Phi Tinh thằng nhóc này, ngày thường như vậy cuồng ngạo, lại vào một cái hỗn nguyên cảnh tiểu tử động thủ cũng sẽ bị thương, trở về sau này ta phải thật tốt dạy bảo hắn.
Hiển nhiên, nàng đối với Tư Không Phi Tinh và Diệp Thần kết quả chiến đấu cũng không hài lòng. Tử Ngưng khá là khó chịu, hất cằm nói, cái gì gọi là hỗn nguyên cảnh tiểu tử, Diệp Thần nhưng mà đến trên thăng tiên đại đạo cuối tuyệt thế thiên tài, hơn nữa đã từng một đao chém chết hợp đạo cảnh võ giả. Vốn là tu hành hoàn cảnh cũng không như cái đó Tư Không Phi Tinh, nếu không, hắn tuyệt đối không phải Diệp Thần đối thủ. Trên thăng tiên đại đạo cuối, dưới mặt nạ, Diêm Hiểu Huyên gương mặt có một cái chớp mắt như vậy gian xuất hiện khiếp sợ. Nàng căn bản không thể nào tin nổi, chính là hỗn nguyên cảnh, lại có thể tới đạt vậy vô số người không cách nào chạm đến địa phương. Nàng ánh mắt nhanh tránh, nàng xuất thân linh võ đại lục Thiên Hoàng Tông, hơn nữa Thiên Hoàng Tông có hoàng thất bối cảnh, những cái kia đặt ở viễn cổ cũng có thể tươi đẹp thế gian thiên tài siêu cấp nàng vậy gặp qua không thiếu. Bất quá, những người này chắc liền đạt tới trên thăng tiên đại đạo 900 mét trình độ mà thôi, cái này Diệp Thần lại có thể đi tới 1000 mét cuối. Đừng xem ít đi mấy chục mét khoảng cách, có thể đó chính là hoàn toàn hai cái không đồng đẳng cấp thiên tài, bất quá, cũng không phải nói Diệp Thần liền nhất định có thể so sánh những cái kia một cấp linh tư thiên tài xuất sắc hơn, tư chất đến tài nghệ này, tiềm lực đều là khó có thể tưởng tượng. Mặc dù Diêm Hiểu Huyên trong lòng khiếp sợ, nhưng là ngoài miệng nhưng không chịu thua nói, trên thăng thiên đại đạo đã sớm sa sút, bây giờ ai còn dùng khảo sát này tiềm lực. Nếu không làm sao sẽ luân lạc tới cho thấp võ vị diện đám người kia dùng. Như thế hư không mờ mịt đồ, ta xem vậy không có gì không dậy nổi. Linh võ đại lục, vẫn là phải dựa vào thực lực nói chuyện. Diêm Hiểu Huyên và Tử Ngưng mặc dù là quan hệ vô cùng là gần gũi bạn tốt chí giao, nhưng mà hai người từ nhỏ liền yêu lẫn nhau leo so, không ai phục ai. Tử Ngưng nghe vậy, không có hảo ý cười nói, Diệp Thần và Tư Không Phi Tinh giao thủ. Mặc dù hơi không bằng, khá vậy để cho Tư Không Phi Tinh bị thương. Diệp Thần bất quá là hỗn nguyên cảnh nhất tầng thiên cảnh giới, Tư Không Phi Tinh đã hợp đạo cảnh hậu kỳ, nếu như Diệp Thần tăng lên nữa mấy phần, người cho rằng Tư Không Phi Tinh có thể ngăn cản sao? Tử Ngưng nói tới chỗ này không nói thêm gì nữa, cân nhắc nhìn Diêm Hiểu Huyên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 80.